Rất nhiều câu hỏi không thể nói hết trong điện thoại, nhưng ba người đều cho rằng sau lưng Triệu Quốc Đống có hệ thống kinh tế khổng lồ như vậy thì không thể không làm người ta chú ý. Ủy ban kỷ luật nhìn chằm chằm vào là bình thường, chuyện này nên sớm cho người cần biết biết trước, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua ai đáng được biết, phạm vi xác định như thế nào, thông qua con đường nào để truyền đến điều kiện gia đình của Triệu Quốc Đống, mở rộng quá đáng sẽ mang tới phiền phức không cần thiết. Nói tin tức này ra với ba người Thái Chánh Dương xong, tảng đá trong lòng Triệu Quốc Đống đã rơi xuống. Bây giờ vứt sang cho ba ông anh Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên cùng Hùng Chính Lâm, hắn lại thành người nhàn nhã. Đám người Thái Chánh Dương bây giờ khá bận, bọn họ hẹn đợt Tết về bàn việc này, giúp Triệu Quốc Đống xử lý tốt gánh nặng này, vừa muốn Triệu Quốc Đống không bị ảnh hưởng, vừa có thể phát huy tác dụng lớn nhất của tài nguyên này. Triệu Quốc Đống cũng cân nhắc qua về Thương Lãng. Thiên Phu và công ty Quốc Toàn vẫn đang dần phát triển, nếu lộ ra ánh sáng sẽ tạo ảnh hưởng như thế nào đối với hắn. Trong mắt lãnh đạo, dân chúng thậm chí đồng nghiệp sẽ thấy như thế nào thì khó đoán được. Nhưng hắn phát hiện mình dù xử lý như thế nào thì con đường chính trị và sản nghiệp gia đình cũng khó có thể cân bằng, có lẽ do ánh mắt của hắn còn hạn hẹp, có lẽ mấy ông anh đứng ở góc độ cao hơn nên có thể cởi bỏ gánh nặng giúp hắn. Quyền 10, chương 10. Đợt tập huấn này thực ra cũng là một bước thăng chức. Về phần anh có thể tăng thêm năng lực hay không lại là một vấn đề. Tố chất chính trị tăng lên, trao đổi kinh nghiệm công tác, ánh mắt thoáng hơn, gặp gỡ lãnh đạo các nơi là cách nhanh nhất để tiến vào trạng thái công việc. Triệu Quốc Đống mặc dù thích cuộc sống này nhưng hắn cũng biết đó chỉ là bậc thang, rất nhiều học viên chỉ coi đây là cơ hội trao đổi kinh nghiệm và mở rộng quan hệ. 37 cán bộ cấp phó giám đốc sở tham gia đợt tập huấn đều vui vẻ, đều ra vẻ học tập chăm chú. Các học viên cũng chia làm mấy vòng tròn theo sự phát triển kinh tế của địa phương. Các cơ quan cấp tỉnh và thành phố An Đô đi lại với nhau. Học viên mấy nơi Miên Châu, Kiến Dương cùng với Tân Châu, Lam Sơn đi lại với nhau, sau đó là các nơi khác cũng xếp theo nhóm kinh tế mà tụ tập. Chẳng qua Triệu Quốc Đống khá đặc biệt một chút, hắn từng ở Giang Khẩu, lại từ sở giao thông xuống Ninh Lăng, bây giờ lại làm ở Ninh Lăng. Phải nói đợt tập huấn này có trình độ cao hơn đợt tập huấn lần trước hắn tham gia nhiều. Ít nhất giảng viên hướng dẫn có trình độ cao hơn, ít nhất đứng trên lớp học có thể đứng nói nửa tiếng không hết vấn đề, vẫn có thể hấp dẫn các học viên. Phải biết rằng các cán bộ lên chức cán bộ cấp phó giám đốc sở đều là có năng lực, muốn làm bọn họ phục là không dễ. Cái gì là xã hội tiểu khang? Có thể rất nhiều điều chỉnh ngồi đây không hiểu hàm nghĩa thực sự của từ này. Mặc dù Trung ương luôn nói xây dựng xã hội tiểu khang, nhưng rốt cuộc cái gì là xã hội tiểu khang? Một giảng viên trên 30 tuổi rất tự tin đứng trước mặt các cán bộ mà nói. Từ tiểu khang vốn xuất phát từ Thi Kinh, tiểu khang là một hình thức xã hội lại xuất phát từ lễ ký của thời Tây Hán. Trong lễ ký viết con đường lớn là thiên hạ làm chủ, chọn hiền tài có năng lực, giảng tín nghĩa, con người không chỉ vì bản thân mà vì xã hội. Nói cách khác đó là mục tiêu và hình thức phát triển của xã hội. Địa vị của tiểu khang chỉ thấp hơn đại đồng. Trăm ngàn năm qua nó đã thấm nhuần vào suy nghĩ trong dân tộc chúng ta, muốn đông đảo quần chúng nhân dân thoát khỏi cuộc sống khó khăn, đương nhiên sự theo đuổi đó chưa bao giờ thành sự thật. Quốc gia chúng ta phát triển với mục tiêu là xã hội chủ nghĩa, điểm này khá trừu tượng nên tiểu khang là thứ thực tế hơn. Đây là điều đầu tiên mà đồng chí Đặng Tiểu Bình khi gặp Thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra, sau đó từng bước đưa ra quy hoạch về xã hội tiểu khang của Trung Quốc chúng ta. Năm 1987, Đại hội Đảng 13 đã chính thức xác định mục tiêu này, sau đó trong các hội nghị quan trọng của Đảng đều không ngừng phong phú và hoàn thiện quy hoạch về mục tiêu xã hội tiểu khang, hơn nữa cũng đưa ra một loạt chính sách nhằm vào đó. Thứ nhất chính là cao độ coi trọng công tác nông nghiệp và nông thôn. Triệu Quốc Đống nhìn một chút đống sách trên bàn rồi bỏ bút xuống, hai tay khoanh tròn chăm chú lắng nghe. Hắn không quá thích ghi chép vì hắn cho rằng ghi chép không phải cách học tập tốt. Nếu chỉ chăm chú ghi chép sẽ quên những đề tài mà giảng viên nói bên ngoài, Triệu Quốc Đống cho rằng đó mới là tinh hoa. Cho nên hắn thường chăm chú nghe, nếu cần ghi thì hắn thả ghi một chút mà thôi. Mấy vấn đề này không phải là điều cán bộ thích, nhưng đây chỉ là bộ khung, sau đó cán bộ tự do phát biểu. Giảng viên này cũng có chút bản lĩnh, hoàn toàn không cần giấy tờ chuẩn bị trước, chỉ cần hứng chí là nói, nghĩ đâu nói đó. Hơn nữa đám người này mặc dù không phải quan chức nhưng luôn ở trong giới tri thức, tổ chức các cuộc hội thỏa, nguồn tin phát ra rất nhiều. Xây dựng xã hội tiểu khang là điều mà Trung ương đã xác nhận, làm như thế nào nhanh chóng thực hiện mục tiêu tiểu khang một cách khoa học là công tác trung tâm mà đảng ủy, chính quyền các nơi càng lúc càng chú ý.
Lão Hoa, Nam Hoa nếu thực hiện mục tiêu Tiểu Khang thì anh là phó thị trưởng có ý tưởng gì? Tiếng chuông vang lên, giảng viên cầm sách rồi cùng mấy cán bộ Lam Sơn, Kiến Dương đi ra. Ý tưởng thì nhiều nhưng chứng thực lại rất khó khăn. Phó thị trưởng Hoa Trọng Hỷ thành phố Nam Hoa dựa lưng vào ghế mà nói. Nam Hoa là thị xã mạnh về nông nghiệp, sản xuất công nghiệp bây giờ mới bắt đầu khởi sắc. Xã hội Tiểu Khang lấy trọng tâm là nông thôn, nơi có sản xuất công nghiệp phát triển đến trình độ nhất định thì cả tài chính hay phương tiện trụ cột đều đầy đủ, thực hiện nông thôn theo xã hội Tiểu Khang thì cũng có chút tự tin, nhưng Nam Hoa tôi không được. Ừ, tôi thấy Ninh Lăng cũng không dễ làm. Lão Hoa, có điều kiện thì phải lên, không có điều kiện thì sáng tạo điều kiện. Sản xuất công nghiệp Nam Hoa 2 năm qua phát triển rất nha, tôi thấy cũng không chậm hơn Vĩnh Lương là bao, cứ tiếp tục như vậy thì 3, 5 năm sau sẽ có hiệu quả càng tốt hơn nữa. Hoa Trọng Hỷ này cũng là người thành thật, trước đó cũng có hỏi Triệu Quốc Đống có thể xử lý tốt việc kia không, điều này cũng làm Triệu Quốc Đống cảm kích. 3, 5 năm, lúc ấy anh và tôi ở đâu? Bây giờ lãnh đạo chỉ vì trước mắt, không tạo được thành tích thì trong đủ hội nghị sẽ bị mắng, điểm danh phê bình. Hoa Trọng Hỷ lắc đầu nói. Ý tưởng của Trung ương thì tốt, chính sách chung không sai nhưng thực hiện ở địa phương thì rất khó khăn. Nhất là khu vực Trung Tây thiếu hụt tài chính, muốn trên tỉnh ủng hộ cũng không thực thế, phải dựa vào chính mình. Nhưng thực tế khó khăn khiến anh không thể không cúi đầu. Triệu Quốc Đống cười cười không nói gì. Hoa Trọng Hỷ này thì hắn cũng hiểu. Y từ bí thư huyện ủy huyện nghèo nhất Nam Hoa đi lên, cũng là người tạo được thành tích cụ thể. Huyện Nghiễm Thọ không chỉ là huyện có số dân lớn nhất Nam Hoa, xa Nam Hoa nhất so với các nơi khác, vốn dựa vào tiền trợ cấp. Nhưng sau khi Hoa Trọng Hỷ đến đây thì đã cùng chủ tịch huyện chạy quanh để đẩy người của Nghiễm Thọ ra ngoài lầm thuê, điểm này Hoa Trọng Hỷ đã làm được. Hàng năm Nghiễm Thọ có ít nhất hơn 400.000 người ra ngoài làm thuê, được xưng là huyện có người ra ngoài lớn nhất tỉnh. Ngoài ra còn một điểm là làm đường, điểm này cũng tương tự như khi Triệu Quốc Đống mới tới Hoa Lâm. Chẳng qua Hoa Trọng Hỷ không có quan hệ về mảng này như Triệu Quốc Đống, cũng nghĩ vài cách như nông dân đóng góp sức lao động, ví dụ ra ngoài xin tài trợ. Nhất là nhằm vào những nhà kinh doanh của huyện ra ngoài làm ăn, ví dụ như giảm tiền lương, thưởng của cán bộ trong huyện để làm đường. Ở điểm này y bị lên án, cũng vì vậy mà lúc được chọn làm phó thị trưởng đã có nhiều ý kiến phản đối. Có thể ngồi vào vị trí này thì ít nhiều cũng có bản lĩnh và chỗ dựa. Quốc Đống, anh có dự định gì không? Hoa Trọng Hỷ đổi đề tài. Tôi còn có thể làm gì chứ? Triệu Quốc Đống nói. Tùy từng nơi cụ thể mà áp dụng. Phá vỡ trở ngại về giao thông là quan trọng nhất. Cậu đừng giả vờ với tôi không hỏi cái này mà hỏi cậu có ý gì về việc điều chỉnh sắp tới không? Hoa Trọng Hỷ khẽ vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi nói. Tôi, bây giờ không biết, tôi bây giờ chỉ là một thường vụ thị ủy, hội nghị chỉ có thể giơ tay một chút mà thôi, đến nghe một chút là được. Triệu Quốc Đống nửa đùa nửa thật mà nói. Hừ, cậu còn giả vờ với tôi thấy cậu không giả vờ được bao lâu nữa đâu. Kim Vĩnh Kiện của Ninh Lăng đã lên Sở Bảo vệ Môi trường tỉnh làm phó giám đốc, vị trí cũng để đó cho cậu còn giả vờ với tôi ư. Hoa Trọng Hỷ trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Hả? Triệu Quốc Đống có chút giật mình kêu lên. Quyển 10, chương 11. Triệu Quốc Đống không nghĩ Kim Vĩnh Kiện đi nhanh như vậy. Bên Ninh Lăng vẫn chưa có tin tức gì truyền tới, Hoa Trọng Hỷ này đúng là có tin tức nhạy bén. Triệu Quốc Đống thấy tên này suốt ngày ở lớp học mà lại thông linh như vậy. Học ở trường mà có thể biết được điều chỉnh nhân sự trong tỉnh. Anh cũng đang nhìn vào vị trí này hả? Triệu Quốc Đống phản ứng rất nhanh mà nói. Ừ, cũng nghĩ đến chẳng qua rất nhanh phải bỏ. Tổ chức sẽ không bỏ qua cơ hội vắt kiệt sức lao động của anh. Tôi mới lên được gần năm thì dựa vào gì mà để tôi lên cơ quan thuộc tỉnh uống trà. Cho nên phải đàng hoàng dâng hiến tuổi xuân ở Nam Hoa. Hoa Trọng Hỷ không giấu mà thản nhiên nói. Hiến dâng tuổi thanh xuân. Anh còn mà dâng hiến sao? Ha ha! Triệu Quốc Đống không quên đả kích một phen. Anh phải nói để thân xác già ở Thâm Sơn mới đúng. Quốc Đống, cậu nói chuyện quá ác, người ở cơ sở chẳng lẽ phải ở cơ sở cả đời sao? Chẳng lẽ khi về già không được lên tỉnh thành sao? Hoa Trọng Hỷ nửa thật nửa giả nói. Anh sống và phát triển ở cơ sở thì tốt nhất ở tại cơ sở đi. Triệu Quốc Đống cười nói. Được rồi. Tôi không thể so được với cậu vì cậu còn trẻ, cậu có thể bỏ cuộc sống sung sướng ở Ando. Hoa Trọng Hỷ hừ một tiếng rồi nói. Đó là do cậu có tiền đồ xa, cậu nhìn vào mục tiêu xa hơn. Đừng ra vẻ mình giống Khổng Phồn Sâm trước mặt tôi.
đảng ta có nhiều cán bộ như Khổng Phồn Sâm nhưng tuyệt đối không phải là cậu. Bị đối phương nói như vậy làm Triệu Quốc Đống á khẩu. Hắn thấy Hoa Trọng Hỷ này có chút thú vị, tuổi không nhỏ nhưng nói chuyện khá khôi hài. Lão Hoa, chúng ta cùng chung số mạng mà. Triệu Quốc Đống cười cười rất gian xảo. Hoa Trọng Hỷ đúng là hâm mộ tên trẻ hơn mình 20 tuổi này. Mình gần 50 mới tới chức phó thị trưởng, mà Triệu Quốc Đống này sắp làm phó thị trưởng thường trực, đây là sự khác nhau giữa người với người. Triệu Quốc Đống này không ngừng gặp phong ba, lúc trước có lời đồn là tham ô nhưng lại rất bình tĩnh làm Hoa Trọng Hỷ kết luận đối phương tự tin, tuyệt đối vượt qua kiểm tra. Kết quả đúng là như vậy, Yến Nhiên Thiên tự mình tới phát biểu làm mọi việc thay đổi hẳn. Bây giờ Kim Vĩnh Kiện lên sở bảo vệ môi trường, vị trí này không phải dành cho Triệu Quốc Đống thì cho ai? Chưa đầy 30 đã làm phó thị trưởng thường trực, lúc trước ai có thể nghĩ tới. Chẳng qua chuyện không phải như mọi người nghĩ. Học ở trường đảng một tháng, Triệu Quốc Đống không nhận được tin chính thức từ Ninh Lăng thông báo. Chẳng qua hội nghị thường ủy xác nhận xem ai làm bí thư quận ủy Tây Giang thì Triệu Quốc Đống cũng phải dành thời gian về tham gia. Kim Vĩnh Kiện chính thức lên sở bảo vệ môi trường làm phó giám đốc. Theo Triệu Quốc Đống thấy với tuổi và thành tích của Kim Vĩnh Kiện thì có thể đến cơ quan vừa dễ dàng vừa có quyền lực dần tăng lên thì cũng ổn. Không khí hội nghị thường ủy lần này rất dễ dàng. Các thường vụ thấy Triệu Quốc Đống đều tỏ vẻ thân thiết, nói hy vọng hắn sớm học xong về gánh vác trách nhiệm giống như vị trí của Kim Vĩnh Kiện vốn là dành cho Triệu Quốc Đống. Hội nghị thường ủy cuối cùng xác định Tăng Lệnh Thuần làm bí thư quận ủy Tây Giang, Tông Kiến làm phó bí thư quận ủy, quyền chủ tịch quận. Tăng Lệnh Thuần làm bí thư quận ủy là tất nhiên. Sau khi Lưu Vĩnh Đào đến Ninh Lăng trao đổi với Hoàng Lăng, Hoàng Lăng cũng đã lên tỉnh gặp Triệu Quốc Đống. Hoàng Lăng, Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống thảo luận về người làm bí thư quận ủy Tây Giang. Triệu Quốc Đống không thể đảm nhiệm chức vụ này nãy. Triệu Quốc Đống và Hoàng Lăng cũng thấy Tăng Lệnh Thuần là thích hợp nhất. Vưu Liên Hương thấy tính cách Tăng Lệnh Thuần không quá cứng rắn nhưng bây giờ cô lại không thấy ai thích hợp hơn. Chẳng qua khi chọn người làm chủ tịch quận Tây Giang thì ba người không chính thức thảo luận. Không ngờ Triệu Quốc Đống về tham gia hội nghị thường ủy thì Tông Kiến lại được Hoàng Lăng, Thư Chí Cao và Nghiêm Lập Dân đồng ý, không biết tên này dùng con đường nào mà thuyết phục được Hoàng Lăng. Nghiêm Lập Dân đã dùng hết tâm trí để thuyết phục Bí Thư Hoàng để Tông Kiến đến Tây Giang. Vưu Liên Hương nằm trong nước, chiếc khăn khoác trên người cũng được thả cho nó rơi vào trong nước, da thịt trắng nõn mơ hồ lộ ra bên dưới bộ bikini. Để Tông Kiến đến Tây Giang cũng là việc tốt, nếu không Giản Hồng sao có thể làm tránh văn phòng thị ủy. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Giản Hồng đang ở bên Vưu Liên Hương không nói gì. Giản Hồng, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng nhiều. Tôi thấy hai vị phó trưởng ban thư ký kia đều nhìn chằm chằm vào vị trí này, phải lấy lòng Vưu Tỷ một chút, nếu không mát xa cho Vưu Tỷ, làm Vưu Tỷ ra mặt tranh thủ hộ trị với Bí Thư Hoàng. Được rồi Quốc Đống, nói chuyện không đứng đắn gì cả. Cần làm như thế nào thì tôi sẽ làm. Chẳng qua Giản Hồng ở văn phòng thị ủy trong thời gian ngắn, chưa chắc có thể được. Hai vị kia đều ở văn phòng thị ủy nhiều năm, chẳng may Bí Thư Hoàng thấy bọn họ cống hiến nhiều năm thì tôi có nói cũng vô ích. Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi tiện tay lấy chiếc khăn khác che vai. Vưu Tỷ nói sai rồi, Bí Thư Hoàng không có tính cách đó, y dùng người đầu tiên là phải xem có thích hợp hay không, dùng người có thể làm tốt công việc hay không. Giản Hồng tuy ở thị ủy khá ngắn nhưng tôi thấy làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Tôi nghĩ Bí Thư Hoàng cũng thấy. Triệu Quốc Đống lắc đầu ra vẻ không đồng ý với Vưu Liên Hương. Mọi người đều nghĩ y sẽ học kỳ Dư Hồng là làm quen với Ninh Lăng trong một thời gian, không có hành động lớn nhưng kết quả thì sao? Y không cần biết người khác nghĩ gì, bởi vì ai muốn ngăn y cũng không được. Ngay cả thị trưởng thư cũng phải tạm nhũn nhường mà. Nơi đám người Triệu Quốc Đống tới tuy không đông vì bây giờ chưa đến kỳ nghỉ. Hơn nữa nhiều hồ đã được người bao. Triệu Quốc Đống sớm hỏi mà chỉ có thể chọn một nơi khá xa, nhưng cũng khó tránh khỏi có người đi ngang qua. Mặc dù không thấy gì nhưng vẫn có thể nghe thấy. Công ty khai thác khu du lịch cũng tăng việc khai thác suối nước nóng, đã đào nhiều khu tắm, lớn có thể chứa vài chục người, nhỏ chứa 2-3 người, cho nước nóng chảy vào là thu hút được nhiều người. Đến khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân hưởng thụ phong cảnh tự nhiên cũng không thua kém gì đến núi Phú Sĩ Nhật Bản. Đến kỳ nghỉ lễ là nơi đây đông nghịt người, toàn người đặt chỗ trước một tháng. Công ty cũng đang mở rộng về phía Huyền Âm Cốc để mong thỏa mãn được nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là nguyên nhân mà công ty muốn tăng thêm cổ phần, cùng với việc đẩy mạnh khai thác khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân,
công ty cũng sẽ khai thác hồ Thương Lãng và thung lũng Thương Lãng ở huyện Thương Lãng. Quốc Đống, cậu hiểu rõ về bí thư Hoàng đó nhỉ? Vưu Liên Hương nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Lần này Tiêu Phượng Minh có thể sẽ vào thường vụ, Sử Chí Hòa lại thất bại rồi. Ồ, lão Tiêu cuối cùng đã đánh ngã Sử Chí Hòa ư? Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi nói. Vưu tỷ, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, không phải lỗi của tôi mà, không có quan hệ gì với tôi. Không phải lỗi của cậu nhưng sao có thể không quan hệ với cậu? Vưu Liên Hương thở dài một tiếng mà nói. Lão Sử đúng là số khổ, tranh chức thường vụ với cậu thì bị cậu đá xuống, tranh chức phó thị trưởng với Lỗ Năng cũng thua, lần này thấy Kim Vĩnh Kiện đi, cậu thay Kim Vĩnh Kiện thì sẽ có một chức thường vụ thiếu, không ngờ Tiêu Phượng Minh lại đi trước mà đoạt lấy khiến Sử Chí Hòa vẫn ở nguyên vị. Có lẽ cả đời Sử Chí Hòa không thể tiến thêm nữa. Quyển 10, chương 12. Triệu Quốc Đống không còn gì để nói. Sử Chí Hòa sau lần thua Triệu Quốc Đống đã mất trạng thái và xu thế. Lúc còn Kỳ Dư Hồng thì không thấy, nhưng sau khi Hoàng Lăng đến và tỏ vẻ không hài lòng với công việc của Tào Tập, dù là thu hút đầu tư hay là phát triển kinh tế thì đều không khởi sắc. Trụ sở dược liệu của Tào Tập vẫn đang được xây dựng, công ty dược Tam Cửu bởi vì đủ nguyên nhân mà không chính thức đầu tư xây dựng, điều này làm cho ngành sản xuất quan trọng nhất của Tào Tập bị ảnh hưởng rất lớn. Mà bây giờ khi bí thư thị ủy Hoàng Lăng tới khiến cho vị trí của Tào Tập trong mắt Hoàng Lăng càng giảm đi nhiều. Thậm chí Tào Tập còn xếp sau Hoa Lâm và Khuê Dương, qua đó tình của Sử Chí Hòa như thế nào thì ai cũng biết. Vưu tỷ, đây không thể trách tôi. Lão Sử cũng phải kiểm điểm tư tưởng làm việc của mình. Tôi thấy Lão Tiêu có đầu óc thoáng hơn Lão Sử nhiều. Ý của Lão Sử chỉ dừng ở ngành sản xuất dược liệu, điểm này không sai nhưng một ngành sản xuất này có thể khiến kinh tế của cả Tào Tập phát triển mạnh sao? Nhìn Khuê Dương xem, mặc dù mấy hạng mục lớn thu hút vào không thành công nhưng tôi thấy Bí Thư Phượng Minh và Chủ tịch Như Hoài cũng không tức giận mà nhìn vào các hạng mục vừa và nhỏ. Năm nay các hạng mục này của Khuê Dương đạt 21, tích gió thành bão, kinh tế Khuê Dương 2 năm nay phát triển nhanh như vậy cũng là do sự lãnh đạo tốt của bọn họ. Triệu Quốc Đống biết quan hệ của Vưu Liên Hương và Sử Chí Hòa khá tốt. Bây giờ thấy Tiêu Phượng Minh lên chức thì cũng có chút cảm xúc. Nhưng con đường của Sử Chí Hòa không nhiều. Ánh mắt không rộng, cứ tiếp tục như vậy thì sợ chức bí thư huyện ủy Tào Tập cũng không thể ngồi yên. Cho nên cậu mới kiệt lực tiến cử Lưu Như Hoài đến khu khai phát thay cậu. Vưu Liên Hương cũng nhận ra tâm trạng của mình không đúng. Tôi đề cử Lý Trạch Hải nhưng bí thư Hoàng không cho ý kiến, tất nhiên là không hài lòng. Tôi đành phải đổi người. Lưu Như Hoài có tính cách mặc dù không mạnh nhưng giỏi đoàn kết đồng chí, có uy tín trong bộ máy Khuê Dương, kết hợp tốt với Tiêu Phượng Minh. Triệu Quốc Đống nói, Quốc Đống, tôi thấy chức trưởng ban tổ chức cán bộ của Trương Thiên Phóng phải do cậu làm mới đúng. Cậu đến Ninh Lăng mấy năm mà lại hiểu cán bộ Ninh Lăng như vậy. Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói, ồ, mỗi người cậu đề cử đều là nhân tài, cậu nhìn người đều không phải người bình thường phải không? Vưu tỷ, lời này của chị đúng là chụp mũ quá nặng, tôi đâu phải như vậy. Lưu Như Hoài là người như thế nào thì chỉ thoáng tiếp xúc là biết. Lục Nhị, bí thư Lưu đã đến khu khai phát mấy hôm, cô thấy sao thì giới thiệu với Vưu tỷ một chút. Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi Lục Nhị đứng bên. Bí thư Lưu, đó là người thân thiện, có tác phong khác bí thư Triệu, nhưng tôi thấy bí thư Lưu phân tích chuyện gì cũng rất cẩn thận và chính xác. Lục Nhị có chút khẩn trương mà nói. Cô thấy Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống đều khẽ nở nghiên cứu thì mới biết hai người này vừa nãy tranh cãi chỉ là đùa mà thôi. Vưu tỷ, bí thư Triệu. Hai người cũng đừng tranh cãi như vậy có được không? Tôi thấy Lưu Như Hoài rất nhanh tiến vào trạng thái công việc, quan hệ khá tốt với chủ nhiệm Lô. Có bí thư Triệu tạo trụ cột thì khu khai phát rất nhanh đi vào quỹ đạo. Giản Hồng cười nói. Đúng là Giản Hồng biết cách nhìn người. Chẳng qua với xu thế của khu khai phát bây giờ mà Lưu Như Hoài không thừa dịp hoạt động một phen thì đúng là không làm tròn trách nhiệm. Bây giờ hàng tháng ít nhất cũng có vài công ty khu vực Duyên Hải đến khảo sát. Tôi thấy y phải cân nhắc điều chỉnh cơ cấu, lựa chọn các công ty có quy mô, có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao vào, cố gắng nhân rộng ưu thế ngành sản xuất thiết bị ngành điện ra toàn bộ thị xã, đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi cũng đã trao đổi với Lưu Như Hoài về việc này. Triệu Quốc Đống nói xong liền nhìn Lục Nhị. Lục Nhị, bí thư Như Hoài và chủ nhiệm Miễn Dương đều được, có ấn tượng tốt đối với cô cũng nên nắm bắt cơ hội. Tôi vốn cảm thấy nếu cô ở khu khai phát không vui thì có thể nhờ Vưu tỷ điều cô lên văn phòng thị ủy, nhưng tôi thấy cô ở khu khai phát rèn luyện một thời gian sẽ có lợi cho sự trưởng thành.
chính cô cũng có thể nắm bắt cơ hội mà đề cao mình. Ngoài việc thu hút đầu tư ra thì cô cũng nên chú ý công tác phục vụ cho các công ty ở khu khai phát, đây là điều rất quan trọng để bồi dưỡng tình cảm của các công ty với khu khai phát, nhưng nhiều cán bộ chúng ta thường bỏ qua điểm này. Nghĩ các công ty đã đến thì không thể chuyển đi, chủ và khách đổi chỗ nên quên công tác phục vụ của mình. Đây là bệnh chung của các khu khai phát. Khu khai phát Ninh Lăng chúng ta muốn kéo gần khoảng cách với các khu khai phát khác thì nhất định phải làm tốt ở mảng này. Không chỉ có Lục Nhị, thậm chí Vưu Liên Hương và Giản Hồng đều nghe ra được ý của Triệu Quốc Đống. Vưu Liên Hương và Giản Hồng đang suy nghĩ sao Triệu Quốc Đống lại nói với giọng điệu này. Lục Nhị kêu lên. Bí thư Triệu, lời này của ngài nên nói với bí thư Lưu hoặc chủ nhiệm Lô mới đúng. Lục Nhị, tôi nói với cô là hy vọng cô có thể chủ động đưa ra quan điểm này với lãnh đạo trong công việc hàng ngày. Điểm này là rất quan trọng cho sự phát triển của khu khai phát Ninh Lăng. Lúc đầu tôi đưa ra việc tạo hoàn cảnh mềm ở khu khai phát và Tây Giang, mà trung tâm của nó chính là ý thức phục vụ. Nếu như không cảm nhận được sự quan trọng của hoàn cảnh mềm với sự phát triển, như vậy không thể phát triển được. Không đợi Lục Nhị có phản ứng, Vưu Liên Hương đã ngồi xuống, thậm chí còn không chú ý khăn tắm rơi xuống, một mảng thịt lộ ra làm Triệu Quốc Đống thấy nhiệt độ tăng lên đôi chút. Quốc Đống, lời cậu nói giống như là dặn dò trước khi đi là sao? Vưu Liên Hương nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống mà nói. Vưu tỷ, đừng có như vậy được không? Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Vưu Liên Hương và Giản Hồng đúng là rất mẫn cảm, lời nói của hắn mà các cô cũng nhận ra được có vấn đề. Hừ, chuyện gì mà chẳng lẽ ngay cả Vưu tỷ cũng giấu? Vưu Liên Hương không bỏ qua cho Triệu Quốc Đống. Có gì thì nói mau. Không, không có gì mà. Chẳng qua tôi có cảm tưởng mọi người đều nói tôi có thể thay thế Kim Vĩnh Kiệt. Nhưng Kim Vĩnh Kiện lên Sở Bảo vệ Môi trường đã một tuần mà chức Phó Thị trưởng Thường trực vẫn chưa xác định rõ ràng, tôi vẫn là thường vụ không có chức vụ cụ thể. Ha ha, tôi đoán có lẽ tỉnh ủy đang có dự tính khác. Triệu Quốc Đống cũng không giấu ba người. Ngoài ra tôi nghĩ qua cơn phong ba này thì tỉnh có lẽ nghĩ tôi ở Ninh Lăng làm mất lòng không ít người, có những lúc lui một bước sẽ thích hợp hơn. Quốc Đống, tôi không nghe ra ý của cậu, có phải là cậu sẽ không ở lại Ninh Lăng, phải đi? Vưu Liên Hương không nhịn được nói thẳng. Không ở Ninh Lăng thì cậu đi đâu? Cái này sao tôi biết? Tôi chỉ có cảm giác này mà thôi. Hơn nữa tôi ở Ninh Lăng đã gần 4 năm, trong các thường vụ mặc dù tôi vào thời gian ngắn nhất nhưng hầu hết các thường vụ đều từ ngoài vào. Có lẽ tổ chức cảm thấy đổi hoàn cảnh sẽ thích hợp cho sự trưởng thành của tôi. Triệu Quốc Đống không nói sai. Tương Uẩn Hoa một tuần trước đã chính thức đến Thông Thành làm bí thư thị ủy. Có lẽ Tương Uẩn Hoa muốn thông qua Qua Tĩnh mà điều hắn tới Thông Thành. Chẳng qua việc này chỉ có thể lén trao đổi, dù sao một phó thị trưởng thường trực thì cũng cần lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy gật đầu. Vưu Liên Hương liền hiểu ngay mà nói. Cậu đến Thông Thành làm phó thị trưởng thường trực, Tương Uẩn Hoa mời cậu sang đó. Triệu Quốc Đống cười khổ. Phụ nữ đúng là lợi hại và nhạy cả mình. Tương Uẩn Hoa có quan hệ mặc dù tốt với hắn nhưng đã đi 2 năm, Vưu Liên Hương vẫn chú ý điều chỉnh nhân sự trên tỉnh. Thông Thành đến Thông Thành làm bí thư thị ủy nên làm cô nghĩ ngay Triệu Quốc Đống đến Thông Thành. Cũng có thể, khi tôi học trên tỉnh thì bí thư Tương đã nói chuyện với tôi và nói muốn tôi tới Thông Thành, y rất lo về phát triển kinh tế của Thông Thành, hy vọng có thể tìm người giúp mình. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Vưu Liên Hương và Giản Hồng đều hâm mộ. Cả Hoàng Lăng và Tương Uẩn Hoa đều coi trọng Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu làm Vưu tỷ hâm mộ đỏ mắt đó. Vưu Liên Hương lắc đầu nói. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Vưu tỷ không thể không phục. Chẳng qua dù cậu đi đâu thì cũng phải nhớ kỹ Vưu tỷ đó. Vưu tỷ, tôi sao có thể quên chị, hơn nữa rốt cuộc như thế nào thì tôi cũng không rõ, không chừng tôi vẫn ở lại Ninh Lăng. Vưu Liên Hương khoác khăn rồi đi lên, cô khẽ gõ đầu Triệu Quốc Đống rồi nói. Nhớ lời cậu đó, sau này Vưu tỷ cần cậu giúp thì không được đùn đẩy. Quyển 10, chương 13. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Tương Uẩn Hoa thì vẫn còn đang ngủ. Sau hơn 2 tháng ở Ando mà phải về Ninh Lăng, thậm chí còn phải đến Thông Thành xa hơn Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống đúng là không thoải mái mấy. Thông Thành cách Ando mặc dù không xa hơn từ Ninh Lăng đến Ando mấy, nhưng đường đi kém hơn quốc lộ 915, lái xe cũng mất tầm 6 tiếng. Kết quả tối qua hắn điên cuồng với Cù Vận Bạch một trận, trưa nay cũng triền miên với Từ Xuân Nhạn. Quốc Đống, cậu ở đâu? Tương Uẩn Hoa nói chuyện khá trầm thấp làm Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng đối phương không tốt mấy. Tôi ở Ando, bí thư Tương, ngài đang ở đâu?
Triệu Quốc Đống bỏ dậy. Từ Xuân Nhạn mơ màng tỉnh định nói chuyện lại bị Triệu Quốc Đống che miệng ra hiệu cô đừng lên tiếng. Tôi đang ở Ando, đang ngồi với trưởng ban qua, cậu lại đây, có việc. Tương Uẩn Hoa nói qua tĩnh ở đó làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo lên. Đợt học của hắn sắp kết thúc mà vẫn không rõ hắn đi đâu. Bây giờ Tương Uẩn Hoa đột nhiên bảo hắn tới thì đúng là làm hắn như uống thuốc kích thích. Được bí thư Tương, hai người ở đâu? Tôi lập tức tới. Triệu Quốc Đống một tay sờ vú Từ Xuân Nhạn, hắn đúng là thích cái cảm giác. Tôi đang ở tòa nhà Cẩm Giang, cậu đến hỏi tìm tôi là được. Tương Uẩn Hoa nói. Triệu Quốc Đống dập máy xong liền có chút lưu luyến véo vú Từ Xuân Nhạn một chút rồi đứng lên. Từ Xuân Nhạn cũng biết Triệu Quốc Đống có việc quan trọng nên cô đứng dậy mặc áo ngủ rồi sửa quần áo cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nói với cô là tối sẽ về làm cô rất vui. Cô nghĩ hắn ở đây trưa nay thì tối nhất định có việc, bây giờ hắn đến tối thì cô mong còn không được. Triệu Quốc Đống đến nơi liền vào thang máy lên tầng 20. Triệu Quốc Đống hỏi Lễ Tân, một nữ nhân viên phục vụ dẫn Triệu Quốc Đống đi qua sảnh rồi tới một căn phòng ở phía Bắc. Trong phòng là người hai nhà Tương Uẩn Hoa và Qua Tĩnh. Vợ Tương Uẩn Hoa thì Triệu Quốc Đống khá quen, bây giờ đã điều lên ủy ban kế hoạch hóa gia đình thành phố Ando, mà chồng Qua Tĩnh thì lần đầu Triệu Quốc Đống gặp. Sau khi nói chuyện thì Triệu Quốc Đống mới biết chồng Qua Tĩnh là phó trưởng ban hậu cần quân khu Quảng Châu, là thiếu tướng. Triệu Quốc Đống rất nhanh biết được mục đích mà Tương Uẩn Hoa gọi hắn tới đây. Qua Tĩnh mang tới một tin tức không rõ là tốt hay xấu. Trong hội nghị tuần trước đã xác định sẽ tiến hành điều chỉnh bộ máy một số thị xã. Sau khi Kim Vĩnh Kiện đi, bí thư thị ủy Ninh Lăng Hoàng Lăng đã đề nghị với tỉnh ủy để Triệu Quốc Đống làm phó thị trưởng thường trực thị xã Ninh Lăng, mà Tương Uẩn Hoa cũng muốn thông qua Qua Tĩnh để Triệu Quốc Đống tới Thông Thành làm phó thị trưởng thường trực. Nguyên phó thị trưởng thường trực Thông Thành sẽ được lên chức thành phó bí thư thị ủy. Nhưng ý kiến này đã bị chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu phản đối. Ứng Đông Lưu lấy lý do Triệu Quốc Đống biểu hiện xuất sắc nên đề nghị Ninh Pháp đưa ý kiến nên điều một vài cán bộ cấp phó giám đốc sở đến các thị xã nhận chức trong 3 năm, làm cho các cán bộ rèn luyện ở cơ sở, nâng năng lực tổng hợp. Ninh Pháp cũng có vẻ đồng ý, yêu cầu ban tổ chức cán bộ tiến hành chuẩn bị ở điểm này. Đối với các nơi như Ninh Lăng và Thông Thành thì Ninh Pháp đồng ý điều cán bộ từ cơ quan thuộc tỉnh xuống. Mà Triệu Quốc Đống thì Yến Nhiên Thiên có ý kiến nói muốn hắn được điều tới thị xã khác. Qua Tĩnh cũng không rõ sao Yến Nhiên Thiên lại có ý này, trao đổi với thị xã khác có hàm nghĩa rất quan trọng, tuy danh nghĩa là điều chỉnh nhưng không dính tới lãnh đạo chủ yếu, nói cách khác chỉ là điều chỉnh các cấp phó. Triệu Quốc Đống là thường vụ Ninh Lăng thì điều chỉnh tới nơi khác nếu làm mấy chức như chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hay bí thư đảng ủy chính pháp thì không có ý nghĩa, phải làm phó thị trưởng thường trực thì mới không phí cơ hội điều chỉnh lần này. Nhưng xem quanh các nơi thì ngoài Ninh Lăng, Thông Thành và Hoài Khánh ra thì hầu hết các phó thị trưởng thường trực vốn có chủ hết. Mà chức phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh thì nghe nói Ninh Pháp đã có lựa chọn. Bây giờ Yến Nhiên Thiên nói vậy là sao? Nhưng có một điểm khẳng định Ninh Lăng và Thông Thành có lẽ được. Thông Thành và Ninh Lăng đều xa, theo đề nghị của Ứng Đông Lưu thì phải để cán bộ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Ủy ban Kinh tế hoặc Sở Tài chính đến phụ trách. Trưởng ban qua, nói như vậy tôi bây giờ vẫn đang phải đợi. Triệu Quốc Đống cười nói. Cuối tuần này đợt tập huấn sẽ kết thúc, mắt tôi vẫn còn mờ tịt. Ha ha, tôi chưa từng nghe nói có thường vụ nào không có công việc, không kiêm chức vụ hay phụ trách mảng gì. Đây không phải tốt cho tôi sao, chỉ hưởng thụ đãi ngộ mà không phải làm việc. Tôi thấy không đến lúc đó đâu. Thứ hai tôi tới văn phòng bí thư Ninh, có lẽ chỉ trong vòng 3 ngày là sẽ xong việc. Tôi chỉ đang nghĩ cậu tới đâu thì thích hợp hơn. Qua Tĩnh cười nói. Tôi nghe bí thư Tương nói cậu thích hợp làm công tác kinh tế, cho nên tôi thấy cậu có thể tới làm phó thị trưởng thường trực Thông Thành hoặc Ninh Lăng. Hơn nữa bí thư Tương cũng hy vọng cậu đến giúp mình, không ngờ chủ tịch Đông Lưu lại phản đối. Thấy Qua Tĩnh lắc đầu, Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Trưởng ban qua, ngài không nên quá lo lắng, tôi là cỏ vứt vào hòn đá còn mọc. Không đi được Thông Thành. Không ở lại được Ninh Lăng tôi cũng không ngại. Ha ha, Quốc Đống, cậu có suy nghĩ như vậy là tốt rồi, tôi lo cậu quá thất vọng. Chẳng qua tôi thấy lần này bí thư Ninh cùng chủ tịch Đông Lưu có ấn tượng tốt đối với cậu, ngay cả Lão Yến cũng khen cậu, tôi cảm thấy cậu sẽ có chỗ đi tốt. Qua Tĩnh cười nói. Đến khi vợ chồng Qua Tĩnh rời đi, Tương Uẩn Hoa mới xa sầm mặt nói. Quốc Đống, đúng là không thuận lợi, tôi tới Thông Thành một tuần mới biết được. Tương Uẩn Hoa nói như vậy, Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, Thông Thành làm bí thư Tương rất thất vọng ư?
thất vọng thì sớm có, bây giờ làm tôi sắp tuyệt vọng. Tương Uẩn Hoa cười nói. Cậu đi trên đường sẽ thấy được mình vốn nghĩ Ninh Lăng là quê mùa, đối với An Đô thì đó lại là thành thị với thông thành. Chỉ từng đó mà làm ngài nản chí sao? Triệu Quốc Đống không tin hỏi lại một câu. Đương nhiên không phải, cũng chỉ là nói một chút với cậu thôi. Quan niệm của cán bộ ở đó đúng là quá lạc hậu, cùng với phương tiện trụ cột là điều kiện chủ quan và khách quan. Mà nguyên nhân chủ quan lại quyết định điều kiện khách quan càng làm nguyên nhân chủ quan thêm đột biến, một vòng tròn khó phá vỡ. Tương Uẩn Hoa có lẽ bị áp lực quá nặng làm già đi vài tuổi. Vẻ mặt uể oải cho thấy tuần qua y cảm nhận rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. So sánh với chức phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, chức bí thư thị ủy thông thành đúng là làm người ta không sung sướng gì. Tôi vốn định để cậu tới giúp mình, không ngờ chủ tịch Đông Lưu cảm thấy nên để cán bộ ưu tú tới thông thành. Ôi, cán bộ xuất sắc, thời này có mấy cán bộ xuất sắc như vậy. Không ít người đến quá độ, Quốc Đống. Lần đó tới Ninh Lăng có ba người, nhưng chỉ cậu là còn nhớ, hai người kia không có chút ấn tượng nào. Đó là cán bộ xuất sắc sao? Bí thư Tương, đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ. Tôi thấy tác phong làm việc của chủ tịch Ứng khá cẩn thận, lần này tôi nghĩ cán bộ xuống cơ sở rèn luyện sẽ khác. Tôi thấy nếu chủ tịch Ứng đưa ra ý kiến thì sẽ tính tới mọi khả năng. Quyển 10, chương 14. Tôi cảm thấy việc phân công đồng chí Triệu Quốc Đống không nên chỉ vì trước mắt. Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng năng lực làm việc và tố chất chính trị mọi người đều thấy. Tôi đã xem qua lai lịch của cậu ta. Ninh Pháp Từ Tốn nói. Hạo Nhiên, nếu tôi nhớ không lầm thì việc liên doanh với nhà đầu tư bên ngoài của cao tốc An Quế và An Du là sáng kiến của Triệu Quốc Đống. Lúc ấy hình như chưa báo cáo lên trên đã trực tiếp liên lạc với vài tập đoàn, còn bị phê bình. Nhưng thực tế chứng minh sáng kiến này đã xúc tiến hệ thống giao thông An Nguyên chúng ta phát triển nhanh. Đương nhiên đây không phải công lao của mình Triệu Quốc Đống, nhưng cậu ta đã tìm được con đường hoàn toàn mới, điều này chứng minh Triệu Quốc Đống có tính sáng tạo trong công việc. Chúng ta bây giờ thiếu cán bộ như vậy. Ninh Pháp ít khi đánh giá và đề nghị về một chức phó như vậy, điểm này làm các thường vụ có chút kinh ngạc. Mặc dù Triệu Quốc Đống có biểu hiện tốt trong công tác phòng chống lụt bão, nhưng đánh giá của Ninh Pháp lại là công việc hàng ngày của Triệu Quốc Đống. Tần Hạo Nghiên gật đầu tỏ vẻ có việc này. Khi Triệu Quốc Đống xuống Ninh Lăng rèn luyện 3 năm, 4 năm. Lúc sau đã không thể gọi là kiêm nhiệm rèn luyện, không đơn giản. Chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy đến thường vụ thị ủy, mỗi hạng mục công việc đều làm tốt. Tôi đã xem đánh giá của ban tổ chức cán bộ đối với cậu ta, có thể thấy tác phong làm việc rõ ràng, phong cách cá nhân đột xuất, kiên định, chịu khó làm việc, thiếu chính là kinh nghiệm công tác. Kinh nghiệm công tác không đủ thì tôi có thể hiểu do cậu ta còn quá trẻ. Tôi cảm thấy không ít đồng chí cho rằng cán bộ trẻ sẽ không thành thục, nói chuyện và hành động không đúng mực. Tôi không cho rằng như vậy. Thanh niên có sự xông xáo, có tính sáng tạo trong công việc, đó là ưu thế. Triệu Quốc Đống đã từng bước từ phó chủ tịch huyện lên đến bí thư huyện ủy, hơn nữa còn làm một huyện thay đổi hẳn, đây mà là chưa đủ kinh nghiệm sao? Ninh Pháp nhìn quanh một vòng, các vị thường vụ coi như đại khái hiểu bí thư tỉnh ủy đã quyết định. Vừa nãy Lão Yến đánh giá cao về tố chất chính trị và tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, tôi cũng hiểu qua về biểu hiện của cậu ta mấy năm nay. Đề nghị của Chủ tịch Đông Lưu rất đúng, phải cho các đồng chí trọng trách, như vậy bọn họ quen với hoàn cảnh phức tạp, mới có thể trưởng thành. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy cuối cùng đã kết thúc, Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh được giữ lại. Nhiên Thiên, trưởng ban Qua, nếu hội nghị thường ủy đã nhất trí như vậy mời hai người phát văn bản xuống dưới. Nghe nói đợt tập huấn này có không ít đồng chí sẽ được đồng chí, hai người phải bố trí công việc trước khi đợt tập huấn kết thúc, tranh thủ để bọn họ làm quen hoàn cảnh mới. Lợi dụng thời gian trước Tết mà kiểm tra, tham gia hội nghị để thích ứng với vị trí mới. Bí thư Ninh, tình hình Hoài Khánh khá phức tạp, hơn nữa ở ngay sát An Đô, kinh tế mấy năm nay bị nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tôi cảm thấy cả bí thư thị ủy, thị trưởng đến Hoài Khánh đã hơn nửa năm mà mãi vẫn không mở được cục diện, không có khởi sắc. Thời gian trước tôi tới Hoài Khánh kiểm tra về công tác xây dựng đảng thì đã trao đổi với đồng chí Anh Lộc, anh ta cảm thấy áp lực lớn, đồng chí Chiếu Thành cũng là như vậy. Cho nên tôi vốn định phái một đồng chí có kinh nghiệm công tác phong phú và trí tuệ chính trị đến đó. Đồng chí Triệu Quốc Đống có thể đảm nhiệm tốt hay không thì tôi cũng có chút lo lắng. Yến Nhiên Thiên không giấu sự lo lắng của mình đối với Triệu Quốc Đống. Cảm giác của anh giống tôi thấy bọn họ bây giờ còn đang tập trung vào việc thâu tóm bộ máy ở thị xã. Quận, huyện, tôi thấy phương hướng làm việc của bọn họ có vấn đề.
Ninh Pháp gật đầu nói. Vụ án của Hoài Khánh đã kết thúc, trọng tâm công việc chuyển sang phát triển kinh tế, chú ý quá mức vào vấn đề nhân sự đó là không đúng. Phải đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế, anh có thể biết ai là người thật tâm muốn làm việc, ai muốn đục nước béo cò. Nói khó nghe một chút, anh muốn lên chức thì cũng phải tạo chút thành tích nào chứ. Anh phải làm cho dân chúng ủng hộ mình chứ. Nếu làm quan chỉ vì lợi ích cá nhân thì tuyệt đối không thể dùng. Về phần đồng chí Triệu Quốc Đống thì băn khoăn của Nhiên Thiên không phải không có lý. Tôi thấy như vậy cũng tốt, để Triệu Quốc Đống lên vị trí này cũng không hỏng. Tâm trạng cán bộ Hoài Khánh đang xuống thấp, thiếu sức sống và phương hướng. Có những lúc bí thư thị ủy và thị trưởng ra mặt không tốt, tôi thấy để Triệu Quốc Đống làm con cá dọn bể, làm cho vũng nước đục này rối lên có khi lại hay. Yến Nhiên Thiên thấy Ninh Pháp có thái độ kiên quyết như vậy thì không nói nhiều. Ninh Pháp lại dặn hai người bố trí lịch, nhất là cán bộ đến thông thành cùng Hoài Khánh sẽ do Qua Tính tự mình đưa tới, biểu hiện coi trọng của tỉnh ủy với hai nơi này. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ lại để hắn tới Hoài Khánh. Không phải nói Hoài Khánh không tốt, từ phương diện nào đó thì tốt, nhưng từ phương diện khác lại không tốt. So sánh với Ninh Lăng cùng thông thành thì cơ sở kinh tế của Hoài Khánh khác hẳn. Vị trí địa lý và hệ thống giao thông của Hoài Khánh hơn xa Ninh Lăng cùng thông thành. Hai quận, sáu huyện, một khu khai phát, trụ sở thị ủy Hoài Khánh và ủy ban thị xã nằm ở quận Hoài Châu cách An Đô 75 km, huyện Quy Ninh phía tây cách An Đô gần 50 km, mà Hoài Khánh chỉ cách sân bay An Đô có 57 km. Hoài Khánh từng là trụ sở sản xuất thiết bị công nghiệp có tiếng của ả nước, giá trị sản xuất công nghiệp những năm 80 chỉ kém mỗi thành phố An Đô. Nhưng bắt đầu vào những năm 90 thì kinh tế Hoài Khánh bắt đầu giảm tốc, vì đủ loại nguyên nhân khiến nó rơi xuống nhóm thứ ba. Nhất là thời kỳ cổ Diệu Hoa chấp chính khiến kinh tế đình trệ, quan trường suy thoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh luôn xếp cuối cùng của tỉnh. Cuối cùng cổ Diệu Hoa bị bắt đã gây ra động đất ở Hoài Khánh, khiến tình hình Hoài Khánh càng xấu hơn. Lúc này bí thư Trần Anh Lộc được điều từ Lam Sơn tới. Thị trưởng Hà Chiếu Thành vốn là phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của Hoài Khánh trước đây, là cán bộ duy nhất dám đứng ra nói mình liêm khiết. Mặc dù vụ án này đã kết thúc gần năm nhưng ảnh hưởng của nó quá lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Từ chỗ Hùng Chính Lâm, Triệu Quốc Đống biết vụ án liên quan quá nhiều quan chức, ủy ban kỷ luật khi xử lý vấn đề Hoài Khánh cũng thấy khó giải quyết, không ít cán bộ có vấn đề về kinh tế khi nhận phong bì, Tết. Tang cũng được người tặng khoản lớn, điểm này làm ủy ban kỷ luật khó xác định. Hơn nữa vụ án này lộ ra khiến cả nước chú ý, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy khi xử lý cũng phải phân biệt nặng nhẹ. Mất hơn nửa năm mà vẫn còn nhiều vấn đề. Bây giờ Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành vẫn còn đang mất nhiều công sức xử lý việc này cho nên kinh tế của Hoài Khánh nửa năm qua không khởi sắc mấy, còn có dấu hiệu trượt dốc. Nhưng đây không phải là do Hoài Khánh không có chỗ dựa để phát triển. Hoài Khánh có trụ cột sản xuất công nghiệp tốt, hệ thống giao thông thuận tiện. Mặc dù kinh tế mấy năm nay chậm phát triển nhưng trụ cột kinh tế tốt đẹp và trụ cột giáo dục vẫn còn đó, nhất là Học viện Công nghiệp và Xây dựng An Nguyên đều đặt ở Hoài Khánh, nó đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của Hoài Khánh. Vấn đề nằm ở chỗ hắn có cần tới tranh vũng nước đục Hoài Khánh không? Hai người Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành một bước khó đi ở Hoài Khánh, đúng như Qua Tĩnh nói hắn là con cá dọn bể đến làm đục nước. Quyền 10 Chương 15. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không tìm được lý do thích hợp để an ủi mình. Văn bản của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mai sẽ được gửi tới, đợt tập huấn này sẽ có nhiều người điều chỉnh. Mà mai cũng là đợt tập huấn kết thúc, sáng mai phó bí thư tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên sẽ tham gia lễ tốt nghiệp, chiều hắn về Ninh Lăng bàn giao công việc rồi tới Hoài Khánh báo danh. Phó thị trưởng thường trực, nghe êm tai nhưng tâm trạng Triệu Quốc Đống lại không tốt lên được. Hắn công tác ở Ninh Lăng hơn 3 năm nên về sơ bộ đã hình thành mạng lưới của mình, đây là do hắn kết hợp những người cùng chí hướng lại với nhau, ít nhất có thể là đồng nghiệp ủng hộ lẫn nhau. Dù hắn đến thông thành thì cũng còn được Tương Uẩn Hoa ủng hộ, có chỗ dựa như vậy thì cũng dễ hơn là Hoài Khánh mà. Bí thư thị ủy, thị trưởng Hoài Khánh thì Triệu Quốc Đống không có ấn tượng và qua lại nào. Nói chính xác là người qua đường, hắn bây giờ đến làm phó thị trưởng thường trực, nói cách khác phải bắt đầu công việc như khi mới tới Hoa Lâm. Thậm chí còn có hoàn cảnh xấu hơn ở Hoa Lâm. Dù sao lúc ấy hắn chỉ là phó chủ tịch huyện kiêm nhiệm. Nhưng bây giờ hắn lấy chức phó thị trưởng thường trực mà bao người nhìn chằm chằm, kiểu gì cũng có kẻ thù địch. Lúc ở Hoa Lâm còn được bí thư huyện ủy La Đại Hải toàn lực ủng hộ, vậy Hoài Khánh thì sao? Trần Anh Lộc cùng Hà Chiếu Thành chưa từ có quan hệ, là người như thế nào, tác phong làm việc ra sao,
lối suy nghĩ và quan điểm thế nào thì hắn không biết. Quan hệ của hai vị này ra sao? Tất cả đều phải bắt đầu lại, như vậy 2-3 năm tới hắn đừng mong được an nhàn. Nghĩ như vậy Triệu Quốc Đống không khỏi có chút buồn bực. Bắt đầu từ đầu, nói thì dễ nhưng không phải ai cũng may gặp chuyện này liên tục như hắn. Hắn lúc ở Hoa Lâm còn được Sở Giao Thông ủng hộ nên kéo về không ít hạng mục và chính sách, qua đó thu phục được lòng người. Sau đó lợi dụng La Đại Hải ủng hộ mà dần đứng vững ở Hoa Lâm. Mà sau khi làm thường vụ thị ủy, Triệu Quốc Đống cũng dần ý thức càng lên cao thì nước càng sâu, muốn thực hiện ý đồ của mình càng khó, nỗ lực càng nhiều, thậm chí còn phải giao dịch càng nhiều. Điều này có nghĩa anh sẽ bị mạng lưới quan hệ đủ các mặt trói buộc, anh không thể không cân nhắc vì mỗi một việc, nếu không sức phản đòn là rất mạnh. Nhưng khi anh hoàn toàn quen với trói buộc thì anh lại là kẻ quan liêu, anh không thể làm việc mình muốn. Làm như thế nào để lợi dụng sự trói buộc đó mà kiên trì làm việc mình cần làm, phải hóa giải sức cản, thậm chí biến sự trói buộc thành công cụ của mình, điểm này có lẽ chính là trách nhiệm. Trách nhiệm, ha ha, chẳng lẽ hắn trời sinh đã phải gánh trách nhiệm? Triệu Quốc Đống chỉ có thể tìm lý do này mà an ủi mình. Có lẽ đây là lãnh đạo coi trọng hắn nên mới để hắn lao động nhiều. Bên phía Ninh Lăng thì theo sự điều chỉnh của Triệu Quốc Đống cũng làm vài người đồng chí. Trương Thiên Phóng thành phó thị trưởng thường trực, Vưu Liên Hương làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Tiêu Phượng Minh làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký. Số thường vụ của thị ủy Ninh Lăng chỉ có một năm là 12, bây giờ lại rút về còn 11 người. Thị trưởng Trương, trưởng ban Vưu, hai người đá tôi đi như vậy chẳng lẽ không áy náy gì sao? Triệu Quốc Đống bưng chén lên mà nói. Tôi còn tưởng hai vị là chỗ dựa lớn nhất của tôi, không ngờ vừa học xong đã bị gõ một gậy. Cút ngay, cậu có chỗ tốt mà còn kêu than à? Hoài Khánh là nơi nào, Ninh Lăng là nơi như thế nào? Nói về trụ cột kinh tế và điều kiện giao thông thì Ninh Lăng chúng ta sao có thể so sánh với Hoài Khánh? Tôi nói với cậu, không lâu nữa tôi sẽ đến Hoài Khánh, cậu đừng có mà giấu gì đó. Tôi biết cậu nhiều biện pháp, quan hệ rộng, làm như thế nào phát triển kinh tế thì tôi thấy mình còn phải học tập cậu. Trương Thiên Phóng uống hơi nhiều nên mặt tê cũng đỏ. Sao? Định mời tôi và trưởng ban Vưu ư? Được, hôm nay liều mình bồi quân tử, một đấu một. Ha ha, không mấy khi thấy thị trưởng Trương cứng rắn một lần, nào, tôi uống trước 3 chén. Triệu Quốc Đống cười ha hả mà nói. Trương Thiên Phóng lập tức bị sợ vì câu khiêu khích của Triệu Quốc Đống, uống hết cả 3 chén rồi thêm vài lượt nữa thì chắc mình xong. Quốc Đống, cậu hôm nay uống thuốc kích thích à mà lại chút lửa lên đầu tôi. Trương Thiên Phóng có chút do dự không dám tiếp chiêu. Cậu và tôi uống 3 chén, như vậy cậu cũng phải mời trưởng ban Vưu và trưởng ban thư ký giản 3 chén mới được. Thị trưởng Trương nói vậy là không được rồi, tôi uống với trưởng ban Vưu thì được, còn giản Hồng thì tôi thấy là anh uống 3 chén mới đúng. Anh rời khỏi thị ủy sang chính quyền, giản Hồng vẫn ở thị ủy, coi như từ biệt mà. Anh làm như vậy là nhằm vào tôi rồi đó. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Hiểu Lam, Lão Bành. Toàn Hữu, Vân Đạt, Mạc Vinh, mấy người cũng phải uống với thị trưởng Trương và trưởng ban Vưu. Sau khi tôi đi sau này bọn họ là lãnh đạo thân nhất của các vị, có gì khó khăn cứ tìm bọn họ. Nếu bọn họ gây khó dễ thì cứ gọi cho tôi dù ở Hoài Khánh cũng phải về tìm bọn họ mà lý luận. Hôm nay Triệu Quốc Đống tổ chức liên hoan, trên thị xã có Trương Thiên Phóng, Vưu Liên Hương cùng Giản Hồng, ở Tây Giang thì là mấy cấp dưới thân tín của Triệu Quốc Đống. Vưu Liên Hương rất vui vì mình sang làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Dù sao làm trưởng ban tổ chức cán bộ và trưởng ban thư ký cũng là khác nhau. Kim Vĩnh Kiện rời đi, Chu Xuân Tú muốn lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng thất bại. Lời Triệu Quốc Đống nói chính là phó thác, Trương Thiên Phóng cùng Vưu Liên Hương mặc dù có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống nhưng nghe thấy thì biết đối phương rời khỏi Ninh Lăng, biểu lộ thẳng mà giao người cho mình chính là sự thẳng thắn của đối phương. Ha ha, Quốc Đống! Tôi thấy chúng ta nên ngừng chiến đi, uống như vậy dù cậu uống giỏi cũng không chịu nổi. Đương nhiên tôi và trưởng ban Vưu cũng không chịu được. Trương Thiên Phóng chủ động xin hàng. Cậu tới Hoài Khánh cũng đâu phải là sao hỏa, chỉ cách 400 km, chạy xe nhanh thì 5 tiếng là tới. Chẳng lẽ cậu đến Hoài Khánh là bỏ không quan hệ với đồng nghiệp bên Ninh Lăng sao? Trong thời gian ngắn thì sợ khó có thể về, ít nhất trước Tết tôi phải ở Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi tới Hoài Khánh đúng là nằm ngoài suy nghĩ. Tôi đang học trường đảng thì bí thư Tương hy vọng tôi tới Thông Thành, tôi cũng đáp ứng nhưng thực tế và hy vọng khác nhau. Hoài Khánh nghe thì tốt nhưng tôi không hiểu gì về Hoài Khánh,
hơn nữa mọi người đều biết vụ án ở Hoài Khánh khiến Hoài Khánh mãi không đứng dậy được. Nói khó nghe chúng ta đều là làm lãnh đạo, nghèo không sợ, điều kiện kém không sợ, chỉ sợ cán bộ mất lòng tin. Mà bây giờ Hoài Khánh chính là như vậy. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mọi người đều đồng ý. Ai cũng biết sợ nhất là tư tưởng, nếu muốn triển khai công việc thì phải tụ tập, kích thích tinh thần mọi người, mà muốn làm như vậy có dễ không? Nhất là Triệu Quốc Đống còn trẻ, uy tín cũng cần thời gian tạo lên. Nhưng tỉnh ủy đưa Triệu Quốc Đống đến Hoài Khánh chẳng lẽ đợi 3-4 năm sau mới triển khai công việc sao? Tình hình của Hoài Khánh thì nhiều người biết, không phải ai cũng có thể có năng lực thay đổi nó. Đây có lẽ là một nguyên nhân quan trọng mà tỉnh ủy nhét Triệu Quốc Đống vào Hoài Khánh. Anh không phải có năng lực, bản lĩnh sao, vậy xem anh có thể tạo thành công ở Hoài Khánh không? Quyền 10, chương 16. Quốc Đống, bên Hoài Khánh thì tôi cũng không quen. Trưởng ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh mới lên, tôi chỉ gặp mặt ở hội nghị trên tỉnh, nghe nói phó bí thư thị ủy phụ trách công tác tổ chức Đàm Lập Phong không ăn ý với thị trưởng Hà Chiếu Thành. Hai người này trước một là phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, một là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng. Hà Chiếu Thành lên làm thị trưởng, Đàm Lập Phong làm phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, hai người có quan điểm công việc khác nhau. Trần Anh Lộc vừa tới nên cũng khá khó khăn. Trương Thiên Phóng vịn vai Triệu Quốc Đống vừa đi vừa nói. Vưu Liên Hương lại đang nhỏ to với Giản Hồng, có lẽ dặn Giản Hồng làm như thế nào quan hệ tốt với trưởng ban thư ký. Ngụy Hiểu Lam và Hoắc Vân Đạt đang nói chuyện vui vẻ, ba người Quế Toàn Hữu, Bành Nguyên Hậu cùng với Mạc Vinh đi với nhau. Mạc Vinh lần đầu tham gia cuộc liên hoan có lãnh đạo thị ủy khác như thế này. Mới đầu còn rụt rè, nhưng sau đó uống rượu vào nên cũng thả lỏng người. Nói như vậy cũng không phải Trần Anh Lộc gây khó dễ. Triệu Quốc Đống nói, tôi nghe nói Hà Chiếu Thành khá thanh liêm, chính trực. Lúc còn Cổ Diệu Hoa thì Hà Chiếu Thành bị chèn ép mạnh. Nhưng vẫn còn có tiếng nói đôi chút. Sau đó chuyện của Cổ Diệu Hoa chính là có quan hệ đến sự đấu tranh không ngừng của Hà Chiếu Thành. Trương Thiên Phóng nhỏ giọng nói. Tôi nghe nói quan hệ của Cổ Diệu Hoa rất rộng nhưng không cống lại được việc Hà Chiếu Thành cứ quấn lấy. Đương nhiên nó cũng có quan hệ với việc Cổ Diệu Hoa không chú ý. Trương Thiên Phóng mặc dù không nói rõ quan hệ kia là gì nhưng đó chắc không phải lãnh đạo tỉnh bình thường, hai người đều ngầm hiểu ý. Triệu Quốc Đống lại đang cân nhắc nếu Hà Chiếu Thành là nhân vật liêm khiết quá thì sợ khó ở chung. Nước trong sẽ không có cá, lời này từ trước đến giờ vẫn chính xác. Trên thực tế trên đời không có gì là tuyệt đối cả. Anh nếu như muốn giữ mình quá thì sẽ không thể kết thành một khối với cấp trên, cấp dưới, mà không có những người kia thì anh triển khai công việc như thế nào. Buổi liên hoan kết thúc trong không khí vui vẻ, Triệu Quốc Đống uống tốt như vậy mà cũng dần có men say, Trương Thiên Phóng cuối cùng đã ngã. Ngay cả Vưu Liên Hương và Giản Hồng cũng có vẻ say. Cũng may hai cô còn tỉnh táo, mặt đỏ như hoa đào. Triệu Quốc Đống dựa mình vào xe Camry, đây có lẽ là lần cuối cùng hắn hưởng thụ chiếc xe này. Tăng Lệnh Thuần vẫn ngồi xe cũ, xe Camry này tuy Triệu Quốc Đống đã miễn chức bí thư quận Tây Giang nhưng vẫn đi theo hắn. Chẳng qua bây giờ Triệu Quốc Đống sẽ điều sang Hoài Khánh thì xe không thể dùng lại. Toàn Hữu, có phải có cảm giác gì không? Triệu Quốc Đống nhìn Quế Toàn Hữu ngồi đằng trước mà nói. Đúng thế, bí thư Triệu, bây giờ phải gọi ngài là thị trưởng Triệu mới đúng. Nhớ lúc trước khi ngài mới tới Hoa Lâm, tôi thấy cuộc đời đúng là như mộng. Quế Toàn Hữu nói với giọng đầy cảm xúc, Ngụy Hiểu Lam làm chủ tịch huyện, Giản Hồng làm phó trưởng ban thư ký thị ủy, nghe nói còn làm chánh văn phòng thị ủy. Tiếu Chiêu Quý lên làm phó bí thư quận ủy, Bành Nguyên Hậu làm trưởng ban tổ chức cán bộ, ngay cả Hoắc Vân Đạt cũng thành thường vụ quận ủy. Mạc Vinh cũng thành phó chủ tịch quận, chỉ mình y vẫn làm chánh văn phòng quận ủy. Nhưng y biết Triệu Quốc Đống làm việc có ý đồ của mình, ở vấn đề nhân sự mặc dù hỏi ý kiến mọi người nhưng quyết định luôn độc đoán. Giống như trưởng ban Trương nói đó, chỉ cách 400 km và mất 5 giờ đi xe thôi mà. Triệu Quốc Đống rất coi trọng Quế Toàn Hữu, mặc dù thấy đám người quận Tây Giang đều tiến lên mà một mình y vẫn đứng im, nhưng vẫn chưa từng nói gì trước mặt hắn, chỉ riêng sự nhẫn nhịn này đã là đáng khen. Chẳng qua cơ hội ngài về Ninh Lăng sẽ không nhiều, dù sao ngài phụ trách bên đó rất nhiều mảng, nhất là tình hình bên Hoài Khánh bây giờ thì chỉ sợ thị trưởng Triệu càng bận hơn. Triệu Quốc Đống cười nói, nếu tôi nhớ không lầm thì nhà anh ở huyện Lâm Giang bên Hoài Khánh. Quế Toàn Hữu hơi động tâm mà gật đầu nói, thị trưởng Triệu nhớ kỹ thật, có hứng thú về quê không? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ sẽ về Hoài Khánh?
Lời này của Triệu Quốc Đống là rất rõ ràng. Trên thực tế khi Triệu Quốc Đống điều đến Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực thì y cũng có dự cảm, có lẽ số mệnh mình sẽ thay đổi theo sự lên chức của lãnh đạo. Nhưng y cảm thấy mình quá nhạy cảm, Triệu Quốc Đống đến Hoài Khánh hay không thì cũng không ai biết, thậm chí ngay cả bản thân Triệu Quốc Đống cũng không biết. Thị trưởng Triệu, tôi đương nhiên muốn về, nhưng có phải áo gấm về nhà hay không thì khó nói. Quế Toàn Hữu cười nói. Ừ, tôi cũng không giấu anh, tôi sớm biết mình không thể ở lại Ninh Lăng. Mặc dù tôi muốn ở lại Ninh Lăng nhưng từ góc độ của lãnh đạo thì thấy tôi ở lại Ninh Lăng sẽ lợi ích hại nhiều cho nên điều chỉnh tôi là tất nhiên. Chỉ là nếu để tôi tới Thông Thành thì quá xa xôi, bây giờ không ngờ về quê của anh. Điều chỉnh nhân sự trong quận tôi không động tới anh là hy vọng có cơ hội thích hợp thì anh theo tôi, nên đưa vị trí cho người khác. Thị trưởng Triệu, ngài thật sự muốn tôi cũng tới Hoài Khánh. Quế Toàn Hữu có chút khó xử, y tốt xấu cũng là thường vụ quận ủy Tây Giang. Nếu điều sang Hoài Khánh thì nếu nói Triệu Quốc Đống là bí thư thị ủy thì sẽ không vấn đề. Nhưng Triệu Quốc Đống chỉ là phó thị trưởng thường trực, điều chỉnh nhân sự nhất là cán bộ cấp phó huyện thì cũng không đơn giản. Sao, anh không muốn về? Không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là ngài mới tới Hoài Khánh, còn cần một thời gian làm quen công việc, bây giờ điều tôi sang thì có phải hơi sớm không? Quế Toàn Hữu cẩn thận nói. Đương nhiên không phải bây giờ còn có hơn tháng là đến Tết. Tôi sợ đi sang còn chưa bước được nóng chân. Chẳng qua tôi thấy nếu anh muốn về Hoài Khánh thì tôi sẽ tìm vị trí thích hợp cho anh. Thị trưởng Triệu, tôi làm việc cũng chỉ mong tâm trạng vui vẻ, mệt chút cũng không sao. Nếu có thể đi theo ngài, tôi rất mong muốn. Quế Toàn Hữu lập tức nói. Cứ quyết định như vậy đi, anh tiếp tục làm việc cho tốt, chờ tôi 2-3 tháng. Triệu Quốc Đống cười nói. Hắn sang Hoài Khánh mà gần như chưa biết gì. Trong tay không người giúp thì đúng là khó có thể mở cục diện. Cho nên hắn mới muốn mang Quế Toàn Hữu sang đó. Hắn cũng biết điều chỉnh một cán bộ cấp phó huyện sang thị xã khác là không hợp quy củ, hơn nữa dễ khiến cán bộ địa phương khó chịu. Hắn chỉ là phó thị trưởng thường trực, không phải bí thư thị ủy, thị trưởng, từ quyền thế thì không hợp lý. Nhưng Triệu Quốc Đống lại tin vào bản thân. Nếu Hoài Khánh là hồ nước đục, quan hệ phức tạp, mâu thuẫn đầy rẫy thì nhất định sẽ có cục diện giằng co. Tỉnh điều hắn tới làm con cá càng làm đục nước hơn, như vậy không thể trách hắn rồi. Tin Triệu Quốc Đống tới Hoài Khánh nhận chức làm chấn động Ninh Lăng. Đương nhiên cũng có vài tâm trạng, có người thở dài một tiếng, có người hoan hô ủng hộ, có người cười thầm trong lòng. Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến mấy điều này, hắn không phải thần mà lo hết được cho mọi người. Hắn cũng muốn bố trí cho vài người nhưng thời gian quá ngắn mà quyền lực trong tay hắn cũng có hạn. Người mất mát nhất có thể coi là Lạc Dục Thành. Triệu Quốc Đống vốn muốn tìm vị trí thích hợp cho đối phương, thậm chí vẫn không ngừng tìm cơ hội đưa đối phương lên làm phó viện trưởng viện kiểm sát thị xã, nhưng bây giờ hắn đi thì dù đã nhờ Lam Quang, cũng được Hoàng Lăng hứa thì cũng khó biết có thể thành công hay không. Cuối cùng còn phải do Lạc Dục Thành tự cố gắng. Quyển 10, chương 17. Từ An Đô chạy thẳng về Tây đi qua một loạt con đường là tới huyện Lộc Sơn. Huyện Lộc Sơn cách An Đô 26 km, cách huyện Quy Ninh Hoài Khánh 24 ca. Từ An Đô chạy tới Quy Ninh nếu không tắc đường thì chỉ mất tầm 50 phút, mà xe tải thường mất tầm tiếng. Chiếc xe đang ngồi này vốn do trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khóa trước đi nên đã có lịch sử nhiều năm. Chẳng qua xe này được bảo trì tốt nên qua tính thường ngồi xe này vì nó rộng rãi. Quốc Đống, 9 giờ 30 tôi dẫn cậu đến tham gia cuộc gặp ở thị ủy Hoài Khánh, đồng thời gặp các thường vụ thị ủy và các phó thị trưởng, tuyên bố quyết định bổ nhiệm. Chiều nay hội nghị thường ủy đại hội đại biểu nhân dân Hoài Khánh sẽ tuyên bố cậu trúng tuyển chức phó thị trưởng. Bí thư Trần Anh Lộc nói với tôi mọi việc đã bố trí xong, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống ngồi hàng hai, hàng trên là lái xe và thư ký của Qua Tĩnh, mà hàng ba là một vị phó chánh văn phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trưởng ban Qua tự mình đến thì tôi còn lo gì nữa chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Hoài Khánh cách An Đô gần như vậy. Gần tiếng là có thể tới An Đô, trưởng ban Qua sau này phải xuống thăm chúng tôi nhiều vào, tôi cũng sẽ thường xuyên lên báo cáo công việc với trưởng ban Qua. Tôi sẽ thường xuyên tới, Quốc Đống, cậu cũng phải về An Đô đó, rảnh rỗi thì tới ban tổ chức cán bộ tôi ngồi chơi. Qua Tĩnh cười nói, đi sát theo ban tổ chức cán bộ thì hàng năm sẽ có tiến bộ, tôi đương nhiên sẽ đến làm phiền rồi. Đến lúc đó trưởng ban Qua đừng thấy tôi tới làm phiền là được. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn ra đằng sau mà nói. Chánh văn phòng Trương rảnh rỗi cũng nên xuống Hoài Khánh kiểm tra công việc.
ha ha, thị trưởng Triệu mời nhiệt tình như vậy thì tôi đương nhiên cầu còn không được. Trương Bình, phó chánh văn phòng ban tổ chức cán bộ, cũng mơ hồ biết Triệu Quốc Đống có quan hệ khá mật thiết với trưởng ban Qua. Từ việc Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh ngồi ngang hàng là có thể nhận ra. Các bí thư thị ủy, thị trưởng bình thường cũng không dám tùy ý ngồi ngang vai với Qua Tĩnh, dù sao Qua Tĩnh cũng là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, lại là nữ cán bộ thì ngồi sau chính là tôn trọng. Nhưng Qua Tĩnh lên xe liền chủ động gọi Triệu Quốc Đống ngồi cạnh mình, Triệu Quốc Đống cũng không hề chối từ, trực tiếp ngồi xuống. Từ điểm này Trương Bình đã thấy Triệu Quốc Đống không đơn giản. Xem ra lần này lại có một con dao long tới hồ nước sâu Hoài Khánh, không biết hắn đến sẽ mang tới biến hóa gì cho chính trường Hoài Khánh. Tôi nghe bí thư Trần Anh Lộc nói chiều nay chính quyền thị xã sẽ tổ chức hội nghị phân công công việc để cậu làm phó thị trưởng thường trực. Mai Hoài Khánh sẽ có hội nghị về công tác vụ đông xuân, vốn bình thường do phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp Tiền Nguyên Huy tham gia là được, nhưng vì để cậu nhanh chóng làm quen mọi người nên cậu sẽ tham gia thị trưởng Hà Chiếu Thành. Qua Tĩnh coi như hài lòng với bố trí như vậy của Trần Anh Lộc. Xem ra Trần Anh Lộc cũng mong có dòng máu mới tiến vào, nhanh chóng mở cục diện ở Hoài Khánh ra. Công việc Hoài Khánh hơn nửa năm không khởi sắc, tỉnh ủy cũng có cái nhìn với Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành. Cho nên Trần Anh Lộc cảm thấy áp lực rất lớn. Trưởng ban Qua, nhanh như vậy đã để tôi phát biểu trong hội nghị có phải nhanh quá không? Tôi cảm thấy tốt nhất cho tôi điều tra công tác cơ sở một thời gian rồi ra mặt cũng thích hợp hơn. Triệu Quốc Đống thực ra không phải sợ ai, nhưng ở tình huống hắn chưa biết gì về Hoài Khánh mà tham gia rồi nói mấy lời vu vơ thì chỉ có mà bị người khinh thường. Ừ, tôi cũng biết điểm này không quá thích hợp nhưng cậu là phó thị trưởng thường trực, có thể nói cậu sẽ lập tức gặp các công việc cụ thể, tôi thấy cậu nên làm quen với cán bộ trong mảng sản xuất nông nghiệp thì có lợi hơn. Nếu cậu thấy không ổn thì có thể nói ngắn gọn một chút, nói mình đến để làm quen tình hình là được. Qua Tĩnh cười nói. Sao vậy, sợ ư? Tôi thấy cậu ở trong mưa gió còn không sợ, chẳng lẽ hội nghị này lại làm cậu sợ ư? Trưởng ban Qua nói đùa, đây không phải là sợ hay không mà là cảm thấy làm người ta có ấn tượng không tốt. Đương nhiên trưởng ban Qua đã nói như vậy thì tôi sẽ nói mong mọi người ủng hộ mình sau này. Triệu Quốc Đống cũng biết chức phó thị trưởng thường trực khác so với những công việc hắn từng làm. Có thể nói công việc hàng ngày của chính quyền thì anh cần phải chủ trì bố trí, chuyện lớn thì anh phải báo cáo với thị trưởng. Có những việc đặc biệt quan trọng thì phải báo cáo với bí thư thị ủy. Mấy phó thị trưởng khác có mảng họ phụ trách, bọn họ vừa phải có trách nhiệm với thị trưởng, đồng thời cũng phải tiếp nhận việc điều phối công việc của phó thị trưởng thường trực. Có thể nói chức phó thị trưởng thường trực là vị trí khá vi diệu, làm như thế nào nắm bắt đúng chừng mực thì đúng là không dễ. Quốc Đống, chức phó thị trưởng thường trực không dễ ngồi. Làm như thế nào để làm tốt ở chức phó thị trưởng thường trực này là thử thách đối với cậu. Tôi nói với cậu một câu là làm được không phải là làm được, đây là chân lý khi làm phó thị trưởng thường trực. Qua Tĩnh cười nói. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ về hàm nghĩa trong câu này. Hắn cảm thấy rất đúng, làm phó thị trưởng thường trực anh không phải là một phó thị trưởng phụ trách một mảng công việc, anh phải chủ trì công việc hàng ngày của chính quyền. Nhưng anh phải chú ý anh chủ trì công việc chứ không phải là công việc toàn diện của chính quyền, làm như thế nào nắm bắt rõ việc này thì hắn phải suy nghĩ. Anh phải làm được là phải hiểu rõ công việc, khi lãnh đạo chủ yếu hỏi tới thì anh phải nói ra được ý kiến và cái nhìn của mình, nhưng không thể vượt mặt cướp quyền của phó thị trưởng phụ trách, đồng thời khi nhắn nhủ hoặc là phản ánh vấn đề với lãnh đạo chủ yếu thì càng cần phải giải thích chính xác, khi áp dụng vào công việc cũng cần phương pháp. Làm NTTN thành công làm cây cầu giữa lãnh đạo chủ yếu và lãnh đạo phụ trách chính là xem trình độ của phó thị trưởng thường trực. Chiếc xe lướt qua Lộc Sơn và tiến vào địa phận Hoài Khánh. Nội thành Hoài Khánh khác nhiều so với nội thành Ninh Lăng, nó khá lẻ tẻ, có nhiều hồ nước đan xen vào nhau. Lấy sông Quất Tử và hồ Thanh Nham, Lộc Giác, Khổng Tước làm ranh giới, phía đông bắc là quận Khánh Châu, phía đông nam là quận Hoài Châu. Khu tài chính, thương mại, công nghiệp chính của Hoài Khánh là ở tại quận Hoài Châu. Khi xe tới, bí thư thị ủy Hoài Khánh Trần Anh Lộc đã dẫn đầu bộ máy thị ủy nhiệt tình chào đón. Trong buổi gặp mặt ngoài các thường vụ thị ủy và phó thị trưởng, trưởng ban thư ký chính quyền thành phố ra còn có chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Buổi gặp mặt diễn ra khá ngắn, Qua Tĩnh nói qua sự kỳ vọng của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đối với công việc của Hoài Khánh, đồng thời giới thiệu qua về lý lịch của Triệu Quốc Đống. Sau đó do Trương Bình tuyên bố quyết định bổ nhiệm của tỉnh ủy làm thường vụ thị ủy Hoài Khánh. Buổi gặp mặt kết thúc, Qua Tĩnh lại trao đổi ý kiến với bí thư thị ủy Trần Anh Lộc, thị trưởng Hà Chiếu Thành, chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân,
Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân và Phó Bí thư Thị ủy Đàm Lập Phong cũng thay mặt tỉnh ủy đưa ra ý kiến phân công công việc của Triệu Quốc Đống. Mấy người Trần Anh Lộc, Hà Chiếu Thành đều nói kiên quyết phục tùng ý đồ của tỉnh ủy, cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành trình tự. Buổi trưa qua tính ở lại tham gia buổi chiêu đĩa. Không khí bữa ăn khá hòa hợp, Triệu Quốc Đống thấy càng như vậy thì thường có vết rách rất sâu. Trần Anh Lộc trông khá ung dung, Hà Chiếu Thành ngay thẳng chính trực, Lương Khánh Sinh trầm mặt ít nói, Đàm Lập Phong khá tự nhiên, Diêu Cảnh lại nói chuyện dí dỏm, năm người này đều có ảnh hưởng nhiều đối với việc triển khai công việc của hắn. Buổi chiều Triệu Quốc Đống cùng Phó Bí thư Thị ủy Đàm Lập Phong ngồi trong văn phòng chờ hội nghị thường ủy của Đại hội đại biểu Nhân dân Hoài Khánh kết thúc và tuyên bố, hắn thuận lợi được bầu làm Phó Thị trưởng. Quyển 10, chương 18. Sau đây xin mời Thường vụ Thị ủy, Phó Thị trưởng thường trực đồng chí Triệu Quốc Đống phát biểu, mời mọi người hoan nghênh. Lời này vừa kết thúc, mọi người liền nhìn tới người trẻ tuổi quá đáng kia. Mặc dù mới đầu hội nghị thì trưởng ban thư ký Kha đã giới thiệu về thân phận của người thanh niên này, mặc dù bọn họ cũng nghe nói chức phó thị trưởng thường trực của thị xã đã được quyết định, nghe nói là cán bộ khá trẻ và có chỗ dựa mạnh đến làm. Nhưng khi Triệu Quốc Đống xuất hiện thì mọi người vẫn phải than thở. Anh hùng xuất thiếu niên, không biết vị thị trưởng Triệu này làm như thế nào mà lên được tới đây. Người có tin tức nhanh nhạy thì nhớ Triệu Quốc Đống này từng được Trung ương khen ngợi trong hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão hồi tháng 9. Nhưng trước đó người này cũng đã là thường vụ thị ủy Ninh Lăng, bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Kính thưa các đồng chí, được ủy thác của thị trưởng Hà, tôi hôm nay tham gia hội nghị công tác sản xuất vụ đông xuân, mọi người có thể không quen với tôi. Tôi cũng mới tới nên chưa quen về tình hình Hoài Khánh chúng ta. Theo lý thuyết không nên chỉ trỏ ở đây, nhưng thị trưởng Hà tạm thời có việc nên yêu cầu tôi nhất định phải thông báo công việc với mọi người, đảm bảo vụ đông xuân năm nay thu hoạch thắng lợi. Vừa nãy Cục trưởng Khương, Cục trưởng Bùi đã nói về các công việc, thị trưởng Tiền cũng đã nhấn mạnh công việc, tôi rất tán thành. Tôi sau đây chỉ nói hai điểm. Mọi người bên dưới khá xôn xao, mọi người đều vô thức lấy bút ra chuẩn bị ghi chép. Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức, thiết thực xác định chức trách công việc. Thứ hai tiếp tục thi hành tư tưởng điều chỉnh cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Phải đẩy mạnh các cây trồng thu hoạch được nhiều và được thị trường chấp nhận, đảm bảo tăng thu nhập của nông dân. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm vị phó thị trưởng Tiền Nguyên Huy không nhịn được phải nhìn hắn một chút. Vốn do Hà Chiếu Thành tham gia nhưng tạm thời ủy quyền Triệu Quốc Đống tới, điều này cũng không sao vì chỉ nói vu vơ mấy câu, nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ đông xuân, yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chứng thực trách nhiệm. Tiền Nguyên Huy vốn nghĩ Triệu Quốc Đống này tới là do ủy thác của Hà Chiếu Thành, nói vài câu là được. Nhưng không ngờ người này đến lại chỉ ra hai điểm đầy phong phú. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đây là công tác vụ đông xuân, không phải hội nghị công tác kinh doanh mà. Tiền Nguyên Huy không biết người này sao lại nghĩ ra mấy vấn đề đó, nhưng đúng là có thể hấp dẫn mọi người chú ý. Triệu Quốc Đống nói rất đơn giản nhưng rõ ràng, chỉ 3 phút là xong nhưng lại làm người bên dưới phải chú ý. Điểm thứ hai mặc dù đơn giản nhưng quan điểm và nội dung lại khá phong phú. Hoàn toàn phá vỡ quan niệm tư tưởng của đám lãnh đạo huyện phụ trách nông nghiệp và thủy lợi bên dưới. Trên thực tế tối qua Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ về hội nghị này xem mình cần nói gì. Sau khi biết mình sẽ làm phó thị trưởng thường trực, hắn vẫn tích cực chuẩn bị. Nếu là phó thị trưởng thường trực thì tức là phạm vi công việc của hắn sẽ là tất cả công việc của chính quyền, khi thị trưởng không có mặt thì hắn sẽ thực hiện chức trách của thị trưởng, chỉ huy bộ máy chính quyền thị xã. Mà muốn làm tốt một phó thị trưởng thường trực thì nếu chỉ làm tròn chức trách theo Triệu Quốc Đống thấy không có ý nghĩa, ít nhất mất đi ý đồ mà lãnh đạo tỉnh ủy đặt hắn vào vị trí này. Trước khi đến Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống đã tới mấy sở ban ngành trên tỉnh. Sở Giao thông nhất định không thoát, Sở Nông nghiệp và Ủy ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh cũng có quan hệ thân thiết thì hắn cũng tới. Mấy lãnh đạo tỉnh hắn có quan hệ như Hàn Độ, Cam Bình cũng không thể quên. Nhâm Vi Phong thì Triệu Quốc Đống cũng xin gặp. Nhâm Vi Phong mặc dù bận không tới bữa ăn nhưng chiều cũng cùng tới uống nước với Triệu Quốc Đống và Trịnh Kiện đã chính thức được lên làm phó giám đốc ngân hàng xây dựng tỉnh. Ngoài ra hắn còn gặp một người khác là Tiêu Hoa Sơn đã được bổ nhiệm là giám đốc ngân hàng công thương Hoài Khánh trước Triệu Quốc Đống nửa tháng. Không bình thường, không sợ bị người ghen ghét còn hơn là không ai biết đến, đây là suy nghĩ của Triệu Quốc Đống khi tới Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực. Nếu tỉnh ủy coi hắn là con cá, như vậy con cá cũng có phong của nó. Tỉnh ủy cũng phải chuẩn bị tư tưởng. Hắn phải làm ra điểm gì đó mới mẻ, tạo phong ba ở Hoài Khánh thì tỉnh ủy cũng đã đoán trước,
như vậy hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này? Mọi người nghĩ rằng đây chỉ là cuộc hội nghị cho có, như vậy hắn sẽ không đi theo quỹ đạo mà bọn họ đặt ra, dựa theo ý của hắn mà làm. Tiền Nguyên Huy và Hà Chiếu Thành có lẽ mất hứng nhưng cũng sao, bọn họ rất nhanh sẽ quen với tác phong làm việc của hắn, Triệu Quốc Đống nằm trong khách sạn mà suy nghĩ như vậy. Cậu xác định đó là bạn học cũ của mình. Dù là ngồi trên bàn ăn nhưng người đàn ông vẫn không thể tin nổi. Cục trưởng Đường, tôi còn có thể lừa ngài sao? Tôi đọc lai lịch của cậu ta trên nhật báo Hoài Khánh. Cậu ta tốt nghiệp trường cảnh sát An Nguyên năm 88. Triệu Quốc Đống này mặc dù bình thường nhưng cả năm đó chỉ có mình cậu ta là Triệu Quốc Đống, sau đó về quê hình như là huyện Giang Khẩu. Khi cậu ta làm ở đội cảnh sát hình sự công an huyện Giang Khẩu thì tôi vẫn còn liên lạc, sau đó xuống đồn công an thì không liên lạc nữa. Tôi xem qua thì thấy cậu ta từ khu khai phát điều lên sở giao thông, sau đó xuống Ninh Lăng rèn luyện, tuyệt đối không sai. Vừa nãy tôi cũng gọi điện, cậu ta nói sẽ tới. Tôi còn gọi theo cả Tần Miễn. Nghe đối phương nói, người đàn ông chẹp miệng, nói thật y không ngờ Bành Bằng Phi lại có bạn làm phó thị trưởng thường trực. Đó là người thuộc hàng đỉnh của thị xã, y chỉ là phó cục trưởng phân cục quận Khánh Châu đứng trước mặt người ta cũng không đáng gì. Nhưng Triệu Quốc Đống lại là bạn học của Bành Bằng Phi, vậy tức là mới 30. 30 đã là phó thị trưởng thường trực, đây đúng là nhân vật thông thiên. Triệu Quốc Đống đến nhà hàng Xích Nham, đây là nhà hàng nằm ở trung tâm quận Hoài Châu, lúc xuống xe hắn thấy đỗ đầy xe ở bãi. Bành Bằng Phi gọi tới làm hắn rất hưng phấn. Quan hệ với bạn bè dù không quá tốt nhưng cũng là bạn học cũ, lúc hắn còn làm ở công an huyện Giang Khẩu thì vẫn duy trì, tới khi hắn xuống đồn công an Giang Miếu thì do thông tin không tiện nên mới kết thúc. Không ngờ người này bây giờ đã lên làm trưởng đồn công an. Triệu Quốc Đống xuống xe liền bị người đẩy sang bên. Triệu Quốc Đống chưa có phản ứng thì đã có hai tên đẩy mình sang bên, một xe Cadillac màu đen chạy tới, một người đàn ông chui ra. Tên này cùng một cô gái xinh đẹp đi xuống, cô gái khoác khăn cho y, người đàn ông nhìn quanh rồi ngậm xì gà đi vào. Triệu Quốc Đống lần đầu thấy cảnh như thế này, hắn cảm thấy giống như phim xã hội đen Hong Kong hoặc Mỹ. Xe Cadillac ba khoang đúng là hoành tráng, còn có hai vệ sĩ và người đẹp. Triệu Quốc Đống chép miệng nói. Ai mà hoành tráng như vậy? Hắc hắc, Mã lão đại đó, anh từ ngoài đến phải không? Nhà hàng này là của y. Lái xe taxi thuận miệng nói. Đây là một trong ba đại danh nhân của Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống gật đầu không nói nhiều. Quốc Đống. Bằng Phi, ô, đây là, trông quen quen. Tần Miễn, lớp bên cạnh. Một tên vội vàng đưa tay lên. Triệu Quốc Đống lập tức chú ý thấy một người đàn ông xa lạ, đối phương đã sớm đưa tay lên mà nói. Thị trưởng Triệu, tôi là Đường Lăng Phong. Quốc Đống, đây là lãnh đạo trực tiếp của tôi, cục trưởng Đường phân cục công an Khánh Châu. Bành Bằng Phi vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi đắc ý nói. Cục trưởng Đường, đây là Triệu Quốc Đống cùng lớp với tôi. Cục trưởng Đường, Bằng Phi, chúng ta vào thôi. Tần Miễn thấy xung quanh có không ít người nhìn liền vội vàng nói. Sau khi ngồi xuống có không ít người than thở, Đường Lăng Phong xuất thân lính trinh sát, giở tay nhấc chân đều có sự nhạy bén, Triệu Quốc Đống thích mùi này. Bành Bằng Phi và Triệu Quốc Đống có quan hệ cũng được, nhưng sau khi vào xã hội thì không thể giống trước đây. Dù sao vị trí và thân phận của hắn đã thay đổi. Người như Bành Bằng Phi thì Triệu Quốc Đống không thể tiếp xúc thường xuyên, dù là Đường Lăng Phong trong mắt Triệu Quốc Đống cũng là người bình thường. Nếu như không phải có ấn tượng tốt từ cái nhìn đầu tiên thì Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể coi đối phương là xã giao mà thôi. Nhà hàng này cũng được, chắc là số 1 số 2 của Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống ra vẻ tùy ý nói. Đối với Hoài Khánh thì hắn đều xa lạ, từ chính trị, kinh tế đến dân chúng, tất cả đều cần phải tìm hiểu. Quyển 10, chương 19. Bành Bằng Phi cười nói. Quốc Đống, đây là sản nghiệp của Mã Cam Sương, một trong ba đại danh nhân của Hoài Khánh. Chẳng lẽ trước khi ông tới Hoài Khánh mà không biết sao? Ai cũng biết ư, Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, từ này đúng là hay dùng. Thượng Hải trước cũng có mấy người như thế này nhưng kết quả đều không tốt. Ở đất Hoài Khánh nhỏ bé này cũng có sao? Xem ra tôi đúng là lạc hậu, ba đại danh nhân mà ông nói thì tôi đúng là chưa từng nghe tới. Nói thật ngoài hiệu quả tôi chính thức đến Hoài Khánh, trước đó tôi chỉ đi ngang qua. Triệu Quốc Đống nói đúng là thật. Hoài Khánh nằm ở Yết Hầu quốc lộ 226, chạy về phía tây 180 km là Thiên Châu, qua đó là Kiềm Nam. Quốc Đống,
Ông giỏi thật đó, chúng ta tốt nghiệp chưa đầy 8 năm mà ông đã là phó thị trưởng thường trực. Ông xem tôi và Tần Miễn đi, sao có thể so sánh? Bành Bằng Phi có chút kích động giống như có bạn học là phó thị trưởng thường trực ở Hoài Khánh thì mình sẽ lên như diều gặp gió vậy. Bằng Phi, Tần Miễn, chúng ta là bạn học, không nói cái này, tôi coi như may mắn đi. Triệu Quốc Đống không muốn nói chuyện nhiều ở việc này. Được, hôm nay không nói cái này, bạn học gặp mặt mà. Đường Lăng Phong là lão lãnh đạo của tôi và Tần Miễn, tôi và Tần Miễn tốt nghiệp liền đi theo cục trưởng Đường làm ở đội cảnh sát hình sự, xem như thầy của tôi và Tần Miễn. Bây giờ cục trưởng Đường là phó cục trưởng phụ trách an ninh trật tự của quận tôi làm phó trưởng đồn công an Thanh Nham, Tần Miễn làm phó trưởng đồn công an Lê Trang, không thể so sánh với ông. Bành Bằng Phi nói chuyện rất thẳng, có lẽ cảm thấy là bạn học cũ nên không cần kiêng dè. Tần Miễn lại khá trầm ổn. Uống vài chén làm mọi người có nhiều tiếng nói chung, mọi người cũng dần thả lỏng. Ngay cả Đường Lăng Phong cũng cảm thấy vị phó thị trưởng thường trực này không giống người học cảnh sát ra, nói chuyện rất có lý lẽ. Ăn xong, mọi người đi xuống thì nghe thấy tiếng thét của một cô gái. Hai cô gái lảo đảo từ bên hành lang chạy ra, mấy tên thanh niên hung hăng lao tới, thoáng cái đánh ngã hai cô xuống mặt đất. Đừng, đừng mà! Trên hành lang đầy tiếng kêu sợ hãi. Sảnh không nhiều khách, tới đây ăn uống, chơi bình thường đều theo cửa nam ra bãi đỗ xe, mà Triệu Quốc Đống, Đường Lăng Phong và Tần Miễn lại không đi xe cho nên mới xuống cửa phía bắc. Mẹ nó chứ, mày chạy à? Tôi cho mày chạy đó, xem mày chạy được đi đâu. Mấy tên thanh niên kéo hai cô gái lên và đứng bên đợi ai đó. Một người phụ nữ khoảng 30 đi tới mà nói. Bọn mày giỏi, dám làm bạn của Sương Ca bị thương, bọn mày dám làm mất mặt Sương Ca. Mạn tỷ em sai rồi, việc này em không làm được nữa, chị bỏ qua cho em đi mà. Một cô gái thấy người phụ nữ này liền sợ hãi run lên. Hừ, tao là gì mà mày bảo tao tha cho mày. Tao là hổ à? Người phụ nữ cười lạnh nói. Mày làm mặt bàn Sương Ca bị rách, mày bảo tao ăn nói như thế nào với Sương Ca? Mạn tỷ, bọn em chỉ làm lễ tân, không làm chuyện đó, nhưng người kia uống rượu say và đòi sàm sỡ và sờ ngực tiểu phỉ. Tiểu phỉ tránh không được nên mới cào một chút. Một cô gái khác thấy cô bạn như vậy liền cắn răng nói. Sờ ngực của mày thì sao? Mày dám cào khách hư? Người phụ nữ lạnh lùng đưa tay xé chiếc váy của cô gái tiểu phỉ, chiếc váy bị xé rách lộ ra áo lót màu trắng, tay kia kéo áo lót, vú lộ ra ngoài. Hai cô gái không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn này đối với mình, nhưng hai tên thanh niên đã giữ chặt hai tay cô làm cô không thể che ngực. A, hai cô gái hét lên, mà ả phụ nữ lại giơ tay nắm vú đối phương hung dữ nói. Vú mày là vàng à, bạn Sương Ca sờ một chút mà mày dám ra tay à. Bây giờ tao véo xem mày làm gì. Triệu Quốc Đống, Đường Lăng Phong và Tần Miễn gần như trợn mắt há mồm với cảnh này. Bọn họ vốn nghĩ chỉ là chút mâu thuẫn bình thường, dù sao ở các nơi giải trí là có việc về an ninh trật tự. Dừng tay! Ba người Triệu Quốc Đống gần như cùng lúc hét lên. Ả phụ nữ khinh thường nhìn ba người, thậm chí vẫn còn véo vú cô gái. Ồ, còn có người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Âu tiểu mạn này mở mắt mong chờ. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Triệu Quốc Đống, Đường Lăng Phong và Tần Miễn lao lên. Đường Lăng Phong đánh ngã một tên xuống đất, Tần Miễn lại hung ác đá một tên lao vào tường, ôm bụng mãi không đứng lên được. Mà Triệu Quốc Đống lại túm lấy cổ tay ả phụ nữ kiêu căng kia, ả lập tức ngã xuống mặt đất. Triệu Quốc Đống bỏ tay ả ra, hai tên giữ tay cô gái lúc này cũng đã buông ra mà đỡ ả phụ nữ lên. Mà hai tên bị ngã cũng đã bò lên mà gọi người. Hai cô gái khóc một trận rồi cẩn thận sửa lại quần áo và trốn sau lưng ba người Triệu Quốc Đống. Bảy tên đàn ông từ hành lang lao ra. Ai dám động, chúng tôi là cảnh sát. Cảnh sát là mẹ gì? Dám đến đây dương oai, tao xem mày là cảnh sát từ đâu tới. Tên chọc đầu hung dữ đỡ ả phụ nữ kia lên rồi nói. Mạn tỷ, chị không sao chứ? Hai thằng này là bọn nào mà dám đến địa bàn của Sương Ca dương oai? Ả phụ nữ đang rất đau tay và tức giận nói. Còn không đánh ngã bọn chúng cho bà. Tần Miễn nhìn Đường Lăng Phong, đối phương 10 người, nếu xông lên thì 3 người khó đối phó. Hơn nữa đây là địa bàn của phân cục Hoài Châu, mình và cục trưởng Đường là người của phân cục Khánh Châu, rất dễ có hiểu lầm. Nhất là Mã Cam Sương lại có lai lịch ở Hoài Khánh. Tên chọc đầu cũng tức giận nói. Ồ, ba cảnh sát à, cảnh sát có thể tùy tiện tới đây đánh người sao?
cảnh sát có thể không cần pháp luật sao? Đường Lăng Phong đã quen với mấy cảnh này, y lạnh lùng nói. Có phải phạm pháp hay không thì đến đồn công an là biết. Nhiều nhân chứng như vậy, chẳng lẽ còn có thể nói đen thành trắng? Hừ, đồn công an thì sao? Mấy vị khá lạ mặt, là ở đâu, cục công an thị xã hay là phân cục? Lấy thẻ cảnh sát ra, nếu muốn chấp pháp thì chẳng lẽ không nói trình tự sao? Tên chọc có nhiều kinh nghiệm thấy đối phương không sợ nên đoán thân phận chắc là thật. Chẳng qua cục công an thị xã và phân cục Hoài Châu ai không biết nhà hàng này là của Mã lão đại, sao tới đây gây rối? Nếu nói không may gặp phải thì có thể nhắm mắt rời đi, hoặc là mạn tỷ làm hơi quá thì có thể trực tiếp nói một câu với Mã lão đại là được, không cần làm mạn tỷ mất mặt như vậy chứ. Đường Lăng Phong và Tần Miễn có chút do dự, nhưng đối phương nói rất rõ, không đưa thẻ cảnh sát ra thì đối phương nhất định bảo mình vi phạm trình tự chấp pháp để vu cáo mình. Nhưng bọn họ lại thuộc phân cục Khánh Châu, chỉ sợ chuyện thành lớn. Cục trưởng Đường, anh sợ gì? Chẳng lẽ cảnh sát bảo vệ người dân mà cũng phân chia khu vực sao? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Đường Lăng Phong giật mình rồi lấy thẻ cảnh sát ra đưa cho đối phương. Tôi là Đường Lăng Phong phân cục Khánh Châu. Hừ, phân cục Khánh Châu dựa vào gì mà đến phân cục Hoài Châu gây rối? Tên chọc cầm nhìn qua thấy đúng là cảnh sát, nhưng là phân cục Khánh Châu nên cười lạnh nói. Họ Đường, tôi thấy anh làm cảnh sát đến ngu rồi. Anh là người phân cục Khánh Châu sao đến Hoài Châu gây rối? Tôi muốn kiện lên cục trưởng Lý. Mẹ nó chứ, ba cảnh sát từ phân cục Khánh Châu đến Hoài Châu chúng ta dương oai. Bắt bọn chúng, để cục công an thị xã đến mang người đi. À, mạn tỷ lao vào trong, một người đàn ông đầu cua xa sầm mặt lại. Y chưa kịp nói gì thì ả phụ nữ đã gào lên khóc. Sương ca, ba thằng cảnh sát phân cục Khánh Châu đến gây chuyện, còn đánh em. Cảnh sát của phân cục Khánh Châu, người phân cục Khánh Châu sao sang đây? Tên này nhìn một người đàn ông mặt không đổi sắc ở bên rồi đứng dậy nói. Thị trưởng Khổng, tôi đi xử lý một chút, tiểu mạn, đánh hộ anh hai ván. Sương ca, chuyện này cần gì anh đi giải quyết, đừng làm Khổng ca mất hứng. Nếu là phân cục Khánh Châu sang Hoài Châu làm loạn thì thông báo lão Điền là được mà. Đúng thế, việc nhỏ này anh bố trí người bên dưới làm là được. Chẳng lẽ nói cả nhà hàng không có ai dùng được? Tên họ Khổng đang đắc ý vì mình đỏ nên không muốn có người thay. Họ Sương có chút do dự nhìn họ Khổng rồi ngồi xuống. Hắn vung tay lên. Tiểu Mạn, em gọi cho cục trưởng Điền, đồng thời thông báo người của đồn công an để bọn họ tới xử lý. Ả phụ nữ đến nhỏ giọng nói vài câu với họ Sương, tên này nhăn mặt. Đây vốn không phải việc gì lớn nhưng đối phương tới nhà như vậy là tát vào mặt mình, không biết có người cố ý tới gây rối không? Quyển 10, chương 20. Đồn công an Tinh Kỳ rất nhanh có người tới, sau khi xem xong thẻ của Đường Lăng Phong, cảnh sát liền gọi về cho lãnh đạo đồn, yêu cầu đám người Đường Lăng Phong cùng hai người bị hại đến đồn công an. Tại sao những người khác không đi? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Ngoài chúng tôi thì còn có mấy người khác tham gia, còn có một người phụ nữ đã đi, sao các anh không mang tới đồn công an điều tra? Chúng tôi sẽ thông báo bọn họ tới. Xin lỗi, tôi cảm thấy các anh xử lý như vậy là không thỏa đáng. Chúng tôi báo cảnh sát, các anh chỉ mang chúng tôi về, kẻ tình nghi ngay trước mặt mà không mang về là có nguyên nhân gì? Mời trả lời. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Tên cảnh sát có chút tức giận. Đối với việc đồng nghiệp không theo quy củ mà tới đây gây rối thì y cũng khó chịu, không xem đây là đâu. Dù mày là phó cục trưởng phân cục Khánh Châu thì không thể như vậy. Nói là cứu người nhưng ai biết bọn mày ở đây làm gì. Đường Lăng Phong rất nhanh nhận được điện, vừa nghe đã có người mắng. Đường Lăng Phong, anh làm trò gì vậy hả? Anh không ở địa bàn của mình mà tới Hoài Châu làm gì? Nhà hàng Xích Nham có việc cũng là việc của phân cục công an Hoài Châu, cần anh ra mặt sao? Đường Lăng Phong bị mắng cũng nóng mặt nhưng người đó là lão lãnh đạo của y, bây giờ là phó cục trưởng cục công an thị xã, Dương Viêm, y coi như là người của Dương Viêm. Trước đây khi y làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì Dương Viêm khá coi trọng nên mới có thể cố gắng đưa làm phó phân cục trưởng. Sếp, ngài nghe tôi giải thích. Đường Lăng Phong còn chưa nói xong thì bên kia đã cắt ngang. Đường Lăng Phong, tôi không cần biết là tình hình gì nhưng nếu là cần trinh sát thì phải do cục công an ra mặt hoặc thông báo cho phân cục Hoài Châu. Anh là phó cục trưởng phụ trách an ninh trật tự của phân cục Khánh Châu sang Hoài Châu làm gì? Bây giờ Điền Hằng gọi cho tôi, có lẽ đã gọi cho cục trưởng Ngũ, cũng may hôm nay tôi trực ban, nếu để cục trưởng Lý biết thì anh không dễ đâu.
lập tức rời đi và giao cho phân cục Hoài Châu xử lý. Xếp Viêm tôi. Đường Lăng Phong còn định nói thì Dương Viêm ở bên kia đã nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đường Lăng Phong, anh còn muốn làm phó cục trưởng không hả? Mã Cam Sương là ai anh còn không biết sao, việc nhỏ này có thể làm gì được hắn? Anh đừng gây chuyện cho tôi, đây là lệnh, nếu để cục trưởng Lý biết thì tôi thấy anh xong đời đó. Đường Lăng Phong còn định giải thích thì ngoài cửa đã có một chiếc xe công an lao tới, một tên béo tiến vào. Cục trưởng Đường, có chuyện gì mà cần anh sang bên Hoài Châu chúng tôi chấp hành nhiệm vụ thế này? Bên này có gì không tốt thì báo anh em một tiếng, cần gì như vậy để thương tình cảm hai bên? Sau này cục trưởng Điền và cục trưởng Ngũ bên anh họp cũng không được tốt mà. Đường Lăng Phong biết tên này, đây là phó cục trưởng phụ trách an ninh trật tự của phân cục Hoài Châu Quách Hoa, tất nhiên là nhận được thông báo mà tới. Cục trưởng Quách, thật xin lỗi, chúng tôi không chấp hành nhiệm vụ mà đến đây ăn thì gặp việc này. Đường Lăng Phong có chút xấu hổ nhưng không tiện giải thích nhiều. Dương Viêm bên kia nghe được liền nói. Đường Lăng Phong, đưa điện thoại cho Quách Hoa, tôi nói chuyện với Quách Hoa. Đường Lăng Phong rất không tình nguyện mà đưa máy cho Quách Hoa. Quách Hoa nghe thấy bên kia là ai nên nói. Xếp Dương, vâng, tôi là Quách Hoa, vâng, ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Có phải là mời cục trưởng Đường đi trước, chuyện còn lại do tôi xử lý. Ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa, không làm cục trưởng Đường thêm phiền, yên tâm. Triệu Quốc Đống đoạt điện thoại từ tay Quách Hoa mà nói với đầu bên kia. Cục trưởng Dương, tôi là Triệu Quốc Đống, hôm nay tôi trùng hợp ăn tối ở đây và gặp chuyện này. Tôi thấy phân cục Hoài Châu các anh xử lý việc này không ổn. Tôi đề nghị bên thanh tra cục công an thị xã nên đến kiểm tra một chút, được, tôi chờ anh. Dương Viêm đầu bên kia trong lúc nhất thời không nghĩ ra Triệu Quốc Đống là ai, chỉ nghe thấy giọng đối phương hơi trẻ. Dương Viêm có chút tức giận, Quách Hoa này sao lại đưa máy cho người ngoài. Hơn nữa tên Triệu Quốc Đống kia lại nói chuyện rất càn rỡ, như ra lệnh cho mình. Tên Triệu Quốc Đống thì y hình như đã nghe qua nhưng bây giờ lại không nhớ. Y lẩm bẩm hai tiếng rồi đột nhiên nghĩ ra, Triệu Quốc Đống, không phải là phó thị trưởng thường trực mới nhận chức hôm qua đó chứ. Dương Viêm liền vội vàng tỏ vẻ mình sẽ đến hiện trường ngay. Triệu Quốc Đống này nghe nói có lai lịch không đơn giản. Khổng Kính Nguyên là nhân vật như thế nào mà vốn nắm chắc làm phó thị trưởng thường trực lại bị tên thanh niên chưa đầy 30 tuổi cắt ngang, hơn nữa nghe nói do đích thân bí thư tỉnh ủy điểm danh. Một phó thị trưởng thường trực nho nhỏ mà được bí thư tỉnh ủy điểm danh tức là có lai lịch không bình thường. Dương Viêm đâu dám chậm trễ, chỉ là y không biết sao Đường Lăng Phong lại đi cùng Triệu Quốc Đống. Quách Hoa bị đoạt máy thì vốn tức giận định mắng ầm lên. Nhưng nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Triệu Quốc Đống với Dương Viêm, y không nghe rõ Triệu Quốc Đống nói tên mà chỉ thấy Dương Viêm bên kia giọng hơi yếu, Quách Hoa rất khó hiểu nên định hỏi Đường Lăng Phong. Anh là phó cục trưởng phân cục Hoài Châu. Triệu Quốc Đống đưa trả máy cho Đường Lăng Phong rồi lạnh lùng nhìn Quách Hoa. Quách Hoa bị Triệu Quốc Đống nhìn cái liền ngẩn ra. Biết mình là phó cục trưởng còn dám nói chuyện với mình bằng cách này thì đúng là không có mấy người, chỉ sợ là quan to hoặc con nhà quan to. Nhưng từng này tuổi chắc không phải quan to, chắc con nhà quan to. Tôi là Quách Hoa, phó cục trưởng phân cục Hoài Châu, xin hỏi anh là... Quách Hoa nghiêm mặt nói. Tôi là Triệu Quốc Đống, cục trưởng Dương Viêm lập tức tới. Hôm nay tôi tận mắt thấy, đồn công an Tinh Kỳ thuộc phân cục Hoài Châu quản lý. Bọn họ hôm nay xử lý tình huống là tôi không hiểu, tôi hy vọng anh có câu trả lời hợp lý cho tôi. Quách Hoa há hốc mồm, Triệu Quốc Đống. Xong đời. Mấy ngày này người được thảo luận nhiều nhất của quan trường Hoài Khánh chính là cái tên này. Cái gì mà có họ hàng với lãnh đạo Trung ương, cái gì mà cán bộ được ban tổ chức cán bộ bồi dưỡng, cái gì mà có lai lịch. Phó thị trưởng thường trực chưa đầy 30 của Hoài Khánh, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử Hoài Khánh. Mã Cam Sương ơi là Mã Cam Sương, động ai không động mà lại chạm vào tên này. Quách Hoa vội vàng cúi đầu nói. Xin lỗi thị trưởng Triệu, chuyện này là do trách nhiệm của tôi. Đồn công an Tinh Kỳ do phân cục Hoài Châu chúng tôi quản lý, bọn họ có vấn đề khi chấp hành nhiệm vụ, tôi lập tức để bọn họ làm kiểm điểm. Xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định nghiêm túc xử lý. Triệu Quốc Đống đúng là phục tên này, chỉ cần lãnh đạo lên tiếng là nhận lầm. Người như vậy mới phù hợp làm quan. Được rồi Phó Cục trưởng Quách, lát nữa Cục trưởng Dương tới, tôi hy vọng phân cục Hoài Châu phối hợp Cục Công an thị xã nghiêm túc xử lý việc này. Nhà hàng này có lai lịch gì,
trong đó có một người phụ nữ chắc của nhà hàng này không ngờ bởi vì hai cô gái từ chối bị người sàm sỡ mà dám xé quần áo đối phương trước mặt mọi người, tôi đúng là chưa từng thấy việc này. Vậy mà đồn công an Tinh Kỳ tới chỉ mang tôi là người báo cảnh sát đến đồn công an, không hỏi gì mấy người vi phạm pháp luật. Cục trưởng Quách, anh là phó phân cục trưởng phân cục Hoài Châu, tôi muốn hỏi là có nguyên nhân gì? Quách Hoa đổ mồ hôi, gặp phải đối phương ngoài coi là đen đủi thì có thể nói gì? Chuyện này càng giải thích càng không ổn, bây giờ chỉ có thể nhận sai. Các anh còn chờ gì? Lập tức thông báo trưởng đồn lại đây làm theo yêu cầu của thị trưởng Triệu, dù ai dính vào đều phải xử lý. Quách Hoa hét lên với mấy tên cảnh sát. Quyền 10, chương 21. Họ Triệu đi rồi sao? Tên mặc Âu phục dựa lưng vào ghế mà vuốt ve điếu xì gà trong tay. Đi rồi, Phó Cục trưởng Cục Công an thị xã Dương cùng với Quách Hoa phân cục Hoài Châu dẫn người tới mang Tiểu Mạn và mấy anh em của tôi tới đồn công an Tinh Kỳ. Mã Cam Sương xa sầm mặt mà nói. Khổng ca, thằng đó là thần tiên ở đâu mà kiêu căng như vậy? Vừa tới hôm qua mà hôm nay đã ra tay với nhà hàng của tôi, chờ nó đi nóng giày thì ai còn có thể sống. Thần tiên ở đâu ư? Hừ, bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp tự mình điểm danh, anh nói hắn là thần tiên ở đâu? Xét xét xa sầm mặt nói. Mã Cam Sương, không phải chuyện gì lớn mà, con ả kia cũng cần phải dạy dỗ lại, nó quá cản rỡ. Dù không đụng phải Triệu Quốc Đống thì đánh người cũng sẽ bị báo cảnh sát. Lần này coi như bài học cho người của anh. Hoài Khánh là đất của Đảng Cộng sản, không phải đất của Mã gia. Khổng ca, anh nói là có ý gì? Mã Cam Sương tôi là người làm ăn có quy củ. Chuyện tối nay do con bé kia không biết chuyện mà làm khách bị thương ở mặt. Tiểu Mạn sợ khách bỏ qua nên mới bắt hai ả vào xin lỗi. Nhà hàng Xích Nham hiểu quy định, tôi không ngu mà phạm luật trời. Mã Cam Sương có chút khó chịu nhưng không dám lộ ra mặt. Mã Cam Sương, anh đừng không chịu nhận. Theo tôi thấy nhà hàng này của anh kiếm tiền hay không không quan trọng, anh có nhiều đường kiếm tiền thì sao phải dính tới cái này? Anh dám nói ở đây không có chuyện gì sao? Đảng Cộng sản mà muốn xử lý anh muốn thoát cũng không được. Khổng Kính Nguyên ngăn không cho Mã Cam Sương châm lửa cho mình rồi nói. Tôi nói chuyện nghiêm chỉnh với anh, Hoài Khánh sau chuyện vừa rồi đã bị tỉnh nhìn chằm chằm, không chỉ là ủy ban kỷ luật, tôi nghe nói sở công an cũng nhìn rất chặt. Hoài Khánh lại gần sát Ando. Từ tỉnh tới đây mới gần tiếng, đừng có mà xảy ra chuyện. Khổng ca, anh cũng biết tôi không mong nhà hàng này kiếm bao tiền cho mình, nhưng tôi nhiều bạn bè hay tới đây, không có nơi tiếp đón thì không tiện. Hơn nữa đến địa bàn người ta sẽ không thoải mái. Vậy anh không thể kinh doanh đứng đắn sao, đừng để người ta than oán. Khổng Kính Nguyên châm thuốc rồi nói. Triệu Quốc Đống kia đến Hoài Khánh mặc dù không phụ trách cục công an nhưng hắn là phó thị trưởng thường trực. Nói khó nghe một chút là chuyện gì hắn cũng có thể nhúng tay. Anh mà bị hắn theo dõi, có ấn tượng không tốt thì muốn an nhàn cũng không được. Mã Cam Sương có chút tức giận nói. Ai ngờ đến sẽ có việc này. Mã Cam Sương không muốn chọc ai nhưng không phải người sợ việc. Hắn muốn gây chuyện thì tôi chiều. Khổng Kính Nguyên khinh thường nhìn Mã Cam Sương rồi lạnh lùng nói. Mã Cam Sương, tôi thấy anh đắc ý quên mình rồi đó. Triệu Quốc Đống đại biểu gì? Đại biểu đảng ủy, chính quyền, anh thật nghĩ rằng mình là một trong ba đại danh nhân của Hoài Khánh là quên mình họ gì sao? Anh đấu với hắn, đừng nói anh có đủ thứ dơ giấy, dù anh sạch sẽ thì nếu đảng Cộng sản muốn đối phó anh, trong mắt bọn họ anh chỉ là rác rưởi. Thấy Mã Cam Sương có chút tức giận, Khổng Kính Nguyên bĩu môi nói. Mã Cam Sương, anh đừng cảm thấy tôi nói khó nghe rồi mất hứng. Tôi nói rác rưởi là đánh giá cao anh, nghiêm túc mà nói thì anh còn không là rác rưởi. Anh xem người ta đã tẩy sạch mà thoát ngành này, không chừng còn có thể vào Đại hội đại biểu nhân dân hoặc là Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Còn anh mấy năm nay làm gì? Nhà hàng, anh dám nói ở đây không có gái hay ma túy không? Công ty vận chuyển của anh dám nói không dùng thủ đoạn mà lũng đoạn thị trường không? Tôi nói với anh, cổ rượu hoa thua ở thị trường xây dựng, việc chỉnh đốn thị trường xây dựng là sớm muộn. Trong thời gian này Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành không đặt tâm trí vào đây nhưng Triệu Quốc Đống tới là dấu hiệu không tốt. Mà chuyện hôm nay càng làm tôi có dự cảm không tốt. Anh tự thu xếp đi. Mã Cam Sương nghe vậy không khỏi tái mặt mà nói. Khổng ca, chẳng lẽ nói Triệu Quốc Đống không gì dính vào. Tôi không tin hắn không thích gì, không có nhược điểm gì. Thời này không có pháo đài nào không phá được, chỉ sợ không tìm được cửa mà thôi. Hừ, trên đời không có người tốt như vậy. Đúng như anh nói, anh không sờ được cửa của hắn. Ví dụ như chuyện hôm nay,
anh đã làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng không tốt về anh, sau này anh muốn quan hệ với hắn thì rất khó khăn. Muốn hòa nhã thì phải tốn nhiều tâm huyết. Khổng Kính Nguyên đứng lên nói. Mã Cam Sương, trong thời gian này thu mình lại một chút, ngoài ra cũng để tìm hiểu tên Triệu Quốc Đống, tránh mũi nhọn. Đây là ý kiến của tôi. Đám người Triệu Quốc Đống ra khỏi đồn công an Tinh Kỳ đã là 11 giờ đêm, Dương Viêm cùng Quách Hoa tự mình đến phụ trách vụ án, chẳng qua Dương Viêm cũng trao đổi qua với Triệu Quốc Đống. Căn cứ hai cô gái phản ánh thì trước đó người phụ nữ Tiểu Mạn cũng không có nhiều hành vi quá quát, các cô chỉ cảm thấy mọi người sợ người phụ nữ này, cho nên các cô cũng ngại. Các cô học ở trường múa Hoài Khánh, muốn đi làm thêm mà thôi, chưa bao giờ muốn làm mấy chuyện kia. Tiểu Mạn trước đó cũng không yêu cầu các cô phục vụ gì khác, chỉ là hôm nay gặp người say rượu nên mới vậy. Triệu Quốc Đống sẽ không can thiệp việc phá án, chỉ nói Dương Viêm châm trước mà xử lý, đồng thời cũng bảo vệ hai cô gái kia. Điều này làm cho Dương Viêm thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng nói vị phó thị trưởng thường trực mới tới này rất kiêu căng. Người còn trẻ, hơi động chút là không bỏ qua cho người. Nhưng lần này gặp thì thấy không phải như vậy, hơn nữa vị phó thị trưởng thường trực này đã từng làm công an, hiểu việc chấp pháp của công an khó khăn như thế nào, không phải chuyện gì cũng có thể công bằng chấp pháp, gặp đủ ảnh hưởng từ các mặt. Sau chuyện này Triệu Quốc Đống cũng có chút khó chịu với Đường Lăng Phong. Tên xuất thân từ bộ đội này không linh hoạt bằng Quách Hoa. Triệu Quốc Đống có ấn tượng về Đường Lăng Phong đó là người kiên trì nguyên tắc nhưng không biết linh hoạt xử lý, thủ đoạn kém. Từ cách nói chuyện của Đường Lăng Phong với Dương Viêm là có thể hiểu ngay. Cục trưởng Đường, Mã Cam Sương ở Hoài Khánh có thế lực lớn lắm sao? Ngồi trong xe của Đường Lăng Phong, Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Trên xe chỉ có hắn và Đường Lăng Phong, Tần Miễn cùng Bành Bằng Phi đã trở về. Có Triệu Quốc Đống làm chỗ dựa thì mọi người cũng không lo lắng. Cũng không phải như vậy, Mã Cam Sương kinh doanh một công ty vận chuyển chủ yếu là chở rác thải xây dựng, chở cát đá, ngoài ra cũng có một công ty thu mua phế liệu có quy mô khá lớn, ngoài ra còn có nhà hàng Xích Nham kia. Hơn nữa Mã Cam Sương giỏi tạo quan hệ nhưng chủ yếu ở Hoài Châu. Bên Khánh Châu tôi thì không quá coi trọng y. Đường Lăng Phong cười nói. Ồ, công ty vận chuyển và công ty thu mua phế liệu, kinh doanh cả nhà hàng, câu lạc bộ, đều là ngành sản xuất dính tới bên công an. Triệu Quốc Đống cười nói. Thị trưởng Triệu, ngài đã làm công an, bây giờ công an đó là quản trời, quản đất, quản không khí, cái gì cũng phải quản, nhưng lại không là gì vì bị đủ thứ trói buộc. Đảng ủy, chính quyền không nói, còn có đảng ủy chính pháp, cơ quan công an cấp trên, đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, tùy tiện ai có ý kiến là công an cũng phải suy nghĩ, nếu không cuối năm là cả vấn đề. Kinh phí sợ không đủ, đại hội đại biểu nhân dân không thông qua, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân nói không tôn trọng bọn họ, ha ha, công an bây giờ đúng là khó làm. Đường Lăng Phong không trả lời thẳng Triệu Quốc Đống mà nói. Triệu Quốc Đống biết rõ việc này. Vậy chẳng lẽ cơ quan công an bỏ mặc các thế lực đó sao? Đường Lăng Phong thở dài một tiếng. Thị trưởng Triệu, ngài xuất thân công an thì chẳng lẽ không rõ đám người kia? Đừng thấy bọn họ bây giờ oai phong nhưng sau lưng là có người chống đỡ cho. Chỗ dựa mà sụp thì xử lý bọn họ không phải là quá đơn giản ư. Bọn họ nghĩ điều mình làm không ai biết sao. Đảng Cộng sản mà động thì bọn họ chỉ là rác rưởi. Quyển 10, chương 22. Về khách sạn Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống không khỏi phải suy nghĩ. Hắn nghĩ mình sẽ gặp những chuyện mà bên Ninh Lăng chưa bao giờ gặp. Điểm này cũng là bình thường, dù sao mỗi nơi đều có đặc sắc của nó. Hệ thống chính pháp Ninh Lăng mặc dù có một chút vấn đề nhưng hắn không thể không thừa nhận khi Nghiêm Lập Dân làm cục trưởng cục công an, bình thường đảng ủy chính pháp đã khống chế tốt tình hình an ninh trật tự. Ở địa bàn thị xã Ninh Lăng về cơ bản không có tổ chức xã hội đen. Ở Trung Quốc thì xã hội đen không ít, chẳng qua chủ yếu là do nghiêm trọng hay không mà thôi. Nhưng ở Hoài Khánh thì tình hình khá nghiêm trọng, ít nhất hắn mới đến 2 ngày mà đã nhận ra sự khác nhau giữa Hoài Khánh và Ninh Lăng. Cái gì mà ba đại danh nhân còn có thể công khai kinh doanh ở Hoài Khánh. Hắn không cần biết bọn họ làm gì nhưng chỉ sợ nếu như cái mũ này ở Ninh Lăng thì nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm, nhưng bên này thì sao? Có thế lực xã hội đen tồn tại thực ra chính là minh chứng cho thấy lực lượng của đảng ủy, chính quyền một nơi nào đó yếu đuối. Chẳng qua hắn suy nghĩ thấy cũng đúng, vụ án kia mang tới hậu quả quá mạnh, nhưng hiểu không có nghĩa là cam chịu hoặc không thèm để ý. Triệu Quốc Đống thậm chí cảm thấy mình tới thì nhất định phải xử lý việc này. Chẳng qua tối nay gặp Đường Lăng Phong và hai người bạn học cũ thì hắn thấy không uổng,
ít nhất mấy người này vẫn chưa mất tính chính nghĩa, điều này làm hắn khá vui mừng. Phó thị trưởng thường trực chính là hỗ trợ thị trưởng về các hạng mục công tác, cụ thể là chủ trì công việc hàng ngày của chính quyền, phụ trách văn phòng ủy ban kế hoạch phát triển, cục tài chính, cục nhân sự, thanh tra, cục thống kê, cục thuế, tổng thể mà nói chính là phụ trách người, tiền, số liệu. Triệu Quốc Đống tuy ở huyện đã làm phó chủ tịch thường trực một thời gian nhưng do quá ngắn mà đã nhảy lên làm chủ tịch huyện. Bây giờ hắn mới chính thức làm một thường trực. Lệnh Hồ Triều vào văn phòng Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống đang nhìn bản đồ Hoài Khánh. Hoài Khánh có 2 quận 6 huyện, 1 khu khai phát. Hoài Châu cùng Khánh Châu là 2 quận nằm ở nội thành Hoài Khánh. Khu khai phát có diện tích không lớn, không đầy 9 km vuông, nằm ở quốc lộ Kiến Hoài. Huyện xa nhất là Thanh Bình, cách nội thành Hoài Khánh 54 km. Hoài Khánh có địa thế tây cao, đông thấp, nam cao, bắc thấp. Cả Hoài Khánh có phía bắc, đông và trung là đồng bằng, thuộc một bộ phận của đồng bằng An Trung, sông Hồ nhiều, là nơi điển hình để phát triển nông nghiệp. Đây là nơi nuôi lợn nổi tiếng ở vùng An Trung. Phía tây và nam Hoài Khánh có địa hình hơi nhấp nhô, mà huyện Thanh Bình giáp danh với Thiên Châu miễn cưỡng coi như là khu đồi núi. Đây là nơi có truyền thống sản xuất nông nghiệp, trồng hoa quả nhiệt đới. Phải nói nông nghiệp Hoài Khánh khá phát triển, có điều kiện hiện đại hóa nông nghiệp, nhưng kinh tế nông nghiệp lại không chiếm vị trí quan trọng trong tổng chỉ tiêu kinh tế của Hoài Khánh. Ngoài quận Hoài Châu, khu phát triển nhất của Hoài Khánh chính là huyện Quy Ninh. Theo nội thành thành phố An Đô không ngừng mở rộng, sản xuất công nghiệp cũng dần mở rộng ra các huyện xung quanh. Vì thế huyện Quy Ninh gần sát An Đô cũng là mục tiêu quan trọng chuyển rời của các công ty. Thị trưởng Triệu, đây là lịch đi kiểm tra mà văn phòng quận đã bố trí cho ngài, ngài xem một chút có cần yêu cầu gì không? Lệnh Hồ Triều đặt tờ lịch lên bàn cho Triệu Quốc Đống xem. Triệu Quốc Đống nhìn qua rồi nhìn lệnh Hồ Triều. Ngồi đi, đã quen chưa? Trước khi Triệu Quốc Đống sang Hoài Khánh đã hỏi ý kiến lệnh Hồ Triều. Bảo lệnh Hồ Triều một là theo hắn tới Hoài Khánh, hai là đến làm phó bí thư đảng ủy khu Việt Tú, coi như lên làm cán bộ cấp phó trưởng phòng. Nhưng Triệu Quốc Đống rất hài lòng với lệnh Hồ Triều nên hy vọng y theo mình tới Hoài Khánh. Chẳng qua hắn tôn trọng quyết định của lệnh Hồ Triều, không muốn gây áp lực. Lệnh Hồ Triều cũng không làm hắn thất vọng, chỉ cân nhắc một chút rồi cùng hắn tới Hoài Khánh. Cũng được, thực ra bên này không khác mấy so với Ninh Lăng, chính xác mà nói điều kiện tốt hơn. Nhưng bây giờ mới tới nên không quen nhiều người. Chẳng qua tôi có 2 bạn học ở Hoài Khánh, hôm nay tôi mới liên lạc được 1 người, coi như có bạn ở đây. Lệnh Hồ Triều cười nói. Ồ, bạn học của cậu ở đây. Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Vâng, 1 dạy ở trường Nhị Trung Hoài Khánh, 1 làm ở chính quyền huyện Tĩnh. Lệnh Hồ Triều gật đầu nói. Cậu ở huyện Tĩnh thì vẫn chưa liên lạc được, có lẽ ít qua lại. Vì dù sao huyện Tĩnh cách đây hơn 40 km, tôi xem cuối tuần có thể ngồi với nhau không? Ồ, lệnh Hồ, vậy còn chuyện bạn gái của cậu thì sao? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi đoán lần này chúng ta phải ở Hoài Khánh 3, 4 năm cũng không điều đi. Cậu nếu theo tôi tới Hoài Khánh thì phải tính chuyện lâu dài. Tôi không thể để cậu một mình chịu khổ theo tôi mãi thế được. Thị trưởng Triệu, không sao. Tôi tới Hoài Khánh, bạn gái tôi rất ủng hộ, cảm thấy ngài coi trọng tôi là may mắn của tôi. Lệnh Hồ Triều rất cảm kích sự quan tâm của Triệu Quốc Đống. Y cũng biết Triệu Quốc Đống là phó thị trưởng thường trực nên điều động 1 người là không khó. Nhưng y cảm thấy phải suy nghĩ thay cho Triệu Quốc Đống. Mình điều đến Hoài Khánh đã tạo ra không ít tiếng nói, cảm thấy Triệu Quốc Đống đi đâu còn mang theo cả thư ký. Nhưng dù sao cũng là vì công việc nên còn nói được, nếu còn điều động bạn gái mình tới thì đúng là hơi quá. Ừ, cậu có phải lo ảnh hưởng tới tôi? Triệu Quốc Đống đương nhiên rõ ràng suy nghĩ của lệnh Hồ Triều nên gật đầu nói. Cũng được. Chờ một thời gian, thanh niên đợi nửa năm cũng coi như thử thách tình cảm của 2 người mà. Cảm ơn thị trưởng Triệu quan tâm. Lệnh Hồ, chỉ có 2 chúng ta thì không cần nói lời khách sáo. Đúng rồi, tôi thấy lịch đi kiểm tra này khá phức tạp, các huyện, cục đều đi, không có ý tưởng gì mới. Như vậy đi, cậu nói với trưởng ban thư ký Minh nói cuối năm nhiều cuộc họp, các quận, huyện, cục đều bận, tôi không muốn quấy rầy bọn họ. Nội thành vì gần nên tôi không đi. Tôi sẽ đi đến 2 huyện, 1 có kinh tế tốt nhất, 1 kém nhất, ngoài ra tôi tới Cục Tài chính và Ủy ban Kế hoạch Phát triển, bảo bọn họ bố trí một chút. 1 huyện 1 ngày, 1 cục 1 buổi, 3 ngày là xong. Triệu Quốc Đống nói làm lệnh Hồ Triều có chút khó xử.
Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Sao thế lệnh hồ? Thị trưởng Triệu, hay là ngài tự mình đi nói chuyện với trưởng ban thư ký Minh, như vậy có thể làm anh ta thấy được tôn trọng một chút. Tôi cảm thấy người này coi trọng mặt mũi, tôi đi nói thì sợ anh ta sẽ mất hứng. Lệnh hồ Triều mặc dù mới tới vài ngày nhưng cũng đã quan sát tốt mấy lãnh đạo thành phố và đồng nghiệp. Ồ! Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn thật không ngờ vị trưởng ban thư ký trông nhã nhặn như thế kia lại hẹp hòi như vậy. Hắn nghĩ lại thì cũng đúng, mình vốn còn trẻ, nếu để thư ký đi nói chuyện với đối phương thì đúng là có vẻ không tôn trọng. Được rồi lệnh hồ, cậu nhắc rất đúng. Tôi đúng là quên mất, quen ở bên quận Tây Giang rồi, sang đây thiếu chút nữa không đổi được thói quen. Quyển 10, chương 23. Triệu Quốc Đống không nghĩ lần thứ hai tham gia hội nghị thường trực ủy ban lại gặp vấn đề khó giải quyết như vậy. Gần 100 người vây trước trụ sở chính quyền thị xã, nhìn hầu hết đều là đàn ông từ 30 đến 50, thái độ của bọn họ rất bình tĩnh mà kiên định, qua đó đủ để thấy được tính kỷ luật của bọn họ. Bảo vệ ở cửa chính quyền thị xã khuyên, bọn họ cũng đứng ra nói chuyện, không gây rối loạn. Vừa nhìn là biết ngay đã giáp mặt nhau rất nhiều lần. Hà Chiếu Thành nhíu mày nhìn ra ngoài mà có chút buồn bực. Chẳng qua vẻ mặt cũng không quá tức giận vì y biết cũng không thể làm gì được đám công nhân này. Lão Khổng, sao nhà máy cơ khí lại tới vậy? Không phải tuần trước mới khuyên bọn họ về sao? Bên chính quyền thị xã còn đang nghiên cứu, chưa có quyết định, bảo bọn họ về đi. Khổng Kính Nguyên ngồi bên trái Hà Chiếu Thành mặt không chút thay đổi mà nói. Thị trưởng Hà, lần trước thị xã chúng ta cũng không có câu trả lời thuyết phục với nhà máy cơ khí. Cứ kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp. Bây giờ sắp đến Tết, công nhân của nhà máy đã quen nên biết lúc này không gây áp lực đối với chính quyền thì chính quyền sao biết lực lượng của bọn họ. Đây là nhắc nhở chúng ta nên suy nghĩ việc cấp tiền Tết cho bọn họ. Hà Chiếu Thành rất đau đầu. Tiền, không thoát nổi khỏi chữ tiền. Nhà máy cơ khí đã sớm liệt vào các công ty tiến hành cải cách, từ trên xuống dưới đều kêu gọi cải cách nhà máy cơ khí nhưng mãi vẫn không tìm được phương thức cải cách thích hợp. Công nhân nhà máy có mâu thuẫn trong việc có cải cách hay không, cho rằng cải cách là tư bản hóa, rất có thể làm cho tài sản quốc gia thất thoát. Hơn nữa còn vấn đề quan trọng đó là sự sống chết của bọn họ thì chính quyền sẽ không hỏi tới, cho nên phần lớn cán bộ của nhà máy cơ khí có thái độ phản đối. Nhưng cũng có một bộ phận công nhân lại mong chờ cải cách, cho rằng cứ kéo dài như thế này cũng không phải biện pháp, toàn dựa vào vay tiền mà trả lương. Lão Khổng, vấn đề cải cách thì tôi thấy nên nhanh chóng tiến hành mới được. Để hơn ngàn công nhân của nhà máy cơ khí đi con đường nào cũng là vấn đề rất lớn, anh phải chú tâm nhiều vào việc này, cân nhắc đưa ra một biện pháp có thể thực hiện, vừa tránh dẫn đến mất ổn định xã hội, vừa phải hợp lý hợp pháp để nhà máy cơ khí đi theo hướng kinh tế thị trường. Chính quyền không phải bảo mẫu, không thể giúp bọn họ cả đời, ngoài bên cũng phải để bên ngân hàng chấp nhận được. Hà Chiếu Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Thị trường, đâu thể làm tốt hết được. Nhà máy cơ khí bây giờ mặc dù còn chưa nói tới việc tài sản không bằng tiền vay, nhưng mà tiền lãi cao đến kinh người, có thể nói bây giờ không có mấy công ty đủ thực lực vào nhận nhà máy này, có năng lực lại không hứng thú nhận đống nợ này lên vai. Hơn nữa điều kiện của chính quyền cao như vậy thì sao có thể cải cách, tôi thấy sợ rằng khó có thể làm. Triệu Quốc Đống nhìn Khổng Kính Nguyên, người nghe nói cũng vận động để lên làm phó thị trưởng thường trực, nhưng cuối cùng lại thất bại. Khổng Kính Nguyên này từ chức bí thư huyện ủy huyện Quy Ninh lên, nghe nói giỏi làm kinh tế, hơn nữa cũng có quan hệ rộng. Chẳng qua hắn mới tới Hoài Khánh nên không biết rõ tình hình ở đây mấy. Nhà máy cơ khí này vốn là một trong năm đóa hoa của Hoài Khánh trước đây, nó có quy mô nhỏ nhất nhưng lại có hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Nhưng theo nền kinh tế thị trường, nhà máy cơ khí dần trở nên suy yếu, 3-4 năm trước bắt đầu gặp khó khăn. Nhà máy năm xưa kinh doanh tốt bây giờ không ai hỏi tới. Chính quyền cũng tìm mọi cách với nhà máy cơ khí này, nhưng vẫn không tìm được biện pháp cứu sống. Hàng năm chính quyền vẫn phải tìm cách gây áp lực với hệ thống ngân hàng mà vay tiền. Trung ương đã xác định nhất định phải cải cách nhất định phải chấp nhận chịu đau, phải tiến hành thuyết phục nhân viên để bọn họ lấy đại cuộc làm trọng. Tôi thấy nhà máy cơ khí bây giờ không thể không cải cách. Lão Khổng, anh nhanh chóng đưa ra phương án hợp lý, ý của tôi là cố gắng chiếu cố lợi ích của công nhân, nhưng cải cách không thể tiếp tục kéo dài. Cho dù chính quyền trả giá thêm nữa cũng đáng. Hà Chiếu Thành hít sâu một hơi rồi nhìn chằm chằm Khổng Kính Nguyên mà nói. Khổng Kính Nguyên gật đầu nói. Thị trưởng Hà, chỉ cần thị ủy ban thị xã Hà quyết tâm thì tôi cũng sẽ tận lực mà làm. Nhưng chúng ta cũng nên chuẩn bị tư tưởng, đó là sẽ có một bộ phận nhân viên đưa yêu cầu cao không thể thỏa mãn,
như vậy sẽ có mâu thuẫn. Nhưng tôi thấy nếu cứ kéo dài hoặc thỏa hiệp thì sẽ mang tới nguy hại lớn hơn nữa. Hà Chiếu Thành vung tay lên nói. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Lão Khổng, nếu thị ủy, ủy ban đã giao cho anh phụ trách, vậy anh cần dũng cảm gánh vác trọng trách, không sợ bị mắng, cũng không sợ có người đâm sau lưng. Chỉ cần trong lòng công chính, không mưu lợi riêng là đủ. Triệu Quốc Đống đứng trước cửa sổ nhìn đám công nhân dần tán đi. Mặc dù tán đi nhưng công nhân vẫn như cũ duy trì kỷ luật. Xem ra Hà Chiếu Thành đã tiến hành nói chuyện với đám công nhân. Mặc dù đã xác định phải đẩy nhanh cải cách nhà máy cơ khí, nhưng cũng không thể nào giải quyết xong trước Tết. Bây giờ còn cần phải nghĩ biện pháp dàn xếp trước, với ngân hàng phải vay ngân hàng, tài chính của thị xã cần bỏ ra cũng cần phải bỏ ra. Triệu Quốc Đống phụ trách tài chính nhưng không có nghĩa hắn quyết định hết vấn đề tài chính. Ví dụ khoản tiền lớn thì hắn là phó thị trưởng thường trực chỉ đưa ra còn đâu do thị trưởng quyết định. Hoặc là nói hội nghị thường ủy quyết định thì chẳng lẽ hắn không phục tùng. Làm cho Triệu Quốc Đống thoáng thấy an ủi đó là Hoài Khánh cũng không đến mức quá thiếu tiền, ít nhất so sánh với Ninh Lăng thì cái xe hỏng này tốt hơn. Triệu Quốc Đống nhìn về phía xa xa, nếu như nói Cổ Diệu Hoa có một phần công lao thì đó là xây dựng thành thị. Đương nhiên việc xây dựng thành thị không xuất phát từ sự công tâm. Việc xây dựng trên quy mô lớn sẽ làm cho y chi phối được nhiều tài nguyên, y có thể ăn được nhiều. Chẳng qua khách quan mà nói việc y làm như vậy cũng khiến cho Trần Anh Lộc cùng Hà Chiếu Thành có một thị xã với hoàn cảnh tốt, đương nhiên cũng là gánh nặng về tài chính. Quy hoạch thành thị của Hoài Khánh khá tốt, cũng có nhiều khu vực cây xanh làm người ta có ấn tượng tốt. Nhất là có nhiều hồ nước quanh thành thị, có thể thấy nhiều cây xanh khiến cho người ta không thể tin được đây là thành phố công nghiệp. Hắn nhớ khi còn làm việc ở ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu, lúc ấy trong đợt tham gia hội chợ thương mại, thành phố An Đô đã ký kết liên doanh với tập đoàn DU, đây là hạng mục lớn nhất và thành công nhất của cả hội chợ. Bây giờ công ty ô tô An Đô DU đã trở thành sản nghiệp trụ cột của thành phố An Đô. Mà Triệu Quốc Đống nhớ lúc ấy hắn còn cùng Thái Chánh Dương trao đổi hạng mục khác. Đó là hạng mục liên doanh giữa công ty cơ giới An Đô và DU. Hạng mục này mặc dù trong tay Thái Chánh Dương không thành công, nhưng sau đó nó đã được xác nhận. Công ty cơ giới An Đô và DU bỏ ra 51% và 49% để thành lập công ty máy công trình An Vũ, bây giờ nó dần trở thành công ty sản xuất máy công trình hàng đầu của khu vực Trung Tây, quy mô và hiệu quả kinh doanh mấy năm nay tăng lên vài lần, sản phẩm làm ra ngày càng tăng. Triệu Quốc Đống tự hỏi nhà máy cơ khí có thể cân nhắc nên để công ty máy công trình An Vũ nhận mua không? Chỉ là Hà Chiếu Thành có vẻ đã xác định giao vấn đề cải cách nhà máy cơ khí cho Khổng Kính Nguyên làm. Triệu Quốc Đống không nhìn ra hai người này có phải trao đổi ngầm không, nhưng hắn cảm thấy trước đó Hà Chiếu Thành chưa quyết định, đến bây giờ khi công nhân nhà máy cơ khí quyết định thì mới làm Hà Chiếu Thành hạ quyết tâm. Trong này có nhân tố khác hay không thì Triệu Quốc Đống không rõ. Quyển 10, chương 24. Khổng Kính Nguyên ngồi xe ra khỏi trụ sở chính quyền thị xã, xe chạy dọc theo đại lộ Mỹ Lan, nửa tiếng sau xe vào một đường rẽ, chạy vào rừng rậm và đến một trang viên đẹp. Sau khi xuống xe Khổng Kính Nguyên bảo lái xe đi trước, có người đón và đưa Khổng Kính Nguyên vào trong. Lão Khổng tới à? Hai người đàn ông đang ngồi trên phản quay sang nói chuyện. Sao lại đến sớm như vậy? Khổng Kính Nguyên cười cười gật đầu, có người đưa khăn ấm cho hắn lau mặt, sau đó hắn ngồi xuống. Thời tiết tốt, ra hưởng thụ một chút, thuận tiện cảm nhận ánh mặt trời thì mới thoải mái. Một tên mặc áo đời đường màu tím ưỡn người rồi nói. Nhìn anh thì có vẻ chuyện tiến triển. Ừ, Hà Chiếu Thành bây giờ có lẽ đã không nhìn được nữa, có lẽ bị chuyện này làm phiền nên đã mở miệng, đồng ý nhanh chóng cải cách nhà máy cơ khí. Khổng Kính Nguyên ngồi xuống, một tên mặc đồ trắng đưa cho y điếu thuốc. Điều kiện, quan trọng nhất là điều kiện, tôi quan tâm tới điều kiện. Tên áo tím nhíu mày nói. Lão Phan, chuyện đâu đơn giản như vậy. Hà Chiếu Thành vốn cẩn thận. Y cũng cảm nhận trên tỉnh bất mãn với việc Hoài Khánh mãi không có tiến triển gì. Bây giờ lại gặp chuyện của nhà máy cơ khí nên y cũng hy vọng làm ra chút thành tích. Khổng Kính Nguyên cười ha hả nói. Chẳng qua y chỉ cần mở miệng là dễ làm rồi. Điều kiện không phải từ từ nói chuyện là xong ư. Ồ, chuyện này anh phải chú ý kỹ mới được. Chính sách trung ương có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vấn đề cải cách công ty nhà nước đang có tranh luận. Tháng 7 năm ngoái Bộ Thương mại đã chuyên môn đưa ra yêu cầu việc cải cách phải tiến hành toàn diện, để phòng việc làm bề ngoài, để phòng khuynh hướng đơn giản hóa. Nếu không nắm chắc thời gian mà để nửa năm tới thay đổi thì không chừng phải hoãn lại. Tên áo trắng nói.
tên áo tím cũng nghiêm túc nói. Tận dụng thời cơ hội qua sẽ không trở lại. Khu đất của nhà máy cơ khí quá tốt, có nước, có rừng, có hồ nước. Tôi đoán giá đất 3 năm tới sẽ tăng vài lần. Chỉ cần thay đổi mục đích sử dụng đất thì sẽ đảm bảo việc này sẽ thành. Chúng ta sẽ có tiền sang Úc mua một trang trại mà dưỡng già. Hơn nữa mấy người bạn bên Phúc Kiến thì tôi đã liên lạc để bọn họ đảm bảo việc bố trí một công ty bề ngoài, đảm bảo không có vấn đề gì. Lão Phan, bạn anh bên Phúc Kiến có làm bên cơ khí không? Khổng Kính Nguyên nhíu mày nói. Lão Khổng, cần gì biết y làm gì, chỉ cần y lấy tới tay, tìm khu đất xây dựng nhà xưởng. Đưa thiết bị vào sản xuất để lừa người là được mà. Anh có thể đảm bảo nó hoạt động tốt trong 10 năm sao? Tên áo tím nói. Chúng ta coi như cũng là tạo ra một khu đất tốt cho thị xã mà. Khổng Kính Nguyên im lặng không nói gì. Hắn đương nhiên biết đám kia không có ý tốt gì. Bọn họ nhìn chúng khu đất ở trung tâm thị xã của nhà máy cơ khí. Về phần nhân viên của nhà máy cơ khí sống chết như thế nào thì bọn họ chỉ cần kéo dài được vài ba năm là đủ. Hậu họa sẽ do chính quyền phụ trách. Lão Khổng, anh suy nghĩ gì vậy? Có phải là cảm thấy chúng tôi làm quá không? Tên áo trắng thản nhiên nói. Bạn của lão Phan cũng làm trong ngành cơ khí, y cũng muốn làm ở đây. Chúng ta và y hợp tác là có điều kiện, nếu như ở Hoài Khánh có đất thì sẽ hỗ trợ vay vốn ngân hàng và chính sách. Tôi nghĩ để nhà máy cơ khí phát triển lên cũng không phải vấn đề gì khó. Chủ yếu là chúng ta có thể lấy được bao nhiêu từ thị xã. Khổng Kính Nguyên cười lạnh trong lòng. Đám này đúng là quá tham. Ngoài đất thậm chí còn muốn lợi dụng nhà máy cơ khí mà kiếm tiền. Đất, vốn ngân hàng, chỉ sợ đi con đường này thì chính quyền thị xã Hoài Khánh sẽ lún càng lúc càng sâu, đến cuối cùng không biết sẽ có bao lỗ thủng. Đương nhiên đây cũng không phải vấn đề, chủ yếu là y được bao nhiêu. Khổng Kính Nguyên cũng biết mình bây giờ không thể vứt bỏ đám người này, hợp thì có lợi, đấu sẽ cùng bại. Chẳng qua y cũng có kế sách xem ai là người được nhiều nhất. Lão Phan, Lão Cổ, tôi bây giờ đang suy nghĩ là chúng ta nên làm như thế nào để không có sơ hở, dù có người đâm ra cũng không thể nói gì, như vậy mới là tốt. Khổng Kính Nguyên cười nói. Đương nhiên Lão Phan nói đúng, đêm dài lắm mộng, phải lợi dụng cơ hội này mà làm cho nhanh. Trần Anh Lộc vẫn ủng hộ việc cải cách, Hà Chiếu Thành bây giờ đã mở miệng thì để tôi làm sẽ nhanh thôi. Được, đây mới là người làm việc lớn, đã làm phải làm lớn. Anh lo cho người khác. Người khác cũng không lo cho anh. Thời này người không vì mình chính là muốn chết, nhân từ thì đừng làm quan. Tên áo tím cười phá lên nói. Chuyện này cố nắm chắc thời gian mà làm, bên chúng tôi đã sẵn sàng đợi gió đông của anh đó. Cuối năm là thời gian bận nhất, Triệu Quốc Đống mới đến càng như vậy. Gần như lịch hôm nào cũng kín đặc, ba ngày đi kiểm tra cũng phải xếp sao cho vừa tham gia vài hội nghị quan trọng, vừa phải xem huyện có rảnh không. Triệu Quốc Đống không muốn vì việc đi kiểm tra qua mà ảnh hưởng đến công việc của người khác. Kiểm tra công việc ở Cục Tài chính xong đã là 5 giờ chiều, Triệu Quốc Đống khéo léo từ chối lời mời dùng cơm của bọn họ mà về khách sạn. Đến bây giờ hắn và Lệnh Hồ Triều vẫn ở lại khách sạn, có lẽ sau Tết thì mới có nhà. Lệnh Hồ Triều đi gặp bạn, chỉ còn lại mình Triệu Quốc Đống ở đây. Hắn muốn về Ando nhưng biết bây giờ không thích hợp. Một chỗ thiếu người quen đúng là làm người ta thấy cô đơn. Triệu Quốc Đống cũng biết cần một thời gian thích ứng, đây là điểm làm người ta buồn phiền. Ở vị trí của hắn thì có không ít người muốn quan hệ, nhưng người bỏ qua thân phận của hắn thì mới là bạn chính thức. Thời gian này hắn như một cái máy với lịch trình có sẵn, kiểm tra, thị sát, họp, hắn thật sâu cảm nhận làm một chức phó thì nhiều chuyện anh không thể quyết định. Mặc dù anh có suy nghĩ của mình hưng cũng phải thông qua trình tự hợp lý mới có thể thực hiện. Một lời mà quyết định là không thích hợp với chức phó thị trưởng thường trực của hắn. Một bên chạy xuống mấy huyện và cục, một bên Triệu Quốc Đống cũng nhanh chóng làm quen đồng nghiệp. Ngoài thị trưởng Hà Chiếu Thành ra, còn có một thường vụ thị ủy, phó thị trưởng Khổng Kính Nguyên phụ trách mảng công nghiệp, an toàn lao động, cũng người tương đương Hoắc Vân Đạt ở quận Tây Giang. Nhưng Hoài Khánh là thị xã công nghiệp nên địa vị và quyền lực của Khổng Kính Nguyên ở Hoài Khánh có sức ảnh hưởng hơn các phó thị trưởng bình thường. Xếp thứ ba trong số các phó thị trưởng chính quyền thị xã là Đặng Nhược Hiền phụ trách xây dựng, giao thông, đất đai. Vị trí này khá hiển khách, ai phụ trách mảng này đều có quyền lớn. Tài nguyên đất, xây dựng thành thị, giao thông đều là mảng béo bở. Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng tốt đối với người này. Hai người ngồi trao đổi về quy hoạch đô thị thì hắn thấy người này có ánh mắt nhìn xa trông rộng, có cái nhìn độc đáo. Sáu gã phó thị trưởng thì đứng thứ tư là phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp Tiền Nguyên Huy,
Triệu Quốc Đống tạm thời chưa trao đổi với người này. Xếp thứ 5 là Phó Thị trưởng Hứa Kiều phụ trách mảng khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, văn hóa, vệ sinh, thông tin, tin tức. Vị Phó Thị trưởng này đi nước ngoài nên Triệu Quốc Đống chưa gặp. Xếp cuối cùng là Phó Thị trưởng An Nhiên phụ trách giáo dục, dân chính, kế hoạch hóa gia đình, du lịch, buôn bán, giám sát thị trường, thu hút đầu tư. Cả bộ máy chính quyền thị xã có hai vị nữ phó thị trưởng là Hứa Kiều và An Nhiên. Hứa Kiều hơn 40, An Nhiên mới 36 tuổi, đây coi như ngôi sao ở Hoài Khánh. Quyển 10, chương 25. Ngoài 6 phó thị trưởng còn có một Lý Trường Giang trợ lý thị trưởng kiêm cục trưởng cục công an thị xã. Nghe nói người này ít xuất hiện ở chính quyền thị xã, trong các hội nghị thường trực ủy ban cũng xin phép nghỉ. Y ngoài việc phụ trách mảng công an thì chỉ hỗ trợ thị trưởng về bên tư pháp và tiếp dân. Triệu Quốc Đống từ miệng Đường Lăng Phong biết Lý Trường Giang này là người trầm mặc ít nói, ở huyện Tĩnh có danh dự tốt, chẳng qua tốc độ phát triển kinh tế của huyện Tĩnh ảnh hưởng tới xu thế bay lên của y. Bộ máy ủy ban thị xã Hoài Khánh khá kiện toàn. Triệu Quốc Đống nằm trên giường đọc Nhật báo An Nguyên và Nhật báo Hoài Khánh. Nhật báo An Nguyên ở trang đầu nhắc đến việc bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp, chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu gặp tập đoàn Hòa Hoàng. Trong tin tức còn nói tập đoàn Hòa Hoàng đi khảo sát Tân Châu, Ninh Lăng, Thông Thành. Nhật báo Hoài Khánh nói về bí thư thị ủy Trần Anh Lộc thị sát công tác xây dựng đảng tại nông thôn ở huyện Thanh Bình, kiểm tra công tác xây dựng đảng của huyện và công tác võ trang. Phó bí thư thị ủy Đàm Lập Phong, thường vụ thị ủy, chính ủy quân khu Giang Đạo Ba đi cùng. Thị trưởng Hà Chiếu Thành dẫn đội tới khảo sát hệ thống thủy lợi ở huyện Cổ Lâu. Trong tin tức cũng đưa về hắn, thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực Triệu Quốc Đống kiểm tra công tác ở huyện Tĩnh, lãnh đạo chủ yếu của đảng ủy ban huyện Tĩnh cùng đi. Thị trưởng Triệu, chúng tôi tới rồi. Triệu Quốc Đống nhìn số máy liền biết Quế Toàn Hữu tới. Nghe nói hai người bạn của Quế Toàn Hữu mời y tới đây. Sáng nay Quế Toàn Hữu đã tới nhưng Triệu Quốc Đống không ở trên thị xã, vì thế Quế Toàn Hữu liền đi chơi cùng hai người bạn. Bữa tối Quế Toàn Hữu hỏi Triệu Quốc Đống có ăn cùng không, Triệu Quốc Đống không đồng ý, Quế Toàn Hữu cũng không miễn cưỡng. Quế Toàn Hữu biết lão lãnh đạo của mình không thích tham gia các buổi tụ tập. Y cũng biết nguyên nhân sao hai người bạn học kia lại trở nên thân thiết như vậy. Chỉ là hai người bạn hồi đại học một là đồng hương, hai là cùng học nên quan hệ tốt, mấy lần gọi điện mời nên y cũng không tiện đùn đẩy mãi. Hơn nữa trong nhà còn có không ít họ hàng còn cần nhờ bạn bè giúp. Mục đích của hai người bạn kia rất rõ ràng, thông qua Quế Toàn Hữu để hy vọng làm quen với Triệu Quốc Đống. Mặc dù bọn họ không rõ quan hệ của Quế Toàn Hữu và Triệu Quốc Đống, nhưng bọn họ biết Quế Toàn Hữu là tránh văn phòng quận ủy Tây Giang, mà vị thị trưởng Triệu này trước đó là bí thư quận ủy Tây Giang, coi như cũng là đồng nghiệp. Ừ, tôi ở phòng 609, các anh lên đây đi. Triệu Quốc Đống đứng lên, căn phòng này bên ngoài có phòng khách không quá lớn, coi như đủ để tiếp khách. Quế Toàn Hữu dẫn theo hai bạn học đi lên thì Triệu Quốc Đống vỗ vai Quế Toàn Hữu mà thân thiết nói. Toàn Hữu, được đó, anh là người đầu tiên tới Hoài Khánh thăm tôi. Mấy người khác chỉ gọi điện hỏi thăm. Một mình ở nơi này đúng là không dễ chịu. Hai người bạn học của Quế Toàn Hữu đều há hốc mồm vì động tác của Triệu Quốc Đống. Tất nhiên bọn họ nhận ra hai người không chỉ có quan hệ công việc đơn giản. Thị trưởng Triệu, ngài đừng nói như vậy, bọn họ cũng muốn tới nhưng ngài vừa đi nên việc nhiều, chúng tôi cũng sớm muốn tới thăm ngài nhưng nghĩ ngài cuối năm tham gia nhiều hội nghị, ngài mà gặp chúng tôi lại chậm trễ công việc. Cho nên chúng tôi cảm thấy tốt nhất là Tết thì gặp ở An Đô hoặc Hoài Khánh. Quế Toàn Hữu cười hì hì nói. Được rồi, anh đừng giải thích thay bọn họ, anh đến là được rồi. Hoài Khánh đúng là tôi vẫn thấy xa lạ, ngoài lệnh Hồ Triều có thể nói vài câu, những người khác đều không quen. Lệnh Hồ Triều còn đỡ vì có hai bạn học ở đây, bây giờ đi gặp bạn học rồi. Không biết là nam hay nữ mà suốt ngày cười cười. Tâm trạng Triệu Quốc Đống đang khá vui vẻ nên nói chuyện cũng không e ngại mấy. Ngay cả hai người bạn Quế Toàn Hữu cũng thấy quan hệ của hai vị này không bình thường. Thị trưởng Triệu, tôi giới thiệu hai bạn học của tôi với ngài một chút. Đây là Long Khiếu, đây là Cát Khánh Nguyên. Quế Toàn Hữu cũng có chút kích động, y nhìn ra được Triệu Quốc Đống rất vui vì mình tới. Triệu Quốc Đống cười cười gật đầu nói. Nếu là bạn học của Toàn Hữu thì tôi cũng không khách sáo. Khi tôi còn ở Ninh Lăng thì Toàn Hữu là đồng nghiệp tốt nhất và giúp tôi nhiều nhất. Ngồi đi. Đừng e ngại, nói về tuổi thì tôi kém mọi người nhiều, không cần khách khí như vậy. Hai người Long Khiếu và Cát Khánh Nguyên liền cười cười mà ngồi xuống. Toàn Hữu, đừng gọi nhân viên phục vụ,
anh thay lệnh Hồ Triều mà rót trà cho mình và hai người bạn đi. Triệu Quốc Đống chỉ ấm trà và bình nước. Đi thử trà quê hương các anh xem, nghe nói mặc dù không nổi tiếng nhưng mùi vị khá ngon. Tôi nếm thử thì thấy cũng có vị đặc biệt và khác với trà Hoa Lâm. Quế Toàn Hữu vừa pha trà vừa cười nói. Long Khiếu và tôi chung phòng ngủ, anh ta bây giờ làm phó triệu trưởng trường Ngũ Trung Hoài Khánh, là trường học khá nổi tiếng ở Hoài Khánh. Tôi thấy lệnh Hồ Triều cần đi theo Long Khiếu học viết văn mới được. Lệnh Hồ Triều viết mặc dù hay nhưng còn kém xa Long Khiếu. Cát Khánh Nguyên là đồng hương với tôi, bây giờ làm phó chánh văn phòng ủy ban huyện Lâm Giang. Ha ha, bạn học của Toàn Hữu đều là tinh anh, xem ra trường sư phạm Ninh Lăng đúng là gia nhân tài. Ngũ Trung Hoài Khánh thì tôi nghe nói tỉnh đang làm trường điểm, là trường do thị xã hay quận quản lý. Triệu Quốc Đống nói, thị trưởng Triệu, Ngũ Trung đúng là đang được tỉnh xếp vào trường điểm. Trường chúng tôi về lực lượng giáo viên đến việc thi cử trúng tuyển đại học của học sinh đều không kém các trường trên tỉnh, chỉ có cơ sở vật chất là kém một chút. Tài chính quận Khánh Châu hơi khó khăn nên đầu tư không đủ. Nghe Triệu Quốc Đống hỏi vấn đề này, Long Khiếu liền vội vàng nói. Quế Toàn Hữu ở bên không khỏi nhíu mày, y đưa cho Long Khiếu cốc trà rồi nói. Long Khiếu, anh không phải hiệu trưởng, mảng xây dựng cũng không phải do anh quản, anh lo nhiều làm gì. Không có tiền để xây dựng cơ sở vật chất là do chính quyền phụ trách, có quan hệ gì tới trường anh. Anh phụ trách mảng dạy học, anh làm tốt mảng của mình là được. Đúng như anh nói, Ngũ Trung do quận Khánh Châu quản lý, tài chính của thị xã không thể nào đưa tiền cấp cho trường. Thị trưởng Triệu vừa tới, anh đừng gây phiền thêm có được không? Triệu Quốc Đống nói như vậy làm cho Long Khiếu có chút xấu hổ. Nhưng y nghĩ và thấy cũng đúng, Triệu Quốc Đống mới đến, chưa nắm rõ tình hình, hơn nữa lại còn do giới hạn quản lý, mình mạo muội đưa đề tài này là không thích hợp. Chỉ là mất cơ hội này thì sau này sợ không có thời gian. Toàn Hữu, anh cũng đừng nói như vậy, tôi là phó thị trưởng thì tìm hiểu về công tác giáo dục của các quận cũng không sao. Hiệu trưởng Long nhân cơ hội phản ánh vấn đề một chút coi như là công tư cùng làm mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, lúc nào tôi gặp chủ tịch quận anh thì có thể trao đổi một chút. Quế Toàn Hữu trừng mắt nhìn Long Khiếu, sau đó mới nói. Tính Long Khiếu vốn là thế, phi trường thì mặc kệ có phải việc mình phụ trách hay không đều muốn làm tốt. Chẳng qua tôi thấy chất lượng dạy của trường Ngũ Trung khá tốt, chỉ là cơ sở vật chất hơi thiếu một chút. Nhiều em học sinh không thi được vào nhất trung thì muốn tới Ngũ Trung chứ không tới nhị trung và tam trung là trường điểm của tỉnh. Đây là do chất lượng dạy ở Ngũ Trung tốt hơn. Hiệu trưởng trường Ngũ Trung phải nói giỏi làm công tác quản lý, cũng cải thiện không ít cơ sở vật chất nhưng do tài chính của quận Khánh Châu có hạn nên cũng khó đạt được chuẩn. Quyển 10, chương 26. Triệu Quốc Đống cười cười mà không xen vào. Mảng giáo dục hắn không phụ trách, do phó thị trưởng An Nhiên phụ trách. Mà An Nhiên này nghe nói có tính cách hơi nóng, dính mảng công việc của cô thì cô nhất định phải làm chủ. Hắn mặc dù không sợ cô ta dù có lai lịch nhưng cũng không nên làm đối phương hiểu lầm vì việc này. Quế Toàn Hữu tất nhiên cũng biết vị trí bây giờ của Triệu Quốc Đống không tiện xen vào nhiều việc. Y có thể cảm nhận Triệu Quốc Đống không thể hiện quá nhiều như hồi còn Ninh Lăng, điểm này làm y lại yên tâm hơn. Chức phó thị trưởng thường trực nhìn thì hơn chức thường vụ thị ủy bình thường. Nhìn như quyền cao chức trọng nhưng lại không phải lãnh đạo cao nhất một mảng, ngay cả mảng công việc mình phụ trách cũng bị bí thư thị ủy, thị trưởng để ý, giấu mình không phải là điều mà Triệu Quốc Đống thích nhưng cũng cần thích ứng với nó. Triệu Quốc Đống giống con hổ nằm trong đống cỏ mà giấu răng nanh đi. Theo thời gian này, Triệu Quốc Đống cũng cố ẩn tính cách nói 102 của mình đi, cách nói chuyện cũng cố gắng giống người bình thường. Nước Hoài Khánh quá sâu. Nếu như hắn hạ quyết tâm làm kẻ xấu cho vũng nước này càng đục hơn thì ít nhất cũng phải hiểu rõ rồi làm. Hai tiếng sau hai bạn học của Quế Toàn Hữu mới rời đi. Toàn Hữu, hai bạn học của anh xem ra cũng làm tốt đó. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế mà cười nói. Khóa của anh chỉ có hai người này ở Hoài Khánh sao? Thị trưởng Triệu, sao có thể như vậy chứ? Lớp Tô năm đó có mấy chục người, chẳng qua hai người này quan hệ với tôi khá tốt, còn đâu hầu hết vẫn đi dạy. Xã hội là như vậy, con người tụ tập theo thân phận. Lúc tôi còn làm chủ tịch xã Kỳ Lân còn có không ít bạn học qua lại, sau khi tôi lên làm phó chánh văn phòng ủy ban huyện thì nhiều bạn học dần dần không quan hệ nữa, dù tôi chủ động gọi cũng nói vài câu rồi dập máy. Bây giờ chỉ còn hai người bọn họ. Quế Toàn Hữu thở dài nói. Điều này là rất bình thường, theo cuộc sống, địa vị mọi người thay đổi thì anh và bọn họ tiếp xúc với những thứ khác nhau. Mọi người có sự tự trọng và mẫn cảm.
bọn họ vô thức xa lánh thứ không thuộc về thế giới của mình. Triệu Quốc Đống cũng có cảm giác như vậy. Hắn đến Ninh Lăng làm thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang thì ở công an quận Tây Giang cũng có một hai bạn học dù không cùng lớp nhưng cùng khóa. Nhưng bọn họ chưa từng đi tìm hắn, hắn vốn định tụ tập với bọn họ nhưng cảm thấy đột nhiên liên lạc thì sẽ không hay, thứ hai hắn nhiều việc nên cũng dần quên đi. Ừ, nếu như bỏ qua điểm này thì cũng đã không còn thích hợp với quan trường. Quế Toàn Hữu cười nói. Hai bạn học của tôi thì Long Khiếu mặc dù là phó hiệu trưởng nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác mình là giáo viên, ừ, còn đang thay đổi. Cát Nguyên Khánh có thể lên làm phó chánh văn phòng ủy ban huyện thì cũng là người thông minh. Tôi có thể thấy Cát Nguyên Khánh kia cũng biết đưa đẩy. Triệu Quốc Đống không cho ý kiến mà nói. Đúng rồi, tình hình của anh bên Tây Giang thế nào? Cũng được, Lão Tằng sau khi làm bí thư thì cũng không đổi tác phong, thứ nhất y không vào thường vụ, thứ hai Tông Kiến bây giờ mới tới còn cần quen tình hình. Nhưng tôi đoán sau tuyển cử thì Tông Kiến mới dần thay đổi. Chẳng qua Tông Kiến này cũng không có gì đặc biệt, Lão Tiếu và Lão Bành đều không quen nhìn, hai người bọn họ bây giờ đi lại khá gần Lão Tằng. Tôi thấy Tông Kiến bây giờ có lẽ đang muốn tìm đồng minh bên ủy ban quận. Tên Tông Kiến này có tái phát bệnh cũ không? Triệu Quốc Đống cũng biết Tông Kiến là người hay rượu và mê gái. Nếu ở văn phòng thị ủy phụ trách công tác tiếp đón thì còn được, nhưng đưa lên làm chủ tịch quận Tây Giang thì sợ hơi quá sức. Chẳng qua nếu Hoàng Lăng, Thư Chí Cao còn có Nghiêm Lập Dân đều đồng ý thì chắc cũng không vấn đề gì. Ừ, coi như khắc chế, nhưng thấy gái đẹp thì đứng lại mà nhìn. Điều này làm các cô gái trẻ bên ủy ban đều lo lắng. Ôi, không biết thị ủy nghĩ như thế nào, chỉ hy vọng sau khi y làm chủ tịch quận liền tự trọng thân phận mà giữ mình. Quế Toàn Hữu thở dài nói. Người thông minh sẽ biết cách bảo vệ mũ của mình mà, biết nặng nhẹ. Không có chức vụ thì Tông Kiến sẽ không có gì. Về phần người dùng thân xác để đổi vị trí thì lại khác. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Quế Toàn Hữu cũng biết Triệu Quốc Đống ở điểm này không quá chú ý. Chẳng qua thoạt nhìn Triệu Quốc Đống sang Hoài Khánh đã chú ý lời nói, cử chỉ hơn. Thị trưởng Triệu, tôi cảm thấy ngài nên tính tới chuyện hôn nhân. Ngài cứ chạy hết nơi này đến nơi khác mà không kết hôn thì tôi sợ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp. Chẳng lẽ ngài không tìm được đối tượng thích hợp? Nếu không có thì tôi cảm thấy ngài có thể mang ra một bạn gái nào đó để giới thiệu, coi như tạo hình tượng để tránh có người gây khó dễ ở việc này. Vấn đề này Quế Toàn Hữu vốn không nên hỏi. Nhưng Hoắc Vân Đạt, Bành Nguyên Hậu và Giản Hồng đều bóng gió nói về việc này, Quế Toàn Hữu cũng biết bọn họ có ý tốt, không hy vọng Triệu Quốc Đống mắc sai lầm ở việc này, hoặc là không hy vọng nó ảnh hưởng tới tiền đồ tươi sáng của Triệu Quốc Đống. Theo xu thế phát triển của Triệu Quốc Đống bây giờ thì trong 3-4 năm tới lên làm thị trưởng, thậm chí bí thư thị ủy cũng không khó. Mà hắn bây giờ mới chưa đầy 29, 7-8 năm sau sẽ lên lãnh đạo tỉnh là trong tầm tay. Bây giờ bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp lúc tới tỉnh An Nguyên làm phó bí thư tỉnh ủy là 38 tuổi, có lẽ Triệu Quốc Đống sẽ phá vỡ kỷ lục. Tương lai của Triệu Quốc Đống không chỉ ảnh hưởng của mình hắn, sau lưng hắn còn một loạt cán bộ chung quan điểm đi theo. Nếu như nói mấy người thiếu chiêu quý, Bành Nguyên Hậu vì tuổi nên không có nhiều hy vọng. Nhưng Giản Hồng, Hoắc Vân Đạt, mình và Lô Miễn Dương thì ai không hy vọng Triệu Quốc Đống lên cao để mọi người được nhờ. Quan trường vốn là như vậy, vua nào thần đó. Cùng chí hướng và được lãnh đạo coi trọng thì sẽ dễ được đề bạt. Vòng tròn Triệu Hệ vốn mới có ở Ninh Lăng, mà Triệu Quốc Đống bây giờ đã sang Hoài Khánh nếu có thể tiến thêm còn có thể có một đám cán bộ sẽ đi theo. Như vậy có nghĩa nhân viên Triệu Hệ sẽ dần hình thành ở Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống cũng biết Quế Toàn Hữu nhắc mình là có ý tốt, hắn cũng biết mỗi hành động, mỗi lần mình lên chức sẽ ảnh hưởng đến không ít người, đây không thuần túy là do lợi ích cá nhân mà nó liên quan đến khát vọng chính trị của cả một nhóm người. Theo Triệu Quốc Đống thấy là người trong quan trường thì đầu tiên chính là phải mong thực hiện được khát vọng chính trị của mình, thực hiện ý đồ trong mắt mình. Phải có tố chất cơ bản này thì đó mới là cán bộ lãnh đạo đủ tư cách. Một cán bộ lãnh đạo khi làm việc có thể vì thực hiện khát vọng và mục tiêu của mình mà làm chút việc riêng thì được, nhưng tuyệt đối không được vượt qua nguyên tắc mà mình đặt ra, đây là sự khác nhau về bản chất của người thành công hay không. Người có tiếng nói chung và cùng phấn đấu vì mục tiêu chung với Triệu Quốc Đống là không nhiều. Quế Toàn Hữu coi như là một, Hoắc Vân Đạt là một, Giản Hồng chưa chắc có thể. Còn Tương Uẩn Hoa, Vương Phủ Mỹ, Vưu Liên Hương là lãnh đạo ngày xưa thì bây giờ đã thành đồng minh của hắn. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì một người muốn thành công trong chính trị thì phải có ba loại lực lượng, cũng cần có lãnh đạo ủng hộ mình, cần có cấp dưới ủng hộ việc của mình, cũng cần đồng minh.
phải có đủ 3 điểm này thì mới đủ tiêu chuẩn. Mà Triệu Quốc Đống bây giờ cũng đã dựa vào hắn, cho nên hai người Quế Toàn Hữu mang tới thì hắn cũng không từ chối. Thả lưới rộng, trọng điểm bồi dưỡng, chỉ tiếc cấp bậc của hai người vừa rồi quá thấp. Triệu Quốc Đống vốn nghĩ mình đã tạo được quan hệ ở Ninh Lăng, như vậy phát triển ở đó sẽ dễ hơn. Nhưng trên tỉnh không cho hắn cơ hội đó, thoáng cái điều hắn tới Hoài Khánh làm hắn có chút mất mát. Nhưng hắn nghĩ đây lại là cơ hội để hắn rèn luyện, đồng thời cũng có thể cho hắn khung trời mới để tạo mạng lưới quan hệ, làm trụ cột để hắn tiến thêm nữa. Quyển 10, chương 27. Vấn đề hôn nhân đúng là rất quan trọng. Toàn Hữu, tôi sẽ nhanh kết hôn thôi, nếu không có vấn đề gì thì năm nay. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Quế Toàn Hữu có chút giật mình. Theo y biết thì Triệu Quốc Đống hình như không có bạn khác phái có quan hệ mật thiết, ít nhất theo y thấy không có. Dù là cô gái làm ở ban tuyên giáo An Đô kia hình như cũng có điểm cách xa với Triệu Quốc Đống. Nhưng trong thời gian ngắn mà Triệu Quốc Đống đã xác định được đối tượng kết hôn thì làm Quế Toàn Hữu không khỏi có chút khó hiểu. Triệu Quốc Đống trông rất bình tĩnh, tất nhiên không vui vì cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng không có vẻ bất đắc dĩ. Triệu Quốc Đống sau khi biết mình sẽ tới Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực, Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên cũng gọi tới nói chuyện với hắn về vấn đề hôn nhân, nói cách khác chuyện này không thể kéo dài nữa, phải nhanh chóng giải quyết. Nhất là khi bọn họ biết hắn có quan hệ với Thương Lãng cùng Thiên Phu thì việc kia càng gấp hơn. Lưu gia tuy đã suy yếu nhưng cũng là gia tộc lớn, trải rộng chính trị và thương mại. Nếu Triệu Quốc Đống kết hôn với người Lưu gia thì sẽ hóa giải sự chú ý đến tài sản lớn của Triệu gia, đồng thời hai nhà cùng hưởng tài nguyên. Cũng có lợi cho Triệu gia tránh được nguy hiểm không cần thiết trong việc kinh doanh, có lợi cho sự phát triển của Triệu gia trong thương trường. Triệu Quốc Đống trước khi tới Hoài Khánh thì đã lên Bắc Kinh một chuyến, cũng đã gặp mặt Lưu Nhược Đồng, đồng thời cũng chính thức gặp hai anh em Lưu Thác cùng Lưu Nham. Thái Chánh Dương lấy thân phận làm anh của Triệu Quốc Đống mà gặp trao đổi với Lưu Thác, hai bên đều có ý xúc tiến hôn nhân của Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng, xác định chọn cuối năm có thời gian thích hợp sẽ đính hôn, sang năm sẽ kết hôn. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng coi như bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Dù từ phương diện nào hai người cũng cần cuộc hôn nhân này, nó cũng là cách giải thoát cho hai người. Ít nhất không còn phải gặp ánh mắt khó hiểu và áp lực của tổ chức, lãnh đạo, đồng nghiệp. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng rồi nói tiếp. Toàn Hữu, không tin à, đây là sự thật, đúng như anh nói, nếu tôi đã đi con đường này thì phải theo dòng chảy của xã hội, làm độc lập sẽ không thích hợp. Cho nên cần kết hôn thì phải kết hôn. Không biết. Quế Toàn Hữu do dự một chút rồi nói. Cô ấy làm ở Bộ Ngoại giao, hay ở bên ngoài, do bề trên giới thiệu. Có lẽ cô ấy cũng có suy nghĩ giống tôi, đều muốn có một cuộc hôn nhân mà ăn nói với bên ngoài. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Sống ở thế giới này đúng là không dễ dàng, chẳng những nên sống vì mình, còn phải sống vì người nhà, bạn bè. Quế Toàn Hữu lúc này mới bình tĩnh, khi mơ hồ nghe Triệu Quốc Đống nhắc tới cô gái kia. Quế Toàn Hữu cũng biết đó là con của gia tộc cách mạng. Cuộc hôn nhân như vậy sẽ có lợi cho bước tiến của Triệu Quốc Đống. Chỉ là Triệu Quốc Đống không phải người thích mượn lực lượng người khác mà tiến lên, vậy tại sao chọn hôn nhân như vậy đúng là làm Quế Toàn Hữu rất giật mình. Cậu sao lại đột nhiên có hứng thú với mảng công nghiệp vậy? Tiêu Hoa Sơn tự mình rót trà cho Triệu Quốc Đống rồi nói. Cậu là phó thị trưởng thường trực phụ trách mảng tài chính, thuế, nhưng công nghiệp do lão Khổng phụ trách mà. Không phải là hứng thú hay không, tài chính Hoài Khánh là như vậy, làm như thế nào khiến tài chính tăng lên là trách nhiệm của tôi mà. Bây giờ năm đóa hoa của Hoài Khánh đều kinh doanh không tốt. Nhất là nhà máy cơ khí và công ty máy công cụ càng khó khăn hơn. Tôi phải tìm hiểu suy nghĩ bên hệ thống ngân hàng chứ. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình có chút may mắn. Tiêu Hoa Sơn điều từ ngân hàng công thương Nam Hoa tới Hoài Khánh trước khi hắn tới Hoài Khánh nửa tháng. Mặc dù Tiêu Hoa Sơn cũng mới tới nhưng dù sao cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa tình hình các công ty của Tiêu Hoa Sơn không quá lạc quan, như vậy càng cần quan hệ nhiều với chủ nợ là ngân hàng công thương. Ý của bên tôi, Tiêu Hoa Sơn cười nói. Bên ngân hàng có thể có suy nghĩ gì? Một danh ngôn của người Mỹ là càng lún càng sâu, muốn ngừng không được. Không giấu cậu là vị giám đốc trước của ngân hàng công thương Hoài Khánh bị điều lên tỉnh là do có quan hệ vì y không xử lý tốt ở việc này. Ồ, nghe ý của anh thì tức là chính quyền khiến ngân hàng cho vay khiến ngân hàng tổn thất nặng nên mới khiến anh lên chức. Triệu Quốc Đống cười hì hì mà nói. Vấn đề tư nhân là tư nhân, nhưng nói đến công việc lại là việc khác. Quốc Đống,
cậu dám nói nếu không phải chính quyền gây áp lực thì ngân hàng sao có thể nhịn đau ném bánh bao xuống nước chứ? Hừ, dù nhân viên bên ngân hàng có ngốc cũng không lặp lại nhiều lần như vậy chứ. Tiêu Hoa Sơn không chút khách khí mà nói. Nhà máy cơ giới mấy năm trước đã kinh doanh kém hiệu quả, mới đầu nói thiếu tài chính lưu động, chính quyền thị xã Hoài Khánh ra mặt phối hợp, không tính khoản tiền nợ trước đó thì ngân hàng công thương cũng cho vay 20 triệu. Đây giống như cửa không thể đóng, cuối năm lại là 10 triệu để mua dây chuyền sản xuất mới, chẳng lẽ nghĩ ngân hàng không biết đây là tiền trả Tết cho nhân viên sao? Năm ngoái do nhà máy cơ giới quá nguy cấp nên ngân hàng công thương Hoài Khánh cũng lại cho vay 20 triệu nữa. Như vậy tổng cộng nhà máy cơ giới đã nợ ngân hàng tôi 60 triệu, mà giá trị của nhà máy cơ giới là bao? Cái này còn chưa tính nhà máy cơ giới cũng còn nợ ít nhất 3 triệu tiền nãi. Cậu nghĩ chỉ riêng bản thân nhà máy cơ giới có thể vay được từng đó tiền sao? Cho nên giám đốc trước mới mất chức. Triệu Quốc Đống cười nói. Không hoàn toàn là như vậy, ngân hàng công thương tỉnh cuối năm ép rất chặt, đối với các khoản tiền nợ thì đang không ngừng dục trả. Nhưng tình hình kinh doanh của các công ty nhà nước đã kém, lại còn khủng hoảng kinh tế châu Á năm ngoái khiến tình hình các công ty càng kém. Lão Trương sau khi thu được một phần liền không chịu cho vay nữa. Bí thư Trần Anh Lộc và thị trưởng Hà Chiếu Thành nói chuyện với Lão Trương không được, cuối cùng tìm Phó Chủ tịch Nhâm Vi Phong để gây sức ép với ngân hàng tỉnh, điều này làm ngân hàng tỉnh rất bị động. Cuối cùng chi nhánh tỉnh điều Lão Trương đi và đẩy tôi tới Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, đều khó khăn cả. Công ty nhà nước bây giờ có nhiều vấn đề, cũng không phải hoàn toàn do việc kinh doanh, chủ yếu là do các công ty, nhà máy không quen với nền kinh tế thị trường, gánh nặng xã hội của bọn họ quá lớn, cơ chế cứng nhắc khiến các công ty sẽ đi vào hướng phá sản. Các công ty vừa và nhỏ nếu chết vậy công ty lớn sẽ như thế nào? Các công ty có chục ngàn công nhân thì sau lưng nhân viên còn có nhiều gia đình như vậy, bọn họ mà mất việc sẽ tạo thành ảnh hưởng là rất lớn, không phải vài câu là giải quyết xong. Mặc dù Trung ương đang mạnh mẽ yêu cầu chính quyền các cấp lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi và việc làm cho nhân viên mất việc, nhưng số nhân viên mất việc quá lớn đã tạo thành gánh nặng khổng lồ cho đảng ủy, chính quyền địa phương. Nhưng đây cũng là vấn đề khó khăn với ngân hàng. Chính quyền gây áp lực với ngân hàng để bọn họ cho các công ty kia vay, nhưng hoạt động kinh doanh của các công ty quá kém làm ngân hàng không thể chịu mạo hiểm lớn như vậy. Ngân hàng không phải tài chính của địa phương, bọn họ cần lợi ích kinh tế. Khổng Kính Nguyên phụ trách mảng công nghiệp đã 2 năm, theo biểu hiện của y ở huyện Quy Ninh thì biện pháp là đúng. Nhưng theo Triệu Quốc Đống biết thì hình như Khổng Kính Nguyên lại không đạt được gì ở mảng công nghiệp. Triệu Quốc Đống suy nghĩ mãi về việc này, hắn không biết có phải cảm giác của mình có vấn đề hay không. Nhưng sự thật là như vậy cho nên hắn mới muốn tìm hiểu hiện trạng sản xuất công nghiệp của Hoài Khánh hiện nay. Mà hắn là phó thị trưởng thường trực thì quan tâm việc này cũng không quá đáng. Quyển 10, chương 28. Triệu Quốc Đống đến nói chuyện với Tiêu Hoa Sơn coi như nửa công nửa tư. Hắn vừa địa biểu chính quyền thị xã đến tìm hiểu việc vận hành của hệ thống tài chính, một phần khác là muốn thông qua hệ thống tài chính để hiểu về khoản nợ và tình hình kinh doanh của các công ty nhà nước. Đương nhiên hắn hy vọng biết được vài thứ thực chất từ Tiêu Hoa Sơn. Năm đóa hoa Hoài Khánh bây giờ đều kinh doanh không tốt. Năm công ty này đều nợ khá lớn ở ngân hàng công thương Hoài Khánh, đây là gánh nặng đối với ngân hàng. Tiêu Hoa Sơn đến Hoài Khánh làm giám đốc ngân hàng công thương cũng không có tâm trạng tốt hơn Triệu Quốc Đống là mấy. Đơn giản mà nói gánh nặng quá lớn. Bây giờ áp lực của đảng ủy, chính quyền địa phương là rất lớn. Năm công ty lớn nhất Hoài Khánh TBHTIP ngoài 2 công ty thuộc quản lý của thị xã thì 3 công ty khác thuộc quản lý của tỉnh, trong lúc nhất thời cũng không chết được. Hơn nữa kinh doanh mặc dù khó khăn nhưng cũng không phải chỉ có con đường phá sản, giải thể. Vấn đề như nhà máy cơ khí nặng Trung Nam và nhà máy sản xuất thiết bị, nhà máy lò hơi đều là các công ty nổi tiếng, quy mô lớn, giá trị sản phẩm cao, mấy năm trước cũng có thời gian huy hoàng, nếu như tìm được con đường cải cách thì có thể sống dậy. Về phần công ty máy công cụ cùng giã nhà máy cơ giới mặc dù do thị xã quản lý nhưng là các công ty đứng đầu của Hoài Khánh. Bây giờ mặc dù có hiệu quả kinh doanh không tốt nhưng nếu nghĩ phá sản thì không thực tế. Ở tình huống này nếu muốn nó sống và sống tốt thì chính quyền và ngân hàng đều phải đưa ra thành ý. Ngồi ở chỗ Tiêu Hoa Sơn nửa ngày, Triệu Quốc Đống không mang theo ai ở văn phòng đi cùng. Tiêu Hoa Sơn và Triệu Quốc Đống ngồi xuống, lệnh Hồ Triều liền biết ý rời đi. Tiêu Hoa Sơn cũng giới thiệu qua về nhà máy cơ giới. Nhà máy cơ giới 2-3 năm nay bắt đầu kinh doanh kém hiệu quả, trên thực tế mấy năm trước tuy suy yếu nhưng tốc độ không nhiều. Nhưng 2 năm qua,
Nhất là năm ngoái có lẽ cảm thấy thị xã có ý cải cách nhà máy khiến tình hình của cải cách càng lúc càng kém, chính quyền cũng bó tay. Bí thư đảng ủy và giám đốc nhà máy không thay đổi nhưng hiệu quả kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng. Có đủ tin đồn về việc nhà máy sẽ phá sản, điều này khiến công nhân nhà máy cơ giới không ngừng vây ở cửa chính quyền thị xã. Theo Tiêu Hoa Sơn biết thì việc sản xuất và tiêu thụ của nhà máy cơ giới vẫn bình thường, chỉ có việc thu tiền hàng là khó khăn. Bởi vì khách của nhà máy cơ giới hầu hết đều ở tỉnh ngoài, hơn nữa vài khoản tiền không về làm việc vận chuyển của nhà máy cơ giới đình trệ, bên ngân hàng cũng đã tìm hiểu và phát hiện việc tiêu thụ và thu lại tiền hàng có vấn đề. 3 năm qua thì có vài khoản không thu về, hoặc chỉ thu được một biện pháp, nhiều khoản nợ xấu không thể thu hồi, cũng đã kiện thắng nhưng tiền kiện mất nhiều, cho nên xuất hiện việc tiền thu được không đủ để thuê luật sư và trả tiền phí kiện. Tiêu Hoa Sơn cũng đã tìm hiểu thêm thì thấy nhà máy cơ giới mặc dù cũng có thêm vài khách mới nhưng con đường tiêu thụ chủ yếu là khách lâu năm, đương nhiên cũng không loại trừ những vị khách cũ này kinh doanh khó khăn hoặc ý đồ kinh doanh thay đổi. Nhưng vấn đề kinh doanh của nhà máy cơ giới nghiêm trọng như vậy thì đúng là rất khó hiểu. Anh tại sao lại tận tâm với nhà máy cơ giới như vậy? Triệu Quốc Đống không nhịn được mà hỏi. Theo lý thuyết thì ngân hàng mặc dù quan tâm hoạt động kinh doanh của con nợ, nhưng hiểu rõ đến mức này thì dù là khách lớn cũng không thể. Quốc Đống, đây không phải là tôi tìm hiểu mà là do những gì lão Trương lưu lại cho tôi. Tiêu Hoa Sơn cười nói. Thứ nhất nhà máy cơ giới bây giờ là con nợ lớn nhất mà còn không ngừng tăng. Thứ hai bên thị ủy, ủy ban thị xã còn không ngừng gây áp lực yêu cầu chúng tôi tiếp tục cho bọn họ vay tiền. Ba, ngân hàng tỉnh muốn tôi tới Hoài Khánh chính là khoản nợ của Hoài Khánh quá lớn, yêu cầu tôi phải cải thiện tình hình. Nói cách khác tôi nếu muốn tiến thêm bước nữa thì phải làm tốt việc này. Thứ tư cũng là điểm quan trọng nhất là lão Trương mất việc mà không cam tâm. Trên thực tế trước đó y cũng làm không ít công việc, ví dụ như điều tra hiểu rõ và cảm thấy bản thân nhà máy cơ giới có vấn đề. Thú vị, giám đốc cũng đúng là có lòng. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Nhân phẩm của lão Trương không vấn đề gì. Quốc Đống, tôi thấy mũi cậu thính thật, nhanh như vậy đã ngửi ra vấn đề. Tiêu Hoa Sơn cũng có chút bội phục người này, đến muộn hơn mình nửa tháng mà đã ngửi ra mùi vị. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Ăn cơm của Đảng Cộng sản, tiêu tiền của người dân thì không làm việc nghiêm túc sao được. Tôi thấy chúng ta là người cùng chí hướng. Ha ha! Cậu đó, làm phó thị trưởng thường trực rồi mà không chững chạc. Tiêu Hoa Sơn cười nói. Cậu cũng cảm thấy có mùi ư. Ha ha, nhiều nhân tố, khó có thể nói thành lời. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Chẳng qua bây giờ mới là nghi ngờ, còn chưa thể nói gì. Ngồi xem biến chuyển. Hai người tuy không nói rõ nhưng đối phương đều biết bên kia đang nói gì. Triệu Quốc Đống thực ra bắt đầu chú ý về việc công nhân của nhà máy cơ giới đến chặn ở cửa chính quyền thị xã hôm trước. Trùng hợp với hội nghị thường trực ủy ban, Hà Chiếu Thành liền nói sẽ đẩy mạnh cải cách nhà máy cơ giới. Sau đó Khổng Kính Nguyên ra ngoài nói chuyện với công nhân liền ngoan ngoãn rời đi trong yên bình. Điều này đúng là làm người ta khó hiểu. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy nhất định có vấn đề. Cuối năm Triệu Quốc Đống đúng là rất bận, không ngừng đi họp, ăn uống. Cũng may không có nhiều công việc thực chất nên hắn cũng quen. Đi đến đâu nói chuyện vài câu rồi uống vài chén rượu vào bụng, rồi cười ha hả rời đi. Chỉ cần anh tới tức là nói cho mặt mũi với lãnh đạo đơn vị. Còn về phần ăn uống gì đó thì chỉ là cho đủ mà thôi. Nhưng thật ra làm cho Triệu Quốc Đống có chút buồn bực là phong bì. Hắn ở Ninh Lăng thì từ Hoa Lâm đã kiên trì không nhận phong bì, không đẩy được thì giao văn phòng xử lý, vẫn kiên trì được. Ai cũng biết thói quen của hắn, người tặng phong bì cũng ít đi, sau đó mọi người tặng hắn đặc sản vì biết hắn không thích hút thuốc, uống rượu. Chẳng qua sang Hoài Khánh thì Triệu Quốc Đống lại có chút khó xử. Nghe nói Hà Chiếu Thành là điển hình liêm khiết. Không nhận gì. Dù tặng hộp trà cũng không nhận, điều này làm cho Hà Chiếu Thành biến thành kẻ cô lập. Bộ máy chính quyền thị xã đều cho rằng cách làm của Hà Chiếu Thành không đúng, không phải nói các vị phó thị trưởng khác thích cái này. Sau vụ án của Cổ Diệu Hoa, các lãnh đạo đều mẫn cảm với việc này. Nhưng quận, huyện bên dưới tặng đặc sản, tham gia cuộc họp ở các cục sẽ nhận phong bì thì cũng không có gì. Vị trí của Triệu Quốc Đống thì đúng là khó khăn, thị trưởng không nhận. Nếu hắn học theo thì sẽ tạo khoảng cách với các phó thị trưởng khác, nhưng hắn nếu như không nhất trí với thị trưởng thì hắn mới tới sẽ bị thị trưởng có cái nhìn. Cuối cùng hắn chỉ có thể đưa ra một điều nếu như đặc biệt tới văn phòng của hắn thì nếu có phong bì thì cố gắng nói rõ ý của mình, có thể không nhận thì không nhận, nếu là thuốc, rượu, đặc sản thì chỉ có thể giao cho văn phòng.
Nhưng tham gia các cuộc họp ở cơ quan thì lập tức từ chối là không ổn, lại không có thời gian giải thích nên nhận trước rồi giao cho văn phòng xử lý. Lễ tổng kết công tác cuối năm của thị xã coi như đánh dấu chấm tròn kết thúc năm 1998. Mặc dù dấu chấm này không như ý nhưng vẫn kết thúc một năm. Triệu Quốc Đống thấy thị trưởng Hà Chiếu Thành đã đưa ra việc đẩy mạnh công tác cải cách công ty nhà nước, vượt qua khó khăn, đồng thời cũng tạo ra hoàn cảnh rộng mở để thúc đẩy kinh tế Hoài Khánh phát triển. Hai điểm này có lẽ là công tác trọng tâm của Hoài Khánh trong năm 1999. Quyển 10, chương 29. Cuộc tổng kết cuối năm rất náo nhiệt, tất cả lãnh đạo của thị ủy, đại hội đại biểu nhân dân thị xã, ủy ban thị xã, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã, lãnh đạo các cục của chính quyền cấp thị xã, lãnh đạo các quận, huyện, lãnh đạo các công ty lớn của thị xã, các cựu cán bộ, lực lượng công an, quân đội, tin tức, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao đều có đại biểu tới tham gia. Triệu Quốc Đống không thích mấy buổi biểu diễn này, truyền thống ca múa hát chào đón Tết không có sức hấp dẫn đối với hắn. Tháng này rất mệt mà hắn không có thu hoạch gì. Chẳng qua làm lãnh đạo thị xã hắn không thể không ngồi lại vị trí của mình. Hắn tin rằng hơn phân nửa người ngồi ở bàn đầu đều có suy nghĩ này như hắn. Mai là đêm 30, ngày cuối cùng của năm. Ngày 30 chỉ cần không có công việc gì đặc biệt thì đến chiều là cả trụ sở thị ủy, ủy ban sẽ trống trơn. Triệu Quốc Đống mới tới công tác cũng được ưu đãi là chiều 30 không cần ở lại. Triệu Quốc Đống nhìn quanh. Trong những người này hắn không quen mấy. Trong bộ máy chính quyền thị xã thì ngoài Đặng Nhược Hiền là miễn cưỡng quen thuộc ra, số còn lại chỉ chào xã giao. Hắn cảm thấy hắn chưa vào trạng thái ở Hoài Khánh này. Hắn biết đó là do hắn nhớ cuộc sống Ninh Lăng mà vô thức chống lại Hoài Khánh, cần phải thay đổi nó. Triệu Quốc Đống nhìn sang thị trưởng Hà Chiếu Thành ngồi bên kia. Hà Chiếu Thành mặt mày đỏ bừng nhưng không rõ là oa hứng hay không. Gần tháng tiếp xúc nhưng Triệu Quốc Đống cũng không nắm bắt được gì nhiều. Hà Chiếu Thành này trước làm bí thư huyện ủy Thanh Bình. Thanh Bình là huyện có kinh tế lạc hậu nhất Hoài Khánh, cả sản xuất công nghiệp hay nông nghiệp đều xếp cuối của thị xã. Chẳng qua nghe nói Hà Chiếu Thành được nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Phan Viên Chiêu rất coi trọng. Y từ bí thư huyện ủy Thanh Bình lên làm thường vụ thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, sau đó lên làm phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Sau khi Cổ Diệu Hoa xảy ra chuyện, Hà Chiếu Thành là tấm gương chống hủ bại điển hình, nghe đồn y có thể trực tiếp làm bí thư thị ủy nhưng cuối cùng chỉ có thể làm thị trưởng. Hà Chiếu Thành là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đủ tư cách, nhưng không phải thị trưởng thích hợp. Đây là kết luận sơ bộ của Triệu Quốc Đống sau một tháng tiếp xúc. Ít nhất Triệu Quốc Đống không cảm thấy vị thị trưởng này có thể đưa ra bao ý tưởng cho sự phát triển của Hoài Khánh. Trong lễ tổng kết thì Hà Chiếu Thành chỉ có thể dựa vào bản thảo mà nói, không có ý tưởng mới. Theo Triệu Quốc Đống thấy đây nói rõ vị thị trưởng này không có ý tưởng sáng tạo, hoặc là Hà Chiếu Thành căn bản không chuẩn bị tư tưởng tốt để làm thị trưởng, vì thế thư ký cũng không thể căn cứ của anh mà làm ra gì đó. Một vị thị trưởng chưa tiến vào trạng thái thì đúng là khó phục vụ. Chẳng qua không tiến vào trạng thái không có nghĩa là thị trưởng không phải thị trưởng. Hà Chiếu Thành khá nghiêm khắc với việc quản lý quyền lực. Các phó thị trưởng kể cả Triệu Quốc Đống dù làm việc gì cũng cần y nhận định xem có hiệu quả hay không. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được mấy vị phó thị trưởng khác đều khinh thường Hà Chiếu Thành, ngoại trừ Khổng Kính Nguyên. Triệu Quốc Đống cũng không có cảm xúc nhiều với điểm này. Dù sao hắn mới tới một tháng, nhiều việc hắn không dễ quyết định. Chẳng qua Khổng Kính Nguyên lại tỏ vẻ quá tôn trọng Hà Chiếu Thành làm cho Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Hắn không cho rằng Khổng Kính Nguyên là người chấp nhận dưới kẻ khác, nhất là khi các vị phó thị trưởng khác không hài lòng với Hà Chiếu Thành, Khổng Kính Nguyên là thường vụ thị ủy. Phó thị trưởng lại biểu hiện như vậy sao? Sự băn khoăn của hắn với Khổng Kính Nguyên càng lúc càng nhiều. Triệu Quốc Đống cũng tìm hiểu qua về lý lịch của Khổng Kính Nguyên. Y từ chức phó cục trưởng cục tài chính thị xã xuống huyện Quy Ninh làm thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực, sau đó làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, cuối cùng trực tiếp thành thường vụ thị ủy, phó thị trưởng. Nếu không phải hắn tới Hoài Khánh thì có lẽ người này sẽ nhảy lên làm phó thị trưởng thường trực. Khổng Kính Nguyên làm khá xuất sắc ở Quy Ninh, nếu không cũng không thể lên làm thường vụ thị ủy. Kinh tế tư nhân của Quy Ninh phát triển tốt nhất của thị xã, hơn nữa còn chiếm tỷ trọng khá lớn. Hai năm trước khi Khổng Kính Nguyên làm bí thư huyện ủy Quy Ninh thì đã hoàn thành cải cách các nhà máy thuộc Quy Ninh, tạo ra hành động vĩ đại. Mặc dù cũng gây không ít phong ba nhưng cuối cùng đã hóa giải được. Mà kinh tế tư nhân của Quy Ninh cũng bước vào thời kỳ phát triển rất nhanh. Trong cả thị xã thì GDP của Quy Ninh chỉ kém hơn Hoài Châu.
Theo lý thuyết thì Khổng Kính Nguyên và Triệu Quốc Đống phải có nhiều tiếng nói chung, nhưng sau mấy lần tiếp xúc Triệu Quốc Đống cảm thấy đối phương lại đề phòng mình. Mặc dù bề ngoài nói chuyện vui vẻ nhưng khi trao đổi ý kiến về công việc thì y lại tỏ quan điểm trước. Điều này làm Triệu Quốc Đống hoang mang, chẳng lẽ nói hắn lấy được chức phó thị trưởng thường trực khiến đối phương ghen ghét. Triệu Quốc Đống đúng là không thể hiểu nhưng không tìm được lý do thích hợp. Khổng Kính Nguyên đúng là vô thức đề phòng Triệu Quốc Đống. Lúc này y cũng đang quan sát Triệu Quốc Đống. Hà Chiếu Thành không làm y e ngại, thị trưởng xuất thân từ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đối với y thì quá buồn cười. Thu nhập của nông dân huyện Thanh Bình trong 3 năm Hà Chiếu Thành làm bí thư huyện ủy ở đây đều xếp hạng cuối cùng của thị xã, thậm chí không bằng một nửa Quy Ninh. Người như vậy mà có thể chọn làm thị trưởng, Khổng Kính Nguyên không thể không nói ban tổ chức cán bộ gây trò đùa quốc tế. Nếu như mình có thể làm thị trưởng, Khổng Kính Nguyên tin trong vòng vài năm mình có thể khiến Hoài Khánh phát triển trở lại, ít nhất có thể bỏ sau Nam Hoa, Vĩnh Lương, đuổi kịp Tân Châu, Lam Sơn cũng không khó. Nhưng thực tế phũ phàng làm Hà Chiếu Thành đoạt chức thị trưởng, ngay cả chức phó thị trưởng thường trực cũng bị đoạt mất. Nhưng Khổng Kính Nguyên cũng biết vị phó thị trưởng thường trực mới tới không đơn giản. Khổng Kính Nguyên cũng đã dành thời gian tìm hiểu về lý lịch của Triệu Quốc Đống. Phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu, phó trưởng phòng cao tốc sở giao thông, sau đó đến Ninh Lăng 4 năm tiến bộ 3 lần, vào thường vụ thị ủy, được lãnh đạo tỉnh coi trọng. Đồng thời làm Khổng Kính Nguyên thấy áp lực là Triệu Quốc Đống cũng giỏi làm kinh tế. Nếu nói biểu hiện của người này ở Hoa Lâm thì miễn cưỡng nói do lợi dụng quan hệ trên sở giao thông, như vậy những hành động ở Tây Giang lại khác hẳn. Nghe nói Ủy ban Nhân dân tỉnh phái tổ công tác xuống điều tra không ít ngày nhưng kết luận lại biến thành rát vàng lên mặt Triệu Quốc Đống, tên này không đơn giản. So sánh với việc cải cách nhà máy ở Quy Ninh của mình, cải cách ở Tây Giang hợp lý, hợp pháp hơn. Đương nhiên chưa chắc nó đã tốt hơn nhưng điểm này cũng cần nghiên cứu. Đây là người giỏi làm kinh tế, hơn nữa cũng làm chủ việc cải cách ở một quận, một huyện. Đây là điểm mà Khổng Kính Nguyên lo nhất. Nói cách khác người này hiểu rõ những vấn đề trong cải cách nhà máy. Mặc dù nhà máy cơ giới mình tự tin tất cả trong lòng bàn tay, người ngoài nghi ngờ cũng không tác dụng, nhưng vấn đề đơn giản như vậy sao? Khổng Kính Nguyên không quá tin. Mặc dù Hà Chiếu Thành giao quyền cải cách cho mình, nhưng Triệu Quốc Đống là phó thị trưởng thường trực nên muốn xen vào mà mình đẩy hắn ra sẽ không có lý do thích hợp. Đây là điều khiến Khổng Kính Nguyên không muốn quan hệ thân cận với Triệu Quốc Đống. Khổng Kính Nguyên có một sự lo lắng mơ hồ là Triệu Quốc Đống này đến Hoài Khánh sẽ mang tới điểm không tốt. Khổng Kính Nguyên không thể không cẩn thận. Chuyện đến nước này thì Khổng Kính Nguyên cũng không thể để ai phá vỡ kế hoạch của mình, ai cũng không thể. Khổng Kính Nguyên không biết Triệu Quốc Đống có thể ý thức được không, hoặc là nói cảm thấy gì. Nhưng dù Triệu Quốc Đống thấy gì cũng không làm được y vì Triệu Quốc Đống không phải thị trưởng. Khổng Kính Nguyên vô thức ngồi lên và nghiêng đầu nhìn sang phải. Triệu Quốc Đống thu hồi ánh mắt và nhìn sang trái thì thấy có ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Khổng Kính Nguyên khẽ nở nụ cười, gật đầu, Triệu Quốc Đống cũng khẽ gật đầu. Quyển 10, chương 30. Triệu Quốc Đống được Đức Sơn đến đón. Đức Sơn đã đổi sang xe Lexus trông rất oai phong nhưng tốn xăng. Người Mỹ cho đến bây giờ không biết hai chữ tiết kiệm là gì. Trong mắt bọn họ chỉ cần thoải mái là được, hơn nữa bây giờ giá xăng dầu vẫn còn rẻ. Xe Lexus chỉ mất 40 phút cho quãng đường từ Hoài Khánh đến An Đô. Chẳng qua vừa đến nội thành xe đã phải giảm TDDO. Tết mọi người đều vội vàng đi mua sắm đồ nên khá đông. Trên đường về hai người đang không ngừng nói chuyện. Mấy năm nay Thương Lãng cũng bị ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế. Mảng kinh doanh nước suối tăng trưởng chậm hơn dự đoán nhưng cũng miễn cưỡng hoàn thành kế hoạch đặt ra đầu năm. Cũng may mảng thuốc đã bù đắp lại sự chênh lệch này. Triệu Vân Hải cuối cùng đã không thể tìm được người để chuyển nhượng ra ngoài, y đành phải chuyển một phần cổ phần của mình sang cho hai ông anh và đám người Khuất Bình, Mễ Linh, coi như có khoản tiền đầu tiên. Sau khi cầm được tiền Triệu Vân Hải liền rời khỏi Thương Lãng. Như chính Triệu Vân Hải nói thì nếu còn ở Thương Lãng vậy sẽ sống dưới bóng của hai ông anh, y muốn đi đường của mình. Đức Sơn có chút khó hiểu và tức với cách làm này của Triệu Vân Hải. Nhưng tính của Triệu Vân Hải thì Đức Sơn cũng không thể tránh được. Y biết trong bốn anh em thì ngoài Triệu Quốc Đống ra, ba người còn lại và bà chị thì không ai có sức ảnh hưởng tuyệt đối tới nhau. Anh thật sự cảm thấy Vân Hải theo ngành sản xuất mạng là có tương lai sao? Đức Sơn cảm thấy xe hơi nóng vì thế mở hé cửa sổ cho gió lạnh thổi vào. Có tương lai hay không thì phải thử mới biết. Đức Sơn,
chẳng lẽ nói lúc trước chúng ta kinh doanh nước suối thì ai có thể xác định sẽ đi được đến bây giờ? Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Vân Hải còn trẻ, đi sông sáo rồi ngã mới có lợi cho nó. Dù ngã bị thương cũng không sao, coi như rèn luyện mà. 20 triệu chẳng lẽ Thương Lãng không bỏ ra được sao? Đức Sơn có chút buồn bực, trước mặt người khác thì mình ăn nói lưu loát nhưng trước mặt ông anh lại có vẻ căng thẳng. Mỗi năm qua đi, Đức Sơn thấy mình đã trưởng thành, có thể thản nhiên đối mặt với bất cứ ai. Dù thay mặt Thương Lãng gặp phó chủ tịch tỉnh thì vẫn có thể nói chuyện vui vẻ, không thấy gì. Nhưng khi gặp ông anh thì y lại như học sinh gặp thầy giáo vậy. Ngành sản xuất mạng, em nghe giống trò chơi thôi mà, sao còn có cả thông tin gì gì nữa? Đức Sơn lẩm bẩm một tiếng. Một thế giới không hoàn toàn thể hiện trước mặt mọi người thì sẽ làm người ta nghi ngờ, phải học tập và tìm hiểu nếu không sẽ bị đào thải. Đức Sơn, anh đề nghị chú học cách dùng máy tính, đây là kỹ năng rất quan trọng sau này, không chỉ vì công việc mà còn kỹ năng sống. Nghe anh không sai, anh cũng cùng Trường Xuyên, thậm chí cao tầng của Thương Lãng nói về việc này. Đây là kỹ năng tối thiểu sau này giống viết và lái xe vậy. Đức Sơn nhìn ông anh và cảm thấy không phải nói đùa nên cẩn thận nói. Anh, em cũng phải học sao? Anh cũng biết em không có hứng thú với cái này, sợ khó mà học vào. Không phức tạp như chú nghĩ đâu. Anh không phải muốn chú thành chuyên gia, chú chỉ cần học cách gõ chữ và lên mạng tìm thông tin là được, chú sẽ thấy nó rất đặc sắc. Triệu Quốc Đống cười nói. Đức Sơn không còn gì để nói. Triệu Vân Hải coi như dồn hết tâm trí nhảy vào mạng Internet. Cầm 25 triệu làm y rất hưng phấn. Nhưng Triệu Vân Hải không thể không thừa nhận với Triệu Quốc Đống là chưa biết xuống tay như thế nào, chỉ mới tìm ra phương hướng mà thôi. Bây giờ cần tìm ngành có hy vọng liền đầu tư mạo hiểm. Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến về kế hoạch này của Triệu Vân Hải, bất cứ ý tưởng nào cũng tốt chỉ khi áp dụng mới biết nó đúng hay sai. Đường Vành Đai 2 có rất nhiều xe. Số lượng xe tư nhân của An Đô tăng lên khiến cho đường An Đô cũng bắt đầu tắc. Khác với Thành Đô hầu hết là xe Sarat, Auto. Ở An Đô chủ yếu tiêu thụ xe do công ty liên doanh An Khí DU sản xuất. Xe Lexus từ từ chạy theo dòng xe, Đức Sơn thở dài một tiếng vì xe đi quá chậm. Triệu Quốc Đống nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhìn đường này có lẽ phải mất hơn nửa tiếng mới đi qua được đoạn này. Nhưng đột nhiên hắn thấy một người trông khá quen thuộc. Triệu Quốc Đống có chút giật mình rồi ngồi thẳng lên thì thấy người kia chui vào một xe BMW 300. Hắn nhìn kỹ thì thấy xe BMW 300 này mang biển Anna. Đức Sơn thấy Triệu Quốc Đống như vậy liền hỏi. Sao vậy anh? Không có gì, anh thấy người quen thôi. Triệu Quốc Đống khôi phục lại tư thế vừa nãy rồi nói. Đức Sơn, đi theo xe BMW 300 màu đen đằng trước một chút. Xe BMW 300 biển Anna kia à anh? Đức Sơn tập trung vào mục tiêu đằng trước, mắt y sáng lên vì muốn thể hiện tốc độ con xe mình đang đi, bây giờ vừa vặn có cơ hội. Ừ, đừng theo sát quá. Xe của chú quá bắt mắt. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Ha ha, anh, xe này của em đeo biểu Thượng Hải, ai chú ý chứ? Mà kính được dán giấy màu nên ngoài không nhìn thấy bên trong. Anh yên tâm, em biết mà. Đức Sơn nói xong liền nhìn chằm chằm xe BMW 300 đằng trước. Hai xe cách nhau 2-3 xe di chuyển từng chút một trên đường Vành Đai 2, sau khi qua ba lối rẽ và đến cầu thì tình hình tắc đường đỡ hơn, tốc độ cũng dần tăng lên. Đức Sơn cẩn thận giấu xe của mình sau một xe taxi và theo xe BMW 300 kia từ phía xa xa. Xe BMW 300 chạy dọc theo đường Vành Đai 2 một nửa vòng tròn rồi rẽ tiến về phía nam. Anh, hình như là vào công viên Vũ Khê. Đức Sơn có chút tò mò nhìn xe BMW 300 giảm tốc độ và cuối cùng đỗ ở trước cửa một khu nhà. Ừ, từ từ vòng qua, giữ tốc độ như lúc này, đừng ngừng lại. Triệu Quốc Đống không hiểu sao mình lại phải bám theo xe BMW 300, cuối cùng hắn đoán là do tạm thời xúc động muốn xem bây giờ là chiều 30 mà người kia còn lên đây gặp ai. Xe BMW 300 dừng lại, từ trên xe có ba người đi xuống, hai người mặc áo đời đường trông khá nho nhã. Ngược lại mục tiêu của hắn lại ăn mặc rất bình thường. Ba người vừa nói chuyện rồi đi vào khu rừng trúc bên cạnh công viên Vũ Khê, cũng không biết đây có phải là khu biệt thự cá nhân hay không. Nếu phải thì thời buổi này mà mua được vị trí đó thì chỉ sợ không phải tiền là mua được. Xe của Đức Sơn vòng một vòng qua công viên Vũ Khê rồi tiến vào một ngã rẽ. Về lại đường chính, Đức Sơn có chút tò mò nói. Anh, chúng ta hôm nay có phải làm nhân viên điều tra không?
chỉ là không có cảnh đặc biệt gì làm xe của em không thể hiện được hết. Chú chắc xem nhiều phim Mỹ quá phải không? Triệu Quốc Đống tức giận nói. Đi, người nhà đang đợi đó. Anh, đám người vừa nãy làm gì, anh theo họ làm gì? Đức Sơn biết rõ Triệu Quốc Đống không nói nhưng vẫn không nhịn được. Mọt người có hứng thú với anh cũng vậy. Triệu Quốc Đống cười nói. Đức Sơn có chút khó hiểu mà cười phá lên. Mỗi năm đến Tết người nhà về tụ họp đã là truyền thống của Trung Quốc, không mong ăn, mặc mà chỉ mong sum họp. Lưu Thành cùng Triệu Linh San năm nay đã về đúng ngày 30. Triệu Linh San đã có thai, chắc sang tháng 4 năm sau là sinh, điều này làm tâm trạng vợ chồng Triệu Phu Vọng tốt hơn nhiều. Nhưng vừa nhìn bốn thằng con trai vẫn chưa có ai, bà mẹ liền có chút buồn bực. Mấy anh em đều đã lớn mà mãi vẫn chưa có vợ. Thấy bố mẹ nghiêm mặt, Triệu Quốc Đống cũng biết bọn họ muốn gì nên cầm chén lên mà nói. Bố, mẹ, con mời bố mẹ một chén. Con biết bố mẹ quan tâm chuyện cá nhân của con cũng xin có câu trả lời, con đã có bạn gái, có lẽ sẽ đính hôn trước rồi tranh thủ kết hôn trong năm nay. Tin này làm cả nhà xôn xao vì trước đó không có một dấu hiệu gì. Mọi người chỉ biết Triệu Quốc Đống và Cổ Tiểu Âu cùng một người phụ nữ khác ở biệt thự Thiển Loan có quan hệ mập mờ, nhưng Triệu Quốc Đống nói trịnh trọng như vậy thì nhất định là thật. Quyển 10, chương 31. Triệu Quốc Đống vốn không định nói nhiều ở việc này nhưng chứa mặt người nhà nên không thể không nói. Hắn thở dài một tiếng rồi nhìn mọi người đã bỏ hết đũa xuống, thậm chí ngay cả Lưu Thành cũng nhìn hắn với sự tò mò. Tất nhiên bọn họ muốn biết người phụ nữ thành công túm được Triệu Quốc Đống là ai. Triệu Quốc Đống liền giới thiệu qua về Lưu Nhược Đồng, chẳng qua hắn không nhắc nhiều về Lưu gia sau lưng Lưu Nhược Đồng. Lưu gia là quá xa lạ với gia đình bọn họ ở tầng chót. Dù là Trường Xuyên hay Lưu Thành thì trong lòng có lẽ khó có thể chấp nhận việc hôn nhân với con gia tộc cách mạng, mặc dù bọn họ sau khi tỉnh táo cũng sẽ thừa nhận kết quả này là có lợi cho Triệu Quốc Đống. Người trong nhà rất ngạc nhiên vì sao Triệu Quốc Đống lại đột nhiên làm quen với một cô gái làm ở Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, nhưng sự vui mừng và hưng phấn đã hóa giải sự tò mò. Dù sao Triệu Quốc Đống đi con đường khác mọi người nên gặp gỡ cũng là bình thường. Công ty mật ong Thương Lãng của Lưu Thành phát triển với tốc độ nhanh. Mặc dù không thể so sánh với cả tập đoàn Thương Lãng nhưng y coi như tìm được đường ra của mình. Nhìn vợ chồng Triệu Linh San hạnh phúc như vậy, Triệu Quốc Đống cũng phải thừa nhận tiền bạc cũng không quá quan trọng bằng tình yêu. Ít nhất đối với Lưu Thành và Triệu Linh San chính là như vậy. Hai người bây giờ gần như cùng chạy quanh khu Đông Bắc và Tây Bắc. Mật ong ở Tây Bắc khá phong phú, chất lượng tốt. Lưu Thành cũng đã thành lập cơ sở nuôi ong mật ở Đông Bắc và Tân Cương. Xem ra cũng dự định tiến hành sản xuất sản phẩm mật ong ở hai nơi này. Từ miệng hai người, Triệu Quốc Đống biết bọn họ muốn bán sản phẩm cao cấp. Quốc Đống, chị thấy em hình như không quá vui mừng với cuộc hôn nhân này, có vấn đề gì không? Bụng Triệu Linh San đã nhô lên, cô thật ra rất cảm ơn người em trai đã quyết định hạnh phúc của đời cô. Lúc đó nếu không phải Triệu Quốc Đống ủng hộ cô và Lưu Thành thì có lẽ hai người đã không làm vợ chồng. Chị... Không có gì, em chỉ là thấy kết hôn chẳng qua là hình thức. Ừ, so sánh với thế giới thì hôn nhân chỉ là một bộ phận. Triệu Quốc Đống không muốn tiếp tục nói chuyện này. Em thấy sang năm chị đừng chạy đi chạy lại nhiều, ở lại Ando đi, để bố mẹ lên Ando chăm sóc chị. Quốc Đống, đừng nói sang chuyện khác, chị biết rõ chuyện của mình mà. Hôn nhân là việc lớn, em phải cân nhắc rõ ràng. Nếu không hài lòng thì có thể bỏ tạm đó. Gì cũng có thể làm lại nhưng hôn nhân là không thể. Triệu Linh San nghiêm túc nói. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Triệu Linh San nói đúng, đối với người bình thường thì hôn nhân là phải yêu nhau thì mới hạnh phúc, nhưng hắn thì sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu, cứ tính toán mãi ở việc này cũng không có ý nghĩa. Hắn còn có con đường dài phải đi, hôn nhân chỉ là một bộ phận mà thôi. Chị, em biết rồi. Chị yên tâm, em gần 30 rồi chẳng lẽ không biết nặng nhẹ sao? Mọi người thấy Nhược Đồng thì em tin cô ấy sẽ làm mọi người hài lòng. Triệu Linh San có chút nghi ngờ mà đi. Đức Sơn và Trường Xuyên mặc dù cũng quan tâm đến hôn nhân của ông anh nhưng do sự tin tưởng tuyệt đối vào hắn nên bọn họ tin ông anh mình có thể xử lý việc hôn nhân một cách hoàn hảo, vì thế cũng không hỏi nhiều. Hai hôm ở Giang Khẩu, Triệu Quốc Đống có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Phòng Tử Toàn và Hứa Vĩ cũng tới tìm anh em Triệu Quốc Đống để bàn về hướng đi của ngành than. Công ty năng lượng quốc toàn đang rơi vào khó khăn. Năm 98 ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế lan rất rộng, công ty năng lượng quốc toàn cũng có thể cảm nhận rõ thị trường đang đóng băng. Phòng Tử Toàn như già đi vài tuổi,
áp lực sống còn làm y cảm thấy mình không chịu nổi gánh nặng quá lớn. Nhất là sau khi gặp mặt anh em Triệu Quốc Đống thì y càng thấy áp lực nặng nề hơn nữa. Thương Lãng đầu tư vào công ty năng lượng quốc toàn không ít, nhưng chẳng những không có hiệu quả mà lỗ càng lúc càng lớn. Giá than giảm mạnh, nhu cầu tiêu thụ cũng giảm. Triệu Quốc Đống dù đã nói trước việc này với phòng tử toàn nhưng thực tế khó khăn vẫn làm y thấy mệt mỏi. Chẳng qua Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên lại thấy rất bình thường. Triệu Quốc Đống sớm chuẩn bị về tư tưởng, 2-3 năm lỗ mà chịu được thì về sau sẽ lãi lớn. Mà Trường Xuyên từ sự phát triển của Thương Lãng ý thức được ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế Trung Quốc không quá nhiều. Kinh tế Trung Quốc vẫn phát triển với tốc độ nhanh. Hơn nữa làm kinh doanh thì không thể luôn thuận lợi, ngành sản xuất than chịu ảnh hưởng lớn của kinh tế quốc tế thì càng như vậy. Bây giờ nó như một cái lò xo bị ép chặt, càng ép chặt thì có nghĩa nó sẽ bật lên cao hơn nữa. Tử Toàn ca, ý của anh em là rất đơn giản. Nếu cảm thấy không duy trì được thì chém tay mà rời người, lỗ thì lỗ, miễn càng lún càng sâu, nếu không sẽ tiếp tục đầu tư vào đó. Một bên tiến hành cải tạo kỹ thuật, lợi dụng 2 năm nay ngành than chậm phát triển mà tiến hành chỉnh đốn, miễn cho khi mở rộng quy mô sẽ bị ảnh hưởng. Trường Xuyên nói rất bình tĩnh làm phòng tử toàn ngẩn ra. Y nghĩ Trường Xuyên này đi đến bước nào mà khí thế nói chuyện cũng không bình thường. Cải tạo kỹ thuật thì đầu tư phải hơn chục triệu, năm ngoái công ty năng lượng quốc toàn thua lỗ nặng làm phòng tử toàn cảm thấy đau xót, đoán tình hình năm nay cũng không khả quan, không chừng lỗ nhiều hơn. Bây giờ còn tiếp tục thì phòng tử toàn không thể bình tĩnh nổi. Trường Xuyên, không phải anh sợ nhưng chú cũng biết công ty năng lượng quốc toàn tuy anh là chủ tịch, nhưng nguồn tài chính chủ yếu đều là dựa vào đầu tư của Thương Lãng và vay vốn ngân hàng. Cứ ném mãi như vậy thì anh không sao, có mình thôi mà, thua thì đi ra là được. Nhưng Thương Lãng đầu tư vài chục triệu sẽ mất hết. Phòng tử toàn thở dài một tiếng. Tử toàn, vua cũng thua thằng liều, chúng ta không phải từ chân đất đi lên sao? Chẳng lẽ bây giờ đi giày liền không thể đi chân đất ư? Hơn nữa có đến mức như vậy không? Triệu Quốc Đống lúc trước không nói nhiều vì hắn không muốn xen vào chuyện các công ty. Đây là chuyện mà Trường Xuyên, Đức Sơn và phòng tử toàn cần bàn với nhau. Tử toàn ca, anh em không phải nói 2 năm nay chậm phát triển, chẳng lẽ nói 2 năm mà chúng ta không duy trì được sao? Trường Xuyên cười nói. Không nói nữa, tử toàn ca, ý em đã quyết. Công ty năng lượng quốc toàn phải tiếp tục mở rộng quy mô và cải tạo kỹ thuật, càng phải mạnh hơn. Đúng như anh em đã nói càng nguy hiểm thì càng có cơ hội. Công ty năng lượng quốc toàn khó khăn cũng có nghĩa mọi người khó khăn. AI có thể duy trì thì người đó sẽ lãi nhất, đây là lúc tốt nhất để kiếm tiền, cũng là cơ hội lấy lòng chính quyền địa phương. Chúng ta đưa ra bản kế hoạch để vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp. Chính quyền địa phương nhất định cũng hy vọng công ty tăng đầu tư để tạo GDP và thuê công nhân, lúc này không làm thì đợi lúc nào. Phòng tử toàn hít sâu một hơi rồi đập bàn nói. Trường Xuyên, chú đã quyết định như vậy thì anh còn gì để nói? Vay vốn ngân hàng so với năm trước đúng là dễ hơn nhiều. Anh không phải tự khen nhưng quan hệ với chính quyền địa phương của anh rất tốt, bọn họ khá ủng hộ công ty năng lượng quốc toàn của chúng ta. Trước khi anh về một vị phó thị trưởng còn chuyên môn nói chuyện với anh, hy vọng công ty năng lượng quốc toàn có thể kiên trì qua cửa này. Bên hệ thống ngân hàng bây giờ cũng ủng hộ công ty năng lượng quốc toàn chúng ta, thậm chí nói chỉ cần chính sách cho phép thì sẽ toàn lực giúp đỡ. Cho nên anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội. Triệu Quốc Đống ở bên cười nói. Đây mới là lời thật lòng, lúc trước ra vẻ muốn lui có phải là ông định dò xét tôi và Trường Xuyên không? Nếu tôi và Trường Xuyên nói không làm thì ông định làm gì? Làm gì ư, tài sản quyết định tất cả, không có tài sản sẽ không có quyền lên tiếng. Phòng tử toàn cười nói. Chẳng qua tôi cũng tin ánh mắt của ông và Trường Xuyên không ngắn như vậy. Ha ha, tôi không nhìn lầm. Nhà máy luyện than thì tôi cũng đã nghĩ tới, chẳng qua đầu tư không nhỏ, hơn nữa chủ yếu là con đường tiêu thụ. Không ngờ Trường Xuyên lại kiên quyết như vậy. Ừ, đây là con đường phải đi, phải có nó thì mới tạo thành hệ thống hoàn chỉnh. Trường Xuyên cười nói. Quốc Đống, Tết có lịch gì không? Phòng tử toàn ưỡn người rồi nói. Thích sang Thái hay châu Âu không? Tôi bây giờ muốn đi nghỉ vài ngày. Yêu cầu Trường Xuyên đưa ra quá cao, một năm nay tôi đúng là chết mệt. Tôi, lịch của tôi kín đặc, tôi thực ra thấy ông đúng là nên đi nghỉ cho khỏe. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ông không đi sao? Phòng tử toàn hỏi. Không đi được, tôi còn rất nhiều người cần gặp. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Đâu dám so với người tự do là ông. Quyển 10, chương 32.
Cụ thể như vậy sao? Triệu Quốc Đống cười hì hì mà nói. Hôm nay hắn đến gặp vợ chồng Vương Phủ Mỹ để nói chuyện. Hừ, hai chữ cụ thể là có thể bao quát hết sao? Vương Phủ Mỹ chỉnh lại kính mà nói. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Anh coi như hiểu được chân lý mà Chủ tịch Mao nói. Nơi càng nghèo thì đấu càng nhiều, không đến mức mày chết tao sống thì tuyệt đối không bỏ qua. Mỹ ca, xem ra anh chưa đi bao lâu mà đã cảm nhận ra hương vị của nó rồi đó. Triệu Quốc Đống cũng biết Vương Phủ Mỹ sang Thiên Châu không quá thuận lợi. Mục Cương không phải người kém, hơn nữa Mục Cương đã đến đó được 2 năm. Vương Phủ Mỹ vừa tới nên chưa thích ứng. Ôi, cũng may là chú nhắc anh trước, nếu không anh mang theo nhiệt huyết đến rồi bị vài chậu nước lạnh dội vào không chết vì buồn bực mới là lạ. Vương Phủ Mỹ cười cười trêu chọc mình. Anh bây giờ chính là một con rối đủ tiêu chuẩn. Phó thị trưởng thường trực do một tay Mục Cương đề bạt. Phó bí thư thị ủy thì cứ đúng giờ đi làm, hết giờ về. Trưởng ban tổ chức cán bộ chỉ nghe Mục Cương, còn đâu không nể mặt ai. Anh muốn làm gì thì mấy phó thị trưởng đầu tiên nhìn sang thị ủy, không có Mục Cương gật đầu thì đúng là nửa bước khó đi. Xem ra Mục Cương giỏi vận dụng việc tập trung quyền lực trong tay đảng ủy. Triệu Quốc Đống không nhịn được lắc đầu nói. Y ở Ninh Lăng nổi tiếng dầu mỡ không vào, dao súng không vào. Dù là Kỳ Dư Hồng hay Mạch Gia Huy cũng không làm gì được y. Không phải nói quyền lực của y áp đảo bí thư và thị trưởng mà là do Mục Cương giỏi lợi dụng tình hình. Tên này là cao thủ tạo xu thế, lúc ở Ninh Lăng thì chỉ có Tương Uẩn Hoa là đấu được với y. Vương Phủ Mỹ gật đầu. Sau vài tháng nhận chức thị trưởng Thiên Châu, y coi như hiểu sâu sắc về cách làm việc của Mục Cương. Quả thực đây là một cửa sắt được bọc bằng bông. Gia quyền tấn công thì ngoài việc bị phản chấn ra thì chẳng chiếm được gì. Chẳng qua Mỹ ca, em cảm thấy anh không nên đối đầu với Mục Cương. Em cảm thấy anh hoàn toàn có tư cách và lý do để có tiếng nói chung với Mục Cương. Triệu Quốc Đống cầm lấy bát đưa cho Lâm Băng rồi nói. Băng tỷ, cho em bát nữa. Lâm Băng trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, lại nhìn chồng mà suy nghĩ. Hai người này nhất định có lời cần trao đổi nhưng cô cũng muốn nghe cách phá giải của Triệu Quốc Đống. Thời gian này mỗi khi Vương Phủ Mỹ về liền than thở khó triển khai công việc. Quan hệ với đồng nghiệp không dễ. Chú thấy sao? Vương Phủ Mỹ hỏi. Rất đơn giản, tuổi của Mục Cương thì hoàn toàn có thể lên tiếp, cũng không phải người ngồi mấy ngày rồi về. Hơn nữa theo em biết biểu hiện của Mục Cương ở Ninh Lăng là rất tốt, đã tạo được thành tích. Hơn nữa quan trọng nhất là y không phải người tham tiền, chỉ bằng hai điểm này thì em nghĩ Mỹ ca có thể hợp tác với y. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế. Nói như vậy tức là Mục Cương có thể làm việc. Vương Phủ Mỹ nhíu mày nói. Ừ, Mục Cương có khí phách và thủ đoạn nhưng cũng có điểm yếu là không giỏi về công tác kinh tế. Huyện Thổ Thành do y nắm giữ mà kinh tế chỉ nằm ở tầm trung. Chẳng qua người này lại dám quyết định và dám dùng người, làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Quốc Đống cố gắng nhớ lại biểu hiện của Mục Cương mà giới thiệu cho Vương Phủ Mỹ. Nhưng anh cảm thấy người này thiếu ý tưởng trong việc phát triển kinh tế. Vị phó thị trưởng thường trực lại thiếu quy hoạch thống nhất, lúc gõ bên này lúc gõ bên kia. Vương Phủ Mỹ gật đầu nói. Anh đến Thiên Châu cũng không mong gì, chỉ mong có thể làm được việc gì đó, cũng không muốn tranh quyền đoạt lợi. Mục Cương là bí thư, anh tôn trọng y, nhưng y lại thiếu sự tôn trọng cơ bản đối với anh. Y có thể không đồng ý với anh nhưng mọi người có thể ngồi trao đổi, điều tra một chút, như vậy anh có thể chấp nhận. Triệu Quốc Đống cũng không tiện đánh giá về quan hệ giữa Mục Cương và Vương Phủ Mỹ. Dù sao hắn tiếp xúc ít với Mục Cương, hầu hết thông qua Tương Uẩn Hoa mà hiểu về đối phương. Hơn nữa Vương Phủ Mỹ từ tỉnh xuống, trước đó gần như không có kinh nghiệm công tác cơ sở, không biết đã thích ứng với công tác cơ sở chưa. Mục Cương là bí thư, Vương Phủ Mỹ là thị trưởng, hai nhân vật này hiếm khi hòa hợp với nhau. Làm như thế nào để bắt tay trong công việc chính là kiểm tra về năng lực và trí tuệ chính trị của bọn họ. Mỹ ca, công tác cơ sở chính là như vậy, anh muốn làm theo ý mình, Mục Cương cũng có suy nghĩ của mình, làm như thế nào để làm hai bên hài lòng, hoặc ít nhất là mọi người đều có thể chấp nhận thì đó là phải xem cách thức của anh. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nhắc Vương Phủ Mỹ. Mỹ ca phải nhớ chủ yếu anh là thị trưởng thì là người thực hiện công tác phát triển kinh tế, bên đảng ủy chỉ là xác định phương hướng. Thứ hai Mục Cương là bí thư, anh là phó bí thư thị ủy, thị trưởng. Y phụ trách phương hướng, anh là người thực hiện. Nhưng một khi y đã xác định thì anh chỉ có thể làm theo phương hướng đó, nhiều lắm là thêm vài ý tưởng của anh vào.
Vương Phủ Mỹ im lặng không nói, tất nhiên là bị lời của Triệu Quốc Đống đánh động. Quan hệ giữa thị trưởng và bí thư vốn không hòa hợp, hợp thì hai có lợi, đấu thì cùng có hại. Mục Cương không muốn, mình cũng đâu có muốn. Sau khi ăn xong, Vương Phủ Mỹ liền trao đổi với Triệu Quốc Đống về dự tính của mình trong năm mới. Vương Phủ Mỹ đã không còn nhiệt huyết như trước khi tới Thiên Châu, đã thêm vài suy nghĩ thực tế. Làm như thế nào mở ra cục diện, nhanh chóng tìm được con đường phát triển kinh tế Thiên Châu là điều mà Vương Phủ Mỹ phải suy nghĩ. Y vốn nghĩ việc này rất dễ làm, nhưng khi thực hiện thì mới phát hiện chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Ở điểm này Vương Phủ Mỹ và Triệu Quốc Đống đều hiểu rõ làm như thế nào để sống và phát triển trong thực tế tàn khốc chính là cần kỹ xảo và nghệ thuật làm việc. Ra khỏi nhà Vương Phủ Mỹ, Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài một tiếng. Xem ra không chỉ hắn là phó thị trưởng thường trực không dễ làm thị trưởng cũng vậy. Hắn nghĩ đến hôm qua cùng ăn cơm với Tương Uẩn Hoa, Tương Uẩn Hoa cũng nói đến khó khăn khi làm bí thư thị ủy Thông Thành, Triệu Quốc Đống cũng phải lắc đầu. Xem ra mọi người đều khó khăn cả. Phó thị trưởng bị người quản lý, làm thị trưởng có thể thực hiện nhưng còn có bí thư thị ủy ở trên. Làm bí thư thị ủy nắm quyền to thì cũng chưa chắc sẽ được vui. Thị trưởng có suy nghĩ của mình, anh cũng cần tôn trọng thị trưởng, nếu không thị trưởng sẽ làm khó anh. Tương Uẩn Hoa ở Thông Thành đúng là không dễ dàng. Ngoài việc Thông Thành có trụ cột kém ra thì càng khó khăn chính là thay đổi suy nghĩ và quan niệm của cán bộ địa phương. Muốn để bọn họ nhìn ra ngoài xem biến hóa lớn như thế nào thì đúng là rất khó khăn. Trong bữa ăn Tương Uẩn Hoa cũng gọi thêm Tiếu Chiêu Quý và Bành Nguyên Hậu. Hai người này lên tỉnh thành thăm Tương Uẩn Hoa và Triệu Quốc Đống. Bốn người ngồi xuống tất nhiên không tránh khỏi bàn về công việc. Hai người Tiếu Chiêu Quý cùng Bành Nguyên Hậu khá thỏa mãn với vị trí của mình bây giờ. Ngoài việc có ý kiến với Tông Kiến ra thì Tằng Lệnh Thuần khá ủng hộ bọn họ. Bên Tương Uẩn Hoa khá khó khăn, Triệu Quốc Đống thậm chí có thể cảm nhận được tâm trạng này của Tương Uẩn Hoa khi uống rượu. Y ở trên tỉnh 2 năm và làm công tác tuyên truyền, ánh mắt cũng tăng nhiều. Lần này đến Thông Thành lạc hậu hơn cả Ninh Lăng, khó trách Tương Uẩn Hoa cảm thấy hai nơi kém nhau quá xa, cũng càng làm cho Tương Uẩn Hoa muốn nhanh chóng thay đổi tình hình. Một câu, khó khăn, bước trên con đường chính trị thì đúng là không dễ dàng trừ khi anh ngã xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 10, chương 33. Đi thôi. Thái Chánh Dương dựng cổ áo lên mà nhìn về phía trước qua làn sương mù nhàn nhạt. Thái ca, anh ở Bắc Kinh lâu như vậy mà bây giờ vẫn sợ lạnh sao? Triệu Quốc Đống biết Thái Chánh Dương có chuyện cần nói với mình nên nói như vậy để làm dịu không khí. Lúc trước ở trong nhà Ninh Pháp, hắn mặc dù chỉ là đi theo nhưng gặp nhân vật đứng đầu tỉnh thì Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy áp lực. Thái Chánh Dương về An Đô chính là gặp lão lãnh đạo. Dù sao Ninh Pháp là người đã đỡ Thái Chánh Dương một đoạn đường. Không nói việc hai người ăn ý trong công việc, chỉ riêng việc Ninh Pháp có tác dụng rất lớn để Thái Chánh Dương có thể ngồi lên chức bộ trưởng như hôm nay, về tình về lý khi Thái Chánh Dương về An Đô đều phải đến gặp Ninh Pháp. Hai năm trước Thái Chánh Dương đến nhà Ninh Pháp thì Triệu Quốc Đống cũng biết, nhưng Thái Chánh Dương không gọi Triệu Quốc Đống theo. Mà lần này Thái Chánh Dương có lẽ cảm thấy Triệu Quốc Đống đã có tư cách nhất định, có thể cùng ngồi bàn ăn với Ninh Pháp nên mới gọi theo hắn. Làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên chính là lần này đến nhà Ninh Pháp còn có thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực An Đô, Diêu Văn Chí. Diêu Văn Chí này tất nhiên cũng được Ninh Pháp coi trọng. Người có thể tham gia buổi gặp mặt cá nhân như vậy đã nói rõ tất cả. Áp lực là áp lực nhưng cả Diêu Văn Chí và Triệu Quốc Đống đều không muốn làm người góp mặt cho có trước hai lãnh đạo. Hai người trao đổi từ khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc như thế nào. Từ việc cải cách công ty nhà nước đến chính sách bảo đảm an sinh xã hội của Trung ương, tạo việc làm cho công nhân mất việc. Hai vị lãnh đạo lại thành người nghe bọn họ nói chuyện. Diêu Văn Chí và Thái Chánh Dương năm 92 có cùng xuất phát điểm. Khi đó Thái Chánh Dương làm bí thư huyện ủy Hoa Dương, Diêu Văn Chí làm bí thư huyện ủy Lộc Sơn. Diêu Văn Chí thậm chí còn có ưu thế là nhỏ hơn Thái Chánh Dương 3 tuổi, tuổi y tương đương với Ninh Pháp. Chẳng qua sau năm 92 chính là thời gian Thái Chánh Dương phát triển rất nhanh. Từ phó thị trưởng đến thường vụ thị ủy, phó thị trưởng, đến giám đốc sở giao thông, trợ lý chủ tịch tỉnh, cuối cùng là phó bộ trưởng bộ thương mại, bây giờ là bộ trưởng bộ năng lượng. Mà Diêu Văn Chí bây giờ đã không thể đuổi kịp Thái Chánh Dương. Y từ phó thị trưởng lên thường vụ thị ủy, bây giờ thành phó thị trưởng thường trực, nói ra thì cũng là lên chức nhanh, gần như 2 năm nhảy một bậc nhưng chậm một bước. Chậm nhiều bước để đến bây giờ hai người đã không cùng cấp bậc.
Ninh Pháp có ấn tượng tốt đối với cậu. Ừ, phải nói là rất tốt, cậu phải nắm bắt cơ hội y còn ở tỉnh An Nguyên mà cố gắng tiến thêm vài bước nữa. Thái Chánh Dương nói một câu không đầu không cuối nhưng lại như tiếng chuông gõ giữa màn đêm làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo lại. Bí thư Ninh có thể ở An Nguyên bao lâu anh? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Chắc 3-4 năm, theo sự phát triển kinh tế của An Nguyên thì địa vị của An Nguyên càng lúc càng quan trọng. Nếu kinh tế phát triển thêm nữa thì có lẽ sang khóa tới bí thư tỉnh ủy sẽ tiến vào bộ chính trị không phải không thể. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Thái ca, anh nói khóa tới bí thư Ninh sẽ vào bộ chính trị. Triệu Quốc Đống hỏi. Không phải Ninh Pháp đi đâu thì anh thấy cũng sẽ vào bộ chính trị. Anh nói là bí thư tỉnh ủy An Nguyên sau này. Có lẽ 4 năm sau sẽ cần phải có thêm chức danh ủy viên bộ chính trị cho bí thư tỉnh ủy An Nguyên. Thái Chánh Dương cười nói. 4 năm sau Ninh Pháp không thể ở lại An Nguyên. 4 năm. Triệu Quốc Đống thầm suy nghĩ không biết 4 năm tới mình sẽ làm thị trưởng hay bí thư thị ủy. 4 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, phải xem chú phấn đấu như thế nào. Chú có vầng sáng là điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống lụt bão, lại có hành động sáng tạo trong việc thu hút đầu tư ở đường cao tốc, lúc ở Ninh Lăng làm kinh tế cũng tốt. Đừng nghĩ mấy thứ này lãnh đạo không nhìn ra, không quan trọng. Anh nói với chú là lãnh đạo có ý, bây giờ chỉ xem chú mà thôi. Chú là lãnh đạo địa phương, không có mấy cơ hội gặp mặt Ninh Pháp, cũng chỉ có thể dựa vào mấy thứ này mà dần tích lũy trong lòng Ninh Pháp, qua đó tạo thành ấn tượng. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng mà nói. Chỉ cần chú xác định một mục tiêu, sau đó phấn đấu thì ấn tượng tốt cũng sẽ quyết định việc khi đề bạt lãnh đạo sẽ suy nghĩ tới chú đầu tiên. Triệu Quốc Đống lặng lẽ gật đầu. Hắn biết đây là lời tâm huyết của Thái Chánh Dương. Về phương diện này cũng biến tướng là cảnh cáo hắn, tiếp xúc với lãnh đạo là việc tốt, nhưng vượt qua điểm mấu chốt còn dựa vào phương thức khác mà lên chức thì khá nguy hiểm. Dù là Ninh Pháp hay Ứng Đông Lưu đều là người ôm khát vọng, mặc dù quan điểm của hai người không nhất trí nhưng bọn họ cùng có mục tiêu làm cho kinh tế của An Nguyên phát triển nhanh, làm cuộc sống nhân dân tăng lên. Thái Chánh Dương vừa đi vừa nói. Chính xác mà nói khi bọn họ không hoàn toàn hòa hợp lại có lợi cho sự phát triển về quan điểm của một địa phương. Đương nhiên nó sẽ thể hiện ở nhiều phương diện như sử dụng cán bộ, phân phối tài chính, các hạng mục xây dựng. Ví dụ như Diêu Văn Chí. Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi. Thái Chánh Dương cười cười và nhìn Triệu Quốc Đống. Diêu Văn Chí thực ra là người có năng lực và xuất sắc. Lúc ở Lộc Sơn thì biểu hiện của y đã chứng minh năng lực của mình. Y và anh đều là người không có chỗ dựa nhưng lại được Ninh Pháp coi trọng. Xuân Triệu Cơ cạnh tranh với Diêu Văn Chí thất bại không vì nguyên nhân nào khác. Anh thấy Diêu Văn Chí rất nhanh sẽ lên làm thị trưởng An Đô. Trụ cột sản xuất công nghiệp của Hoài Khánh rất tốt, có một nhóm các công ty thuộc tỉnh, thị xã có thực lực, điều kiện để hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp cũng có. Hoài Khánh thiếu chính là quan niệm đổi mới và kinh nghiệm quản lý. Lúc này tỉnh đưa chú tới là có ý đồ rất sâu, chú phải nắm chắc cơ hội này. Thái Chánh Dương nói, tránh khỏi mấy việc dây dưa không cần thiết, an tâm làm việc chú cần làm. Trên tỉnh đưa chú xuống là muốn chú xông xáo, anh tin bí thư và thị trưởng Hoài Khánh sẽ hiểu ý đồ của tỉnh ủy. Chú không phải e ngại nhiều, nhận định việc gì thì làm đến cùng, đưa ra các con đường mới. Em hiểu. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Mai Lão Liễu cùng Lão Hùng sẽ về, cũng nên nói xem làm như thế nào xử lý việc kia của chú. Thái Chánh Dương chuyển sang chuyện khác. Chú đúng là dấu giỏi thật đó, đột nhiên nhảy ra chuyện lớn như vậy. Anh đã xem qua một vài tài liệu, tập đoàn Thương Lãng bây giờ đang phát triển theo hướng đa nguyên hóa, chẳng qua chủ yếu vẫn là kinh doanh nước suối và thuốc, tài sản ít nhất cũng 3 tỷ. Sao, chú định biến nó thành đứng đầu Trung Quốc ư? Đây không phải chuyện mà em cần tính, em chỉ đưa ra ý tưởng phát triển cho bọn họ mà thôi. Bây giờ làm chính là do em thứ ba của em. Hơn nữa em đoán cậu ấy sẽ rất nhanh rời khỏi việc kinh doanh cụ thể, giao cho giám đốc điều hành làm. Cậu ấy sẽ chủ yếu phụ trách việc đầu tư chiến lược và phương hướng phát triển của tập đoàn Thương Lãng. Triệu Quốc Đống cũng không giấu. Còn Thiên Phu, Thái Chánh Dương biết tập đoàn Thương Lãng đang đi ra khắp cả nước, ở An Nguyên chỉ còn nhà máy sản xuất tại Tân Châu, các nơi khác không có đầu tư mấy. Nhưng Thiên Phu vẫn có nhiều cơ sở ở An Nguyên. Thiên Phu về thực tế em không quá quan tâm. Dương Thiên Bồi thì anh cũng biết, đó là người có năng lực. Thiên Phu trên tay anh ta mặc dù phát triển không nhanh bằng Thương Lãng, nhưng lại vững chắc. Mặc dù đang tiến vào ngành bất động sản nhưng ngành chính vẫn là xây dựng.
Thiên Phu liên tục nhận làm đường cao tốc ở Kiềm Nam, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hồ Bắc, năm ngoái giá trị xây dựng đã trên 800 triệu, dự tính năm nay khi quyết định kích thích xây dựng cơ sở trụ cột thì Thiên Phu sẽ đột phá giá trị xây dựng lên 1,2 tỷ, thêm cả mảng bất động sản thì Thiên Phu năm nay sẽ vượt trên 1,8 tỷ. Vấn đề là Thiên Phu phát triển ở An Nguyên, mà chú cũng ở An Nguyên nên nó sẽ khiến có người ý kiến. Thái Chánh Dương nhíu mày nói, Thương Lãng ảnh hưởng không nhiều nhưng Thiên Phu lại khác, ngành bất động sản và xây dựng là điều mà dân chúng chú ý, nếu có người lấy nó ra mà nói chuyện thì Triệu Quốc Đống sẽ khó thoát khỏi quan hệ. Em dự định giảm bớt cổ phần của bố em ở Thiên Phu, để Dương Thiên Bồi mua thêm chút cổ phần mà thành cổ đông lớn nhất. Ngoài ra Thiên Phu đang tích cực vận động để năm sau niêm yết lên thị trường chứng khoán Hoài Khánh. Đến lúc ấy cổ phần chuyển thành tiền thì không vấn đề gì mấy. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Thái Chánh Dương hài lòng nói. Quốc Đống, có được thì có mất, chú nếu quyết định phấn đấu trong chính trị thì không nên quá để ý lợi ích thương mại. Mặc dù Thương Lãng cùng Thiên Phu rất làm cho người ta hâm mộ, về phương diện nào đó nó là giúp đỡ đối với chú. Nhưng theo địa vị của chú tăng lên, nó sẽ là chướng ngại đối với chú. Làm như thế nào thì mai Lão Liễu cùng Lão Hùng về thì chúng ta bàn một chút. Quyển 10, chương 34. Ừ, bên Ninh Pháp thì anh đã tìm cơ hội nói chuyện. Y cũng không có cái nhìn với việc này. Dù sao khi Thương Lãng cùng Thiên Phu lớn mạnh thì chú vẫn còn ở Ninh Lăng. Ngược lại y lại tò mò và khen chú. Thái Chánh Dương cười nói. Y cũng không ngờ quan niệm của Ninh Pháp lại thoáng như vậy. Tập đoàn Thương Lãng ở trong nước coi như tập đoàn nổi tiếng, khởi phát từ Tân Châu. Bây giờ mặc dù chuyển sang Thượng Hải nhưng nguyên quán là quê của Ninh Pháp, cho nên Ninh Pháp có ấn tượng sâu. Về phần tập đoàn Thiên Phu thì đó là ngôi sao trong các công ty tư nhân của An Nguyên, phát triển từ ngành xây dựng, bây giờ tiến quân vào thị trường bất động sản. Chẳng qua Ninh Pháp đúng là không ngờ sau lưng Thương Lãng cùng Thiên Phu đều là Triệu Quốc Đống. Cho nên khi Triệu Quốc Đống nói ra đã làm Ninh Pháp rất ngạc nhiên. Y lại nghĩ tới biểu hiện xuất sắc của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng thì càng thêm đánh giá cao về công tác kinh tế của Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương lúc này dẫn Triệu Quốc Đống đến nhà Ninh Pháp cũng là có ý đồ. Y mặc dù nhiều lần nhắc tới Triệu Quốc Đống với Ninh Pháp cũng có chút ấn tượng nhưng chưa có cơ hội ngồi gần. Bây giờ chính thức dẫn Triệu Quốc Đống đến chỗ Ninh Pháp, để Triệu Quốc Đống thể hiện bản thân. Sự xuất hiện của Diêu Văn Chí lại làm nền cho Triệu Quốc Đống. Hơn nữa lúc ăn cơm y nhắc về quan hệ của Triệu Quốc Đống với Thương Lãng cùng Thiên Phu, Thái Chánh Dương cảm thấy Triệu Quốc Đống đã lọt vào mắt Ninh Pháp. Thái ca, anh dự định phát triển ở Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống cùng Thái Chánh Dương đi dạo ở Mai Giang Minh Châu. Làm việc ở đâu không quan trọng là có thể làm việc thực tế. Bộ năng lượng mới thành lập, về thể chế vẫn chưa hoàn chỉnh. Hơn nữa phạm vi do bộ năng lượng quản lý rất rộng, liên quan đến quốc kế dân sinh. Lần trước anh cùng Phó Thủ tướng Cổ trao đổi về chiến lược nguồn năng lượng quốc gia, y rất đồng ý với quan điểm mà chú đã nói với anh. Nhất là càng nhất trí về chiến lược nguồn năng lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên. Y cũng yêu cầu Bộ Năng lượng phải nhanh chóng để các công ty của nước ta tiến ra nước ngoài. Chú có hứng thú lên bộ không? Thái Chánh Dương nói như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống động tâm. Hắn không muốn làm phó, nếu như có thể lên bộ thì thứ nhất có thể thêm kinh nghiệm công tác ở Trung ương, dễ cho công việc sau này. Thứ hai có thể đứng ở vị trí cao mà nhìn xa, có thể đưa ra một vài kinh nghiệm cho quốc gia. Nhưng Triệu Quốc Đống rất nhanh bỏ ý tưởng mê người này đi. Hắn bây giờ còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm công tác. Dù hắn lên bộ năng lượng làm phó cục trưởng cũng không có nhiều ý nghĩa. Hắn có quan điểm và ý tưởng là một phần nhưng cũng cần cấp trên tán thành. Một phó cục trưởng thì có bao quyền lên tiếng và sức ảnh hưởng chứ. Nếu muốn có tác dụng thì phải thông qua Thái Chánh Dương mà phát huy quan điểm của hắn. Hơn nữa ở bộ không dễ đạt được thành tích, muốn lên cao thì cần có thành tích. Thái ca, chắc thôi, đợi 2 năm nữa em lên bộ quá độ một chút, mở rộng tầm mắt. Bây giờ em thấy mình đàng hoàng ở dưới thôi. Ừ, như vậy là tốt nhất, anh cũng hiểu chú bây giờ thích hợp làm ở cơ sở hơn. Thái Chánh Dương cười nói. Chẳng qua có ý tưởng và quan điểm gì thì phải thường xuyên trao đổi với anh. Anh cảm thấy ánh mắt và quan điểm của chú không bình thường. Có lẽ do tuổi của anh nên không nhìn vấn đề một cách sâu sắc như chú. Thái ca nói sai rồi, chính sách điều chỉnh cũng cần áp dụng một cách từ từ, nếu không sẽ khiến xã hội rung chuyển. Triệu Quốc Đống cười nói. Em bây giờ có thể làm một con tốt, ít nhiều coi như rèn luyện mình. Liễu Đạo Nguyên cùng Hùng Chính Lâm chưa mồng 4 mới về.
mùng 5 mọi người liền tụ tập lại. Liễu Đạo Nguyên làm chủ tịch tỉnh Kiềm Nam nên đã khác trước, nói ngày đi ngàn dặm cũng không quá. Mùng 5 ngồi đây, mùng 6 y có việc khác, mùng 7 phải bay về Kiềm Dương. Hùng Chính Lâm cũng vậy, ngoài ở Bắc Kinh thì y thích đi lại xung quanh như thợ săn tìm mồi, ánh mắt thâm thúy và cái mũi thính là bạn tốt nhất của y. Mặc dù lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương thì y cũng không thay đổi. Vư tỷ, làm trưởng ban tổ chức cán bộ thấy thế nào? Chắc không ít người tới chúc Tết hả? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà hưởng thụ ánh mặt trời. Hai chị em Vương Lệ Quyên, Vương Lệ Mai đang đánh tennis. Quốc Đống, cậu làm phó thị trưởng thường trực thấy thế nào? Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống rất thích đánh tennis với người phụ nữ thành thục. Nhìn những điểm lồi lõm trên cơ thể đúng là làm người ta thoải mái. Vừa nãy đánh với Vưu Liên Hương một trận, ngực Vưu Liên Hương phập phồng vì chạy làm Triệu Quốc Đống khô lưỡi, mấy lần đánh nhầm. Vưu Liên Hương có tính cách khá mạnh, lời nói sắc bén, khi đấu khẩu với Triệu Quốc Đống chưa bao giờ chịu thua. Triệu Quốc Đống thậm chí cảm thấy đối phương có vẻ đặc biệt thích nói chuyện với giọng mập mờ cùng mình, giống như làm thế mọi người đều vui vẻ. Tôi bình thường thôi, tôi không thấy phó thị trưởng thường trực có gì là lạ cả. Nói thật không tự tại bằng bí thư quận ủy Tây Giang. Triệu Quốc Đống dựa đầu lên tay mà nói. Như vậy cũng tốt, ít nhất đợt Tết này cũng không bận mấy việc linh tinh. Ôi, chức phó thị trưởng thường trực có vị trí vi diệu, chủ yếu xem cậu làm như thế nào. Bây giờ vẫn chưa vào cửa nên khó biết, chẳng qua sang năm chắc là rất mệt. Triệu Quốc Đống nhìn chiếc cổ áo căng phồng lên của Vưu Liên Hương, chiếc áo lót bằng tơ tằm màu hồng nhạt khẽ lộ ra bên dưới khe cổ làm hắn run lên. Chức phó thị trưởng thường trực này chủ yếu là do thị trưởng cho cậu bao quyền. Nếu như thị trưởng luôn nắm quyền lực trong tay, như vậy chú làm phó thị trưởng thường trực không có ý nghĩa mấy. Nếu thị trưởng dám can đảm bỏ quyền và ủng hộ chú, như vậy chú mới là phó thị trưởng thường trực đúng nghĩa. Vưu Liên Hương ngồi trên chức trưởng ban tổ chức cán bộ đã có khí thế khác trưởng ban thư ký. Nhưng dù nói như thế nào thì phó thị trưởng thường trực cũng là bậc thang rất quan trọng, chú đi đến bước này nói rõ có thể tiến thêm. Trên sân bóng Vương Lệ Mai mới chặn được một cú đánh hiểm chết người của chị gái, lúc chạy làm cho váy bay lên lộ ra một mảng quần lót bên dưới. Vương Lệ Mai sẽ lên ban tổ chức cán bộ của chị. Triệu Quốc Đống nhìn cảnh tượng rồi nói. Có ý này, ai bảo cậu trước khi đi không bố trí cho người ta? Vưu Liên Hương thản nhiên nói. Có phải không nếm được sẽ không làm việc? Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi nhìn Vưu Liên Hương từ trên xuống dưới mà cười nói. Vưu tỷ, trời đất chứng giám mà lời này chị dám nói ư? Vị trí trưởng ban tuyên giáo có bao người nhìn chằm chằm, tôi bảo cô ấy đi đường vòng làm tránh văn phòng ủy ban huyện trước còn không hài lòng. Một bước vào thường vụ quận ủy, chị làm trưởng ban tổ chức cán bộ thấy có hợp lý không? Đi vòng một chút, bản thân Lệ Mai thì rất hài lòng, nhưng cậu không nghĩ cậu đi thì Tông Kiến sẽ nghĩ sao về cô ấy? Lệ Mai làm tránh văn phòng có thể nhẫn nhịn được sao? Lệ Mai dù trong sạch đến mấy cũng sẽ có lời đồn đoán. Vưu Liên Hương hừ một tiếng rồi nói. Tôi biết cậu có ý gì, cảm thấy nếu Vương Lệ Mai làm dưới trướng Trương Thiệu Văn lâu như vậy thì Tông Kiến cũng như vậy mà. Triệu Quốc Đống đảo mắt, bây giờ mình nói ra còn có nghĩa gì? Hắn ở Ninh Lăng còn có chút sức ảnh hưởng, nhưng không thể để hắn đi ra hỗ trợ khi còn có Vưu Liên Hương là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy mà. Có lẽ cảm thấy lời mình nói không đúng, Vưu Liên Hương ngồi lên rồi nói. Đàn ông sao đều có suy nghĩ xấu xa như vậy? Vưu tỷ, không nói chuyện này nữa. Tôi điều Lệ Mai làm tránh văn phòng ủy ban quận thì còn chưa biết Tông Kiến sẽ tới Tây Giang, trời đất chứng giám. Triệu Quốc Đống vội vàng giải thích. Tôi dù vô sỉ hơn nữa cũng không làm như vậy. Tông Kiến là kẻ tham hư vinh và phụ nữ, ai có thể dính vào y.